Trường 2011 mỹ phụ nhân mặc váy dài phức tạp màu đen tên U Cơ, nàng đã có phong vận thành thục của nữ tử 40 tuổi, lại có tao nhã và vẻ đẹp của nữ tử 20 tuổi. Mỗi khi nhăn mày cười, ngoái đầu nhìn lại, đều sẽ rút đi sự ngây ngô của thiếu nữ, giống như phu nhân ở lâu nơi nhà cao cửa rộng. Nàng có mẫu tính hiền lành dịu dàng, cũng có mị hoạt động lòng người giống như nữ tử hồ tộc khác. Nữ tử thứ ba tên Linh Cơ, sự hoạt bát sáng sủa của nàng khiến Lý Linh tối nhớ tới tân nhậm giám chính Ninh thải vi của ti thiên giám. Khác nhau là, vị giám chính kia trong hoạt bát sáng sổ lộ ra ngốc ngách dễ thương, vô ưu vô lự, ngây thơ rực rỡ. Mà linh cơ nữ tử hồ tộc càng nhiều là tinh quái, giảo hoạt đáng yêu. Nhìn qua là biết tiểu yêu nữ thích trêu đùa người ta. Tình duyên của ta lại tới nữa. Trong lòng Lý Linh tố nghĩ, chợt sờ sờ thận, ở trong lòng bổ sung hai chữ, đại khái. Quốc chủ và hứa lăng ra biển đã mấy tháng, chậm chạp chưa về, mà thế cục cửu châu càng thêm ác liệt dạ cơ nhíu đuôi lông mày tinh xảo mặt đầy lo lắng vị hứa ngân la kia nếu không có cách nào tấn thăng nửa bước võ thần ra biển chính là đi một chuyến vô ích bằng vào phụ thân thần thù ngăn không được siêu phẩm linh cơ hai tay chống má mở to đôi mắt sáng ngời cười hì hì nói dạ cơ tỉ tỉ là nhớ tình lang nhỉ thân thể ở không lâu có phải tịch mịch khó nhịn hay không khi nào mang tình lang của ngươi cho người ta mượn chơi chút dạ cơ nhìn lướt qua thân thể non nớt mới có quy mô của thiếu nữ khinh thường cười khì một tiếng chín tỷ muội các nàng quan hệ cũng không phải tất cả đều là tương thân tương ái trừ u cơ mẫu tính tràn ngập thắng được các tỷ muội nhất trí tôn kính bạch cơ mềm mại ngốc nghếch đáng yêu còn chưa thể hóa hình thắng được các tỷ muội nhất trí yêu thích giữa tỷ muội khác hoặc nhiều hoặc ít đều có lục đục với nhau u cơ bấm tay búng bốp ở cái chán chân bóng của thiếu nữ giọng điệu dịu dàng trách cứ nói chính sự đó đừng càn quấy nữa linh cơ ôm chán cái miệng nhỏ nhắn chu lên dầm gì nói dù sao chúng ta sớm hay muộn phải gả cho hứa ninh yến thanh cơ tỷ tỷ từng nói, nương nương quá nửa trốn không thoát ma chảo của hứa ngân la. Vậy nương nương nếu theo hứa ngân la, chúng ta không phải cũng là của hồi môn sao? Thanh cơ khẽ biến sắc, nói hưu nói vượn, ta cũng chưa từng nói như vậy. Cái gì? Các nàng cũng là tiểu thiếp định sẵn của thằng nhãi hứa ninh yến đó sao? Sao có thể như vậy? Hứa ninh yến tên cầu tặc này, lão tử chưa bao giờ thấy ai háo sắc như thế, quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi. Sắc mặt lý linh tố chậm rãi cứng đờ. Lúc này, hắn cảm nhận được tim đập nhanh quen thuộc lấy ra mảnh vỡ địa thư xem truyền thư hai sư ca việc lớn không ổn mau bỏ thần thù đến lôi châu cứu mạng sắc mặt thánh tử trầm xuống lấy chỉ thay bút viết tin tức bảy có chuyện gì các ngươi không phải từ tây vực rời khỏi sao hắn bút pháp như bay tốc độ có thể so với cùng thảo nhưng bên đó hồi lâu không ai đáp lại cách thời gian nửa chén trà nhỏ rốt cuộc có người hồi âm nhưng không phải lý diệu chân mà là sở nguyên trẩn bốn phật phật đà đến đây cả người lý linh tố lạnh toát một trận, lưng giống như có con rắn lạnh như băng bỏ qua, dọc theo xương sống chạy thẳng lên thiên linh cái, ra đầu nháy mắt phát tê. bảy, chuyện là thế nào? bảy, không phải mới vừa nói phật đã mất đi khí vận, không thể mở rộng nữa sao? bảy, các ngươi nói chuyện đi. hắn liên tục truyền thư qua ba lần, lại trâu đất xuống biển, không có đáp lại. lý linh tố vù từ trên ghế bắn lên, nắm chặt mảnh vỡ địa thư trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía bốn nàng cơ thanh âm mang theo vài phần bén nhọn phật đà đến rồi bốn nàng cơ lập tức nhìn tới khẽ biến sắc dạ cơ truy hỏi phật đà đến rồi là có ý tứ gì thiếu nữ linh cơ hoảng sợ nhìn chung quanh yên lặng tới gần u cơ lý linh tố vốn định mang địa thư cho các nàng xem lại nhớ tới nội dung truyền thư đã biến mất tốc độ nói cực nhanh giải thích đồng bạn của ta truyền thư cho ta bảo ta mau chóng mời thần thủ đại sư tới lôi châu giúp đỡ lôi châu là châu sát phía tây nhất của đại phụ giáp với tây vực vì sao là lôi châu dạ cơ vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa hỏi ta làm sao biết lý linh tố lắc đầu cùng ba nàng cơ theo bước chân của dạ cơ ra khỏi đại điện ở chùa nam hoa lầu các trải rộng lên xuống vài cái tới ngoài tháp phong ấn cửa tháp đóng chặt trong khe cửa lộ ra một mảng ánh đèn nhỏ bé u cơ khí chất ung um dung như phu nhân uyển chuyển gót sen đi lên giơ tay tay áo tơ lụi trượt xuống gập lại cổ tay trắng như tuyết gõ gõ cửa tháp thấp giọng nói thần thù đại sư ngài tu luyện xong chưa khi dạ cơ đến gặp đúng lúc thần thủ tu hành mà lý linh tố lại từ trong diễn đàn địa thư nói chuyện phiếm biết được kết quả thăm dò tây vực biết tình cảnh đám người lý diệu chân an toàn liền không quấy dày nửa bước võ thần nữa thậm chí còn muốn cùng mỹ nhân hồ tộc phong thái khác nhau gặp gỡ một hồi nhân duyên bất ngờ đương nhiên sau khi biết mấy nữ tử hồ tộc này là tiểu thiếp của hứa thất an thánh tử liền không thèm quan tâm các nàng nữa chuyện gì trong tháp chuyển đến giọng nói hùng hậu trầm thấp của thần thù U Cơ tìm từ ngắn gọn mang tình huống báo cho thần thù. Cửa tháp tự động rộng mở, ánh nến như nước chảy đổ nghiêng ra, bóng người cao lớn của thần thù chậm rãi đi ra. Bộ dáng hắn biến đổi to lớn, cao bảy thước, không khác gì nam giới trưởng thành, ngũ quan tuấn lãng, trắng trẻo sạch sẽ, là tăng nhân trẻ tuổi có vẻ ngoài phi thường không tệ. Đây mới là bộ dáng lúc ban đầu của hắn, nói chuẩn xác là bộ dáng lúc ban đầu của thần thù, mà không phải Tu La Vương. Tu La tộc đặc thù bề ngoài quá mức rõ ràng thần thù nếu là bề ngoài tu la vương cửu vĩ hồ cũng sẽ không biết lão cha mình là tu la vương thần thù càng không có khả năng lúc ở a lan đà tu hành giấu được một đám tăng nhân ta biết rồi thần thù khẽ gật đầu ngay sau đó bóng người biến mất ở trước mặt mọi người nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha ngự thư phòng hoài khánh nắm mảnh vỡ địa thư đứng bật dậy sóng mắt trong trẻo như đầm nước nhìn chằm chằm ngoài điện ngụy uyên Triệu Thủ và Vương Trinh Văn ba đại lão tay nắm thực quyền vẫn chưa rời khỏi, vẫn ở lại trong ngự thư phòng. Nhìn thấy Hoài Khánh phản ứng lớn như thế, ba người đồng thời mang ánh mắt ném về phía nữ đế phong hoa tuyệt đại. Địa thư truyền tin, Phật Đà đến rồi. Hoài Khánh hít sâu một hơi, nói, bọn họ lúc này đang ở Lôi Châu. Ngụy Uyên, Triệu Thủ và Vương Trinh Văn chấn động từ trên ghế tựa đứng lên, hoặc khẽ biến sắc, hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Thủ châm chức nói, Phật Đà mang Tây vực dung nạp hết rồi, hắn lấy đâu ra khí vận vương trinh văn hử lạnh nói hoặc là có con bài chưa lật chuẩn bị sẵn giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng hoặc là một số người bạn cũ nào đó đưa cho hắn vu thần giáo bốn người đang ngồi đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh loại vấn đề này không làm khó được bọn họ hay cho một nước cờ hiểm ngụy uyên than thở một tiếng hắn chấn an nói có thần thù hẳn là có thể ngăn được phật đà triệu thủ liếc hắn một cái vẻ mặt không tán đồng nhưng chưa phản bác Hoài Khánh một lần nữa ngồi về ghế dựa lớn làm từ gỗ tử đàn, ngón tay búp măng ở trong mảnh vỡ địa thư viết nhanh, một, hứa ninh yến, hứa ninh yến. Y nhĩ bố cưỡi hào quang màu đen bay vút ở trời cao, mặt đất mênh mông lướt qua ở dưới người. Hắn vừa đến địa giới Vũ Châu, chợt thấy hai luồng hào quang đen bóng lướt tới phía trước, hai bên đối mặt. Đại Vu Sư, y nhĩ bố vừa kinh ngạc vừa mừng lại mờ mịt, ngươi sao lại đến Trung Nguyên. Cầm đầu chính là Tát Luân A cổ mặc trường bào Vu Sư, mái tóc bạc thắt thành từng cái bím tóc dâu trắng che khuất nửa khuôn mặt đi theo là ô đạt bảo tháp tát luân a à cổ chưa trả lời hỏi đồ cho phật đà rồi y nhĩ bố gật gật đầu tiếp theo cảm khái nói viêm quốc kế tiếp sợ là phải thiên tai liên tục tựa như đại phụng lúc trước tổn thất một nửa quốc vận ô đạt bảo tháp thản nhiên nói đã không sao cả cũng đúng chờ vu thần dãy thoát phong ấn sẽ giống phật đà như vậy đồng hóa đông bắc đoạt lấy khí vận cửu châu viêm quốc rất nhanh sẽ không còn tồn tại y nhĩ bố thản nhiên nói ta biết không cần ngươi nói cũng may địa giới ba nước tuy sẽ bị vu thần đồng hóa nhưng tu sĩ tu hành hệ thống vu sư đều có thể sống sót hơn nữa tương lai có thể được vu thần không thiên đạo phù hộ vĩnh sinh bất tử dùng lời của đại vu sư nói vu thần có thể sửa chữa thiên địa pháp tắc giao cho hệ thống vu sư thần dị nạp lan vũ sư đâu y nhĩ bố hỏi tát luân a cổ cười nói bắc cảnh một mảng lãnh thổ lớn như vậy tặng cho Trúc Cửu chẳng phải là phí phạm của trời. Ý nhĩ bố mở to mắt, nháy mắt đã hiểu nạp lan thiên lộc đi đâu rồi. Đại vu sư muốn thừa dịp đại phụng và Phật môn tranh đấu, tốc chiến tốc thắng, đánh hạ lãnh thổ yêu man phương Bắc. Cứ như vậy, khí vận viêm quốc tổn thất liền có thể được bổ sung. Một mũi tên hạ ba con chim, hay. Đúng lúc này, ý nhĩ bố thấy một đám cường giả siêu phàm phía nam cưỡi gió mà đến. Chăm chú nhìn, lại là bảy vị thủ lĩnh cổ tộc đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới cường giả siêu phàm vu thần giáo một vị khoác áo choàng màu đen trong đó bỗng triển khai lĩnh vực phủ thêm một tầng bóng ma cho sáu người chuẩn bị bước nhảy bóng ma bất cứ lúc nào thiên cổ bà bà chống gậy đầu đầy tóc bạc hướng tới tát luân a à cổ khẽ gật đầu đại vu sư mỉm cười gật đầu hoàn lễ người vu thần giáo các ngươi sao lại ở chỗ này một nữ tử mặc lụa mỏng dáng người thướt tha đồi núi chập trùng khuôn mặt thon gọn quyến rũ cao mày chất vấn thiên cổ bà bà dẫn bọn họ chạy tới lôi châu chỉ nói đại kiếp đã tới đến xem xét tình huống nàng cho ý nghĩ bố ấn tượng đầu tiên là trong cái giơ tay nhất chân tản ra sức quyến rũ như là vư vật trời sinh đã vì câu dẫn nam nhân mà sinh ý nghĩ bố không quen nàng nhưng nhận biết loại thủ đoạn này nghĩ hẳn là thủ lĩnh đời này của tình cổ bộ đương nhiên là đến xem đại phụng có thủ đoạn áp đáy hòm gì ý nghĩ bố cười hề hề nói có lẽ đến xem phật đà giết hại siêu phàm đại phụng như thế nào khuôn mặt quyến rũ của Loan Ngọc lập tức âm trầm. Biên giới lôi châu, một chấn nhỏ, vật chất máu thịt màu đỏ sậm giống như thủy triều cọ rửa đường xá, phòng ốc của chấn nhỏ, máu thịt đó mạch máu rõ ràng có thể thấy được, dính liền ở trên phòng ốc, bao trùm mặt đất. Lúc này đã là ban đêm, đại bộ phận cư dân đã ngủ say, bọn họ và phòng ốc vô thanh vô tức giống nhau, chưa từng phát ra động tĩnh gì. Nhưng cầu lan duy nhất trong chấn nhỏ còn đèn đuốc sáng trưng, các nam nhân giàu có trong thôn chấn còn ở trong cầu lan tiêu dao khoái hoạt hoặc ôm nữ nhân uống rượu hoặc nghe hí khúc hoặc đã ở trên giường thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ làm cấm thuật trong lĩnh vực luyện kim nhưng khi máu thịt sóng chiều màu đỏ sậm dâng trào đến khách làng chơi cùng nữ tử phong trần trong câu lan kêu sợ hãi chạy đi ngôi lầu nhỏ xây dựng rất khí phái sau đó tựa như con kiến bị nước đường đặc dính từng người ở trong vật chất máu thịt màu đỏ sậm đau khổ dãy dụa tiếp đó dãy dụa yếu bớt sợ hãi trên mặt bọn họ chậm rãi bình ổn bọn họ ngồi xếp bằng tại chỗ hai tay chắp lại tựa như tín đồ ngoan đạo nhất bọn họ từng chút một bị vật chất máu thịt đồng hóa vù tiếng xe gió gào thét mà đến từng đoạn cành khô từ trên trời hạ xuống thu gặt đầu cư dân trở thành tín đồ ngoan đạo vật chất máu thịt dâng trào như suối phun mang kiếm trận cành khô tạo thành ngăn lại tiếp đó cắn nuốt không trung cực xa xôi sở nguyên trần áo bò rách nát trong tay nắm một cây kiếm gãy khóe miệng trào máu tươi atola kim liên đạo trưởng Độ Ách La Hán, Lý Diệu Trân, còn có Tôn Huyền Cơ và Hằng Viễn Đại Sư, trên người bọn họ đều có vết thương, dấu vết lưu lại sau đại chiến. Nói đại chiến có chút cất nhắc bọn họ, cách nói càng chuẩn xác hơn là, bọn họ mới từ Phật trong tay đài nhặt về một cái mạng nhỏ, đây còn là dưới tình huống Tôn Huyền Cơ phản ứng kịp thời, cùng với Atola trụ vững áp lực. Bọn họ lúc trước ở một ngọn núi biên giới Lôi Châu, tụ tập bàn bạc tình huống Tây Vực, thông qua địa thư hướng nữ đế miêu tả, phân tích tình trạng của Phật Đà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vốn định ở lại lôi châu quan sát vài ngày, nhưng ở ban đêm, bọn họ thấy sóng chiều màu đỏ sậm, ở dưới đêm trăng phát sáng, hướng tới lôi châu dâng trào đến. Nơi đi qua, mọi sự vạn vật đều bị vật chất máu thịt chảy xuôi bao trùm. Hắn sao có thể vượt qua Tây Vực, xâm nhập lãnh thổ Trung Nguyên? Atola ngực kịch liệt phập phồng, tỏ vẻ khó hiểu đối với cảnh tượng trước mắt. Căn cứ bọn họ lúc trước phòng đoán, Phật Đà mở rộng là cần khí vận, nhưng hắn không những mang địa bàn Tây vực thâu tóm hết, thế mà còn hướng tới Trung Nguyên mở rộng không có trật tự. Nếu như vậy, lúc trước hắn vì sao không ở Tây vực đã giết bọn họ? Không giống. Sở Nguyên trần sức quan sát sâu sắc, thấp giọng nói, hắn lộ ra hẳn là chân thân, mà lúc ở Tây vực thì có các đất bao vây, như sông núi hoạt hóa. Lúc trước truy đuổi độ ách la hán, hắn sau khi vượt qua giới hạn cũng từng hiển lộ ra bộ dáng này. Nói cách khác, lúc này lôi châu đối với hắn mà nói, tựa như bộ phận danh giới tây vực lúc trước khí vận không đủ không thể đồng hóa cho nên vì sao sẽ như vậy lý diệu chân không muốn nghe quá trình suy luận chỉ muốn biết kết quả kim liên đạo trưởng vẫn duy trì cảnh giác mở miệng giải thích các ngươi phát hiện chưa hắn tuy chiếm lĩnh lôi châu nhưng chưa mang lôi châu đồng hóa cái này nói lên hai điểm một không đủ khí vận hắn không thể đồng hóa địa giới trung nguyên giống đồng hóa tây vực hai hắn đang chuyển hóa tín đồ sau đó lại mang tín đồ nuốt điều này nói lên cái gì trong đầu mọi người hiện lên một ý niệm, tranh địa bàn, ngưng khí vận. Như hứa bình phong năm trước, độ ách la hán chắp hai tay lại, đây là cái gọi là đại kiếp, ngày siêu phẩm sống lại, chắc chắn tầm ăn dỗi trung nguyên. So với chiến dịch quy mô lớn, loại tầm ăn dỗi này đáng sợ hơn ngàn lần vạn lần. Hai quân giao chiến, còn có thắng bại, có đường sống quay về. Ai có thể ngăn trở Phật đà mở rộng? Bọn họ các cường giả siêu phàm này, cũng chỉ cách thật xa làm một ít cản trở không đau không ngứa, căn bản không dám tiếp cận hắn tuy càn quét như lửa, thế không thể đỡ, nhưng tựa như có hạn chế, hành động chịu cản trở. Tôn Huyền Cơ vù vù viết cuồng thảo trên giấy, triển lãm cho mọi người xem. Ý tứ của hắn là, Phật Đà tuy cường đại, không thể địch nổi, nhưng hắn cùng lúc hóa thành chiều dâng cắn nuốt vạn vật, thân thể cao lớn cũng biến tướng trở thành trói buộc, không thể giống như cá thể, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái này tựa như là trả giá tương ứng. Đột nhiên, các vật chất màu đỏ sậm đó nhô lên cao cao, ngưng tụ thành một hình người mơ hồ, Mơ hồ là hòa thượng đầu chọc, đừng nét ngũ quan mơ hồ, thân thể cũng chỉ là, đơn giản phác họa hình người. Nhưng hắn có một đôi mắt thực chất, không có cảm tình. Yên lặng nhìn chăm chú vào các cường giả siêu phàm đại phụ. Tôn sư huynh người thật sự không phải trung ly dịch dung sao. Người vẫn là đừng phát biểu ý kiến. Trong lòng lý diệu chân lột bộp một cái, lại nhìn vẻ mặt người khác, nàng liền biết, ý nghĩ mọi người và mình giống nhau. Hình người kia do máu thịt màu đỏ sậm tạo thành, hai đầu gối hơi cong ở trên mặt đất ầm ầm kịch liệt chất động bắn về phía Atola cầm đầu vòng lửa sau đầu Atola ầm bùng nổ lửa chiếu sáng lượng bóng tối cơ lưng của hắn bùng nổ để cánh tay phải kéo nắm tay đánh thẳng hóa thân Phật Đà sở dĩ tự tin như vậy là vì hắn phát hiện khối hóa thân này lực lượng cũng không mạnh chỉ là một bộ phận trong thân thể mênh mông như biển của Phật Đà đánh không lại Phật Đà đánh một khối hóa thân trung quy không thành vấn đề nháy mắt suy nghĩ này hiện lên Atola thấy phía sau Phật Đà hóa thân hiện lên một pháp tướng đấu thiên đấu địa, tượng trưng cho lực lượng cùng sát phạt. Kim cương pháp tướng. Lý Diệu chân khẽ nhướng mày, vươn tay phải, lòng bàn tay hướng tới hóa thân Phật Đà nhẹ nhàng lau một cái. Như là lau đi cái gì? 12 đôi cánh tay tầng tầng lớp lớp, 12 đôi nắm tay đánh xuống như mưa rào. 24 tiếng đả kích hóa thành một thanh âm, keng. Nắm tay Atola ẩn chứa lực lượng sát tặc, theo tiếng mà nổ tung, mảnh xương máu thịt cùng bay ra nhưng hắn bằng vào thù hận trong lòng phật đà phúc duyên suy yếu đánh ra thương tổn vượt mức mang hóa thân phật đà đánh lào đảo lui về phía sau vầng sáng rực rỡ của sát tặc quả vị bao phủ ngực hóa thân phật đà ăn mòn sinh cơ của đối phương có thể là bởi phúc duyên bị suy yếu lực lượng sát tặc thế mà lại lấy được thành tích khả quan khiến máu thịt vật chất ở ngực phật đà hóa thân hòa tan ăn mòn ra một vết thương dữ tợn lúc này bên trái hóa thân phật đà một pháp tướng ánh vàng rực rỡ ngưng tụ lòng bàn tay kéo tịnh bình bạch ngọc, bộ mặt hiền hòa. trong tịnh bình tràn ra các đốm sáng, hóa thân Phật Đà tắm rửa trong đó, máu thịt hòa tan, nháy mắt khôi phục, hóa giải lực lượng sắt tặc. bịch bịch bịch. Atola thân là chủ lực cận chiến trong đoàn đội, không chút do dự lao về phía hóa thân Phật Đà. trong quá trình, kim cương thần công rút lui, vật chất đen xì bò đầy ngoài thân, đã kích hoạt tu la huyết mạch, chiến lực lại tăng lên một tầng. nhưng hắn vồ hụt hóa thân Phật Đà tự dưng biến mất ở trước mắt, biến mất không có dấu hiệu. Có thể làm được qua lại không dấu vết, chỉ có hành giả pháp tướng, thuật truyền tống cũng không làm được vô thanh vô tức như vậy. Ngay sau đó, hóa thân Phật Đà xuất hiện ở phía sau độ ách La Hán. Ngực của hình người, do máu thịt vật chất tạo thành bỗng nứt ra một cái miệng trải rộng răng nanh, từ ngực đến bụng, giữ tợn đáng sợ. Tiếp theo, nó sụp xuống thành một tấm vải, hướng tới độ ách La Hán bao trùm đi. Mục tiêu của Phật Đà dị thường rõ ràng đó là cắn nuốt độ ách đoạt lại khí vận phật môn mất đi không xong lý diệu chân và kim liên đạo trưởng đồng thời vươn tay vừa suy yếu phúc duyên của phật đà vừa triệu hồi ra thổ tướng trong bốn đại pháp thân sử dụng nó chặn lại hóa thân phật đà bên trái hóa thân phật đà lúc này đạo pháp tướng thứ ba là đại từ đại bi pháp tướng chắp hai tay cúi đầu ngồi xếp bằng khuôn mặt nhân từ nó vừa xuất hiện bầu trời liền có phật quang chiếu khắp phạm âm thiền sướng trong lòng lý diệu chân và kim liên đạo trưởng không thể tránh khỏi nổi lên ý nghĩ từ bi không cách nào ra tay nữa phong tướng chợt tán loạn thành sương mù bụi bặm mênh mông ở lúc này dưới đất chéo bên phóng tới một cây chùy tử kim keng đánh vào trên người độ ách la hán mang lão đánh bay ra ngoài phật đà hóa thân hình thành tấm màn che kín tử kim chùy mang nó cắn nuốt độ ách la hán may mắn thoát khỏi miệng cọp phù mọi người đều nhẹ nhàng thở ra lòng còn sợ hãi độ ách nếu là bị phật đà cắn nuốt đại thừa phật giáo vất vả mưu tính hao tổn của cải vô số nâng đỡ liền không có ý nghĩa nữa. Mà Phật Đà đạt được khí vận khổng lồ này, sẽ càng thêm đáng sợ. Quá nguy hiểm rồi, chúng ta ngăn không được Phật Đà, thậm chí đấu không lại một khối hóa thân của hắn, phải rút lui, nhưng, nhưng tính mạng nhiều dân chúng vô tội như vậy, không thể dung túng hắn tiếp tục cắn nuốt. Lý Diệu chân nhẹ nhàng phun ra một hơi, đột nhiên phát hiện một hơi này thế mà lâu dài vô cùng. Phun ra hồi lâu cũng chưa phun xong nàng lập tức phát giác không thích hợp, đồng thời cảnh vật trước mắt rút đi sắc thái, biến thành đen trắng thuần túy. đây là vô sắc lưu ly pháp tướng, phật đà pháp tướng nào cũng biết. tư duy của lý diệu chân khó có thể ngăn chặn trở nên thông thả, trên mặt của nàng từng chút một hiện ra vẻ mặt kích động cùng sợ hãi. trên mặt đám người đạo trưởng mèo mướp tôn huyền cơ cũng hiện lên vẻ mặt tương tự, cảm xúc tuyệt vọng lên men, lan tràn ở trong lòng mọi người. hóa thân phật đà chậm rãi xoay người nhìn phía độ ách la hán rơi vào trong lĩnh vực không màu ngực nó lại nứt ra một lỗ thủng lan tràn đến bụng mọc đầy răng nanh nước miếng như mưa ngay sau đó bóng người nó hiển hóa ở phía sau độ ách la hán lần nữa hóa thân tấm màn chụp về phía độ ách la hán lúc chỉ mảnh treo chuông một bàn tay to từ trên trời giáng xuống mang tấm màn đè xuống ầm một tiếng mặt đất kịch liệt chấn động theo tiếng chấn động kịch liệt này vô sắc lưu ly lĩnh vực ầm ầm sụp đổ thế giới khôi phục sắc thái đám người lý diệu chân khôi phục sức hành động mọi người nhìn lại cứ binh từ trên trời giáng xuống là một vị hòa thượng trẻ tuổi đường nét khuôn mặt cứng rắn tuấn tú mặc nạp y màu xanh trên đầu chọc in sáu vết chấm hương sắp hàng chỉnh tề hóa thân phật đà ở trong tay hắn kịch liệt dãy giụa nhưng không thể lay động đối phương mảy may tựa như một người trưởng thành mang một đứa trẻ đè trên mặt đất thần thù đại sư lý diệu chân thử nói vẻ mặt atola có chút phức tạp thần thù gật gật đầu, ừng một tiếng, nâng chân đạp một cái, hóa thân do máu thịt vật chất ngưng tụ thành kia ầm một tiếng nổ thành bột phấn. Nửa bước võ thần danh bất hư truyền. Trên trời đêm nơi xa, Tát Luân A à cổ quan sát một màn này, phát ra than thở. Ở cách cường giả siêu phàm của Vu thần giáo không xa, là các thủ lĩnh cổ tộc, sức chú ý của Thuần Yên không ở trên thân nửa bước võ thần ngang trời xuất thế, mà là sóng chiều máu thịt màu đỏ sậm dập trời dập đất, cắn nuốt tất cả kia. Bà bà, Phật Đà đang làm cái gì? hai con rắn nhỏ trên vành tai thuần yên phát ra tiếng rít phụ họa chủ nhân thiên cổ bà bà nhíu mày một lát khẽ lắc đầu bà cũng không biết chân tướng của đại kiếp tát luân a à, cổ cười nói hắn muốn chiếm lĩnh lôi châu luyện ra sơn hà ấn thủ lĩnh khác bày ra tư thái lắng nghe tranh đoạt địa bàn cô động sơn hà ấn liền tương đương mang khu vực đó nắm giữ trong tay thiếu mỗi đất một châu. khí vận đại phụng sẽ sói mòn một bộ phận thẳng đến mất nước mà lúc này Phật Đà liền có thể cắn nuốt tán loạn khí vận Trung Nguyên ở trong Cửu Châu, cắn nuốt Sơn Hà Ấn. Tiến tới thay thế đại địa Trung Nguyên, tựa như thay thế Tây Vực. Trên bản chất, cái đó giống với phương thức xuất binh tấn công đại phụ, tiêu diệt vương triều Trung Nguyên, chỉ là cách làm khác nhau. Phật Đà không cần quân đội, bản thân hắn chính là thiên quân vạn mã. Thuần Yên sâu sắc hỏi, làm như vậy mục đích là gì? Tát Luân A cổ chưa trả lời, quay sang quan sát phía dưới, tiếp tục xem cuộc chiến. Thủ lĩnh độc cổ bộ bạt kỳ trầm giọng nói, còn nhớ lời tiên đoán của tiên tri thiên cổ bộ sao ngày cổ thần sống lại cửu châu sẽ hóa thành thế giới của cổ có phải ý nghĩa cổ thần nếu là dãy thoát phong ấn cũng sẽ giống phật đà hay không nghe vậy sắc mặt các thủ lĩnh trở nên ngưng trọng thần thù vật chất máu thịt như đại dương mênh mông nứt ra một rồi lại một cái miệng phát ra cùng một thanh âm ngay sau đó mỗi một cái miệng đều phun ra một quầng sáng to bằng nắm tay như mặt trời thu nhỏ lại những mặt trời hơi co lại này nở rộ ra phật quang tẩy rửa tất cả khiến thiên địa nguyên tố tiến vào giấc ngủ say, để tất cả lực lượng không thuộc về Phật nhanh chóng suy yếu. Đám người đạo trưởng méo mướp bị Phật quang chiếu, thân thể bốc lên từng làn khói, một thân đạo hạnh nhanh chóng suy yếu. Chỉ có hàng viễn độ ách và Atola hoàn hảo không tổn hao gì. Lui! Kim liên quát! Đây là đại nhật luân hồi pháp tướng. Không có bất cứ sự do dự nào, mọi người quyết đoán vội lui. Bên kia, thần thù mặc nạp y màu xanh ra trời nhạt, ở trong Phật quang nguy nga bất động, Hắn nhìn thẳng Phật quang chói mắt, vươn tay phải, chợt nắm chặt. Ầm ầm. Từng vầng mặt trời thu nhỏ nổ tung, tán loạn thành vầng sáng năng lượng thuần túy. Đại Nhật Luân hồi pháp tướng còn chưa thành hình đã bị phá giải, nhưng Phật Đà cũng không để ý, vật chất máu thịt màu đỏ sẫm tiếp tục đẩy, hắn còn chưa tới cực hạn, có thể bao trùm càng nhiều khu vực hơn nữa. Thẳng đến lúc no bụng, sau đó mang khu vực chiếm lĩnh luyện thành sơn hà ấn, từ trong danh giới đại phụng bóc ra thần thù nhìn lướt qua vật chất máu thịt như thủy triều lan tràn đến, hơi trầm ngâm, chủ động bước vào. Vật chất máu thịt tự động tách ra, như là nghênh đón hắn đến, thần thù tiến lên từng bước một, phía sau, vật chất máu thịt một lần nữa lan tràn, bao trùm đường lui của hắn. Vật chất máu thịt tựa như nước đường sền sệt, mãnh liệt muốn nuốt chửng thần thù. Nhưng chúng nó tới cách gần thần thù một trượng, liền bị khí cơ mênh mông cường đại đánh văng, trong vòng một trượng, không vật nào có thể vào được chính như võ phu ngăn cách thiên địa không giao cảm với bên ngoài tự thành tuần hoàn vật chất máu thịt màu đỏ sậm tựa như mặt biển dưới bão táp nhắc lên sóng chiều thật lớn sóng chiều này ngưng tụ thành một bóng người cao tới mấy chục trượng ngồi niêm hoa cùng thần thù im lặng nhìn nhau hoài khánh không ngừng triệu hồi hứa thất an mãi không được đáp lại ngược lại thu được lý diệu chân trả lời hai chúng ta ở tiền tuyến tác chiến người ở hậu phương cản trở thực chỉ có ngươi hoài khánh thế mà không có lời nào để chống đỡ Tuy biết Lý Diệu chân có hiểm nghi giận chó đánh mèo, tu vi đến cấp bậc này, chuyển thư mang đến tim đập nhanh rất nhỏ sẽ không tạo thành quấy nhiễu. Nhưng ai bảo người ta quả thật ở tiền tuyến tác chiến chứ, hoàng đế cũng không dám đắc tội tướng quân đang rơi đầu đổ máu nóng. Một, là chậm suy nghĩ không chu toàn, tình huống thế nào? Hoài Khánh có được giãn được. Bốn, thần thù đại sư đến rồi, cục diện tạm thời ổn định, đang giao thủ với Phật Đà. Bọn họ sau đó thảo luận mưu đồ sau lưng Phật Đà tiến công lôi châu thảo luận ra đây quá nửa cũng sẽ là thủ đoạn vu thần, thoát vây sau đó tầm ăn dỗi trung nguyên. 9. Chỉ bằng một tên Phật Đà, đã là hung hiểm như thế, vu thần nếu là thoát vây, trung nguyên hai mặt thụ địch, như thế nào cho phải? Lý Linh Tố dây dây mi tâm, ở Nam Cương trả lời, 7. Đạo trưởng, đừng nói nữa, chỉ là tăng thêm lo âu. Lần này, tiền thiên tông sổ phượng hiếm thấy chưa công kích sư ca, bởi vì hắn là đúng. 5. Vì sao phải tuyệt vọng như thế? Nếu hứa ninh yến có thể tấn thăng nửa bước võ thần, liên thủ với thần thù, miễn cưỡng cũng coi như một vị siêu phẩm nhỉ. Vậy dư địa cho mọi người ngồi xuống đàm phán vẫn là có. Lệ Na cũng ở Nam Cương, hưởng dụng thịt nướng yêu binh cống hiến chen vào một câu đúng lúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Linh Tố trong lúc nhất thời không còn lời nào để chống đỡ, nghĩ lại, tựa như là đạo lý này. Tình huống thần thù và Phật Đà nói cho bọn họ, nửa bước võ thần tuy không phải đối thủ của siêu phẩm, nhưng hai vị nửa bước võ thần cộng lại, trung quy không đến mức vẫn bị siêu phẩm treo lên đánh chứ. Như vậy, đại phụng quả thật có tiền vốn uống trà trên bàn đàm phán. Hai, hứa ninh yến tên ma quỷ này, ra biển mấy tháng, còn không biết tình huống thế nào đâu. Lý Diệu chân tức giận lên tiếng. Sư muội chú ý thân phận của ngươi, ngươi là địa tông Lam Liên, tiền thiên tông thánh nữ, ngươi không phải đám son phấn tầm thường trong nhà sau của hứa ninh yến. Lý Linh Tố ở trong lòng kéo lại thể diện cho sư muội một bảo độ ách la hán mau trở lại kinh thành ở lại lôi châu chẫm không yên tâm ba vị bồ tát còn chưa ra tay xảy ra biến cố như vậy mang người đặt nền móng đại thừa phật giáo triệu về kinh thành là cách làm ổn thỏa nhất kinh thành tốt xấu còn có nhất phẩm lục địa thần tiên tọa chấn cùng với vài tên cảnh giới siêu phàm tám không trở về được mấy tên siêu phàm vu thần giáo như hổ rình mồi atola trả lời đám người tát luân à a cổ cách tuy xa nhưng atola đã cảm ứng được đương nhiên đại vu sư cũng không có ý tứ che giấu tát luân a cổ cũng ở lôi châu ra đầu hoài khánh hơi phát tê vu thần giáo mang khí vận chuyển cho phật đà bây giờ lại tới xem cuộc chiến lòng của chúng đáng bị tiêu diệt đây là tính ở thời khắc mấu chốt đâm sau lưng hạ độc thủ độ ách la hán giờ phút này về kinh thành quá nửa là dê vào miệng cọp mà nếu là để kim liên đạo trưởng đám siêu phàm cùng nhau trở về vậy thần thù làm sao bây giờ có kim liên đạo trưởng a tô la những siêu phàm này ít nhất có thể phụ trợ thần thù, thay hắn giải quyết một ít phiền toái. 9. Các thủ lĩnh cổ tộc cũng có mặt. Kim Liên Đạo trưởng bổ sung một câu. Thủ lĩnh cổ tộc tuy phổ biến đều là cảnh giới tam phẩm, không thể hình thành chủ lực, nhưng bảy đại cổ thuật quỷ dị khó lường, miễn cưỡng có thể kiềm chế vu thần giáo. Hoài Khánh khẽ thở vào một hơi, truyền thư nói, một, báo có tình hình chiến đấu mọi lúc, nếu tình huống cho phép, ta lập tức bảo quốc sư và triệu viện trưởng chạy tới Lôi Châu nàng buông mảnh vỡ địa thư, nhìn về phía ba người bọn Ngụy Uyên trong điện, tốc độ nói như bay mang tình huống nói rõ đơn giản. Triệu thủ trầm ngâm nói, ta bảo Dương Cung mang theo nho thánh khắc đao đến lôi châu trợ giúp, về phần bản quan, lưu thủ kinh thành. Lão đây là đề phòng có người nhân cơ hội hốt cả ổ kinh thành. Ba vị Bồ Tát Phật môn còn chưa xuất hiện đâu. Vương Trinh Văn sắc mặt nghiêm túc, để Dương Cung mang theo truyền tống Ngọc Phù đi lôi châu trước, quốc sư. Lạc đạo thủ tạm ở lại kinh thành, một khi bồ tát phật môn hiện thân quốc sư hỏa tốc trợ giúp ngụy uyên chưa nói chen vào vương trinh văn an bài không có vấn đề bây giờ cần đề phòng là bồ tát phật môn tập kích kinh thành vu thần giáo ngược lại không cần băn khoăn bởi vì phật môn đã không còn ổ cái khái niệm này mà vu thần của vu thần giáo còn chưa bài trừ phong ấn phật môn giai đoạn này có thể không để ý nhà vu thần giáo lại không dám ngọc đá cùng vỡ với bọn họ triệu thủ vung tay áo thanh âm lanh canh mạnh mẽ dương cung ngay tại bên người ta một luồng hào quang từ bên cạnh bốc lên phát họa ra bộ dáng tử dương cư sĩ dương cung hắn mặc quan bào màu đỏ ngay thẳng ở trong nha môn làm việc tuy đã thấy pháp thuật nho ra nhiều nhưng loại phong cách nói được làm được này vẫn khiến ba người trong điện cảm thấy hoang đường trong lòng không nói gì viện trưởng dương cung nhìn quanh bốn phía thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng lập tức nhíu mày đã xảy ra chuyện gì triệu thủ mang tình huống báo đơn giản cho hắn biết dương cung nghe xong hai lông mày nhíu chặt tâm tình nặng nề hoài khánh thành khẩn nói làm phiền tiên sinh rồi nàng lúc học tập ở thư viện vân lộc chính là bái ở môn hạ tử dương cư sĩ dương cung gật gật đầu đang muốn tiếp trong tay áo bỗng lao ra một đạo thanh quang hướng tới cái đầu quả dưa của hoài khánh hung hăng gõ hoài khánh ngẩn ra một phen bằng vào bản năng võ giả lấy tay chộp lấy hào quang tập trung nhìn vào là cái thước nàng có chút ngạc nhiên nhìn dương cung muốn ám sát hoàng đế sao dương cung thở dài bệ hạ chớ xưng ta tiên sinh khi xưng ta tiên sinh chớ nói thỉnh giáo làm phiền các từ hắn vẫy vẫy tay mang thước thu vào trong tay áo tiếp theo giải thích ta là dùng tam tự kinh ôn dưỡng vật ấy chính cái gọi là nuôi không dạy lỗi của cha dạy không nghiêm lỗi của thầy toàn bộ gặp học sinh là đánh hoài khánh mím môi nghiêm mặt nói thực có cảm giác trách nhiệm dương cung cười khổ một tiếng thần coi như bệ hạ là thật tâm khen hắn biết thời gian cấp bách không nhiều lời vung tay áo lên phục khắc động tác mới vừa rồi của triệu thủ cất cao giọng nói nho thánh khắc đao mau tới gặp ta vì tiết kiệm thời gian hắn thử triệu hồi nho quan nhưng chưa có phản ứng mọi người đồng loạt nhìn về phía tử dương cư sĩ dương cung đỏ mặt già lập tức nói ta đang ở trong thư viện vân lộc thanh quang từ dưới chân bốc lên biến mất tại chỗ không thấy nữa ầm ừ. mặt đất dưới chân thần thù nổ tung khối đất liên quan vật chất máu thịt cùng nhau bị nổ bay dọn ra một vùng chân không đường kính mấy trượng. Mà bản thân hắn, như đạn pháo ra khỏi nòng tốc độ cao, bắn về phía Phật Đà. Phía sau bên phải Phật Đà, một pháp tướng hư ảo chợt lóe rồi biến mất, hắn chợt biến mất không thấy, khiến thần thù vô hụt. Ngay sau đó, bóng người Phật Đà xuất hiện ở phía sau thần thù, kim cương pháp tướng tượng trưng cho trinh phạt cùng lực lượng hiện ra ở phía sau bên trái. 12 đôi cánh tay đồng thời giơ lên. Keng! Trong tiếng động như rèn sắt, thần thù lào đào lui về phía sau, mà vật chất máu thịt dưới chân Phật Đà xuất hiện nhộn nhạo như sóng nước, hóa giải quyền kình của nửa bước võ thần. Phía sau Phật Đà chưa lui lại một lần nữa hiện lên một bóng người, đại từ đại bi pháp tướng. Phạm âm thiện sướng vang vọng thiên địa, trừ khử tất cả phẫn nộ cùng địch ý. Rắc rắc, bàn xoay ánh vàng rực rỡ chuyển động ngược hướng, Phật văn màu vàng viết thành ba chữ A tu la sáng lên. Khí tức thần thủ lấy tốc độ có thể phát hiện trượt xuống, làn da đen xì nổi lên, đầu tiên là cái đầu biến thành hư ảo, tiếp theo cánh tay phải biến thành hư ảo, lực lượng bánh xe xoay lúc này mới dùng hết. Xoay ngược đại luân hồi pháp tướng, là mang thần thủ suy yếu đến trạng thái quá khứ, nếu là xoay xuôi chiều, là hướng tương lai đẩy mạnh. Tuổi thọ nửa bước võ thần vô cùng vô tận, xoay xuôi chiều không có ý nghĩa. Mà thần thù vừa mới khôi phục đỉnh phong không lâu, xoay ngược vừa vặn có thể suy yếu hắn có hiệu quả. Nơi xa, khí tức Atola cũng hiện ra xu thế trượt dốc rất nhỏ, đều là Atula tộc, hắn không thể tránh né, chỉ là nơi đây khoảng cách quá xa, ở khu vực ngoài rìa lực lượng đại luân hồi pháp tướng bao phủ suy yếu không tính là nghiêm trọng lại một đạo pháp tướng hiện lên ở phía sau phật đà sụp mí niêm hoa bánh xe ánh sáng tượng trưng trí tuệ sau đầu xoay ngược mắt của thần thù bỗng nhiên mất đi hào quang hiện ra trạng thái dại ra giống như quên đang ở nơi nguy hiểm trong quá trình này phía sau phật đà vật chất máu thịt màu đỏ sậm tạo thành đại dương mênh mông một lần nữa nứt ra những cái mồm chúng nó chậm rãi phun ra một vầng mặt trời màu vàng hơi co lại trong thiên địa phật quang bao phủ mặt trời màu vàng hơi co lại này hướng về hư ảnh sau đầu phật đà hội tụ càng tụ càng nhiều phật quang chiếu khắp mảnh thế giới này ngay cả đêm tối cũng chuyển thành ban ngày phật đà tập hợp đủ chín đại pháp tướng là khủng bố cỡ nào lý diệu chân và kim liên đạo trưởng lướt ra, động tác đều nhịp nâng tay hướng tới thần thù nơi xa xoay thuận kim đồng hồ bọn họ lấy suy yếu phúc duyên của mình làm trả giá rót vào phúc duyên thâm hậu cho thần thù đồng thời trong mắt hai người chiếu xạ ra ánh vàng rực rỡ ý đồ dùng lực lượng dương thần đánh thức thần thù nhưng lực lượng dương thần tan biến tinh lọc ở trong phật quang chưa thể tạo được hiệu quả pháp thuật vô dụng phải đổi phương thức sở nguyên trần trầm giọng nói diệu chân cho ta mượn phi kiếm dùng một chút kiếm của hắn đã hủy ở dưới phật đà ăn mòn vừa dứt lời mấy chục thanh phi kiếm phẩm chất cực tốt liền bay đến trước mặt sở nguyên trần mặc cho ngài dùng không phải pháp khí của lý diệu chân là tôn huyền cơ. Một cây là đủ rồi. Sở Nguyên Trần tùy tay bắt một cây, tay trái hướng thân kiếm lau một cái. Nhất thời, thanh kiếm này lộ ra cảm xúc mãnh liệt, tham sân si hận ái ác dục, giống như là tụ hợp thể của nhân tính thế gian. Đây là nghiệp hỏa trước khi đi, Sở Nguyên Trần cố ý hướng Lạc Ngọc hành cầu được, phong ấn trong cơ thể, dùng tốt lực lượng này, có thể khiến kiếm thế của hắn tạm thời đạt tới siêu phàm. Sở Nguyên Trần vung phi kiếm, mục tiêu không phải Phật Đà, mà là thần thù, hắn muốn dùng nghiệp hỏa mãnh liệt đánh thức thần thù. Mà nghiệp hỏa đã không thuộc loại pháp thuật, cũng không phải thiên địa nguyên tố. Phi kiếm hóa thành hào quang, như một sợi dây nhỏ tỏa sáng, lao về phía sau lưng thần thù. Nhưng đúng lúc này, trời đất rút đi màu sắc, trong phạm vi trăm trượng quanh thần thù, tất cả hóa thành đen trắng. Lĩnh vực vô sắc lưu ly. Phi kiếm động lại ở trong lĩnh vực, tiếp đó, keng rơi xuống. Lúc này, vầng mặt trời ở gáy Phật Đà đã lớn đến đường kính vượt qua 10 mét, làn da thần thủ bắt đầu xuất hiện hòa tan sở nguyên trần khẽ biến sắc keng tiếng chuông to rõ đột ngột vang lên tiếng chuông này điếc tai làm nguyên thần người ta chấn động khí huyết cuồn cuộn lý diệu chân kinh hãi phát hiện cho dù là đạo môn dương thần nàng giờ phút này cũng có dấu hiệu xuất khiếu gõ chuông là tôn huyền cơ trong tay hắn cầm một cây chùy làm từ đồng thau, khắc đầy trận văn trước người lơ lửng một cái chuông đồng xanh cao bằng hai người keng 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 tôn huyền cơ ra sức gõ chuông đồng mỗi lần gõ, liền có gợn sóng hào quang theo tiếng chuông nhộn nhạo, trận văn khắc vào thân chuông trượt sáng lên, mơ hồ có dấu hiệu nổi ra. Từ lỗ tai lỗ mũi khóe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi, nhưng chùy đồng thao trong tay không ngừng một khắc nào. Nghe thấy tiếng chuông, con người thần thù khẽ nhúc nhích, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh táo. Đại luân hồi pháp tướng bộc phát ra hào quang mãnh liệt, bánh xe ánh sáng sau đầu dược sư pháp tướng tăng tốc xoay ngược, môi đại từ đại bi pháp tướng khép mở, trong thiên địa phạm sướng càng thêm to rõ, dần dần bao phủ tiếng chuông. Đại Nhật Luân hồi pháp tướng sau đầu Phật đà càng thêm mãnh liệt, càng tụ càng nhiều, nhanh chóng mài mòn sinh cơ thần thù. Hiệu quả tiếng chuông tăng cường gấp 10. Thanh âm như ngâm tụng đột nhiên vang ở bên tai mọi người. Nơi xa thanh quang dâng lên, dập tắt, dương cung đầu đội A Thánh Nho quan rốt cuộc chạy tới chiến trường. Keng! Tiếng chuông vang vọng trong thiên địa, như xét đánh giữa trời. Nguyên thần hai người sở nguyên trần, hàng viễn trực tiếp bị chấn bật khỏi cơ thể. Độ ách cùng Atola chắp tay ngồi xếp bằng, lấy thiền công ngăn cản. Kim Liên đạo trưởng và Lý Diệu chân dựa vào dương thần cường đại, cứng rắn chống lại tiếng chuông, nhưng đại não mê muội từng đợt, ghê tởm nôn mửa. Truy đồng trong tay tôn huyền cơ rơi ra, thân thể từ không trung rơi xuống, nguyên thần của hắn cũng bị chấn văng ra ngoài. Dương Cung thấy thế, hai tay nâng, cách không trung nâng thân thể sở nguyên trần, hàng viễn cùng tôn huyền cơ, Bên kia, vành tay thần thủ khẽ động, đầu quanh quẩn từng lần tiếng chuông. Hắn nháy mắt từ trong các loại pháp thuật khống chế dễ thoát, ý thức trở về, cũng phát hiện tình cảnh của mình giờ phút này. Phía trước là vầng mặt trời vừa mới ngưng tụ xong. Vầng mặt trời này chậm rãi hiện lên, lấy tốc độ nhìn như thong thả, thực ra cực nhanh lao về phía thần thù. Mấy đại pháp tướng khác cũng không nhàn rỗi, liên tục phát huy uy năng, ý đồ lần nữa cướp đoạt thần trí thần thù. Tiếp tục gõ. Dương cung kêu lên, sau đó phun ra một ngụ máu tươi. Pháp thuật cắn trả, vấn đề không lớn. Kim liên đạo trưởng lấy tay cầm chùy đồng lên, hung hăng đập vào trên chuông đồng. Keng keng keng. Tiếng chuông vang dội quanh quẩn ở mỗi ngõ ngách, giúp thần thù củng cố ý thức, đối kháng pháp tướng ảnh hưởng. Vị nửa bước võ thần này nặng nề gầm một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành pháp tướng đen xì cao 30 trượng, 12 đôi tay cơ bắp cuồn cuộn triển khai, hướng tới bầu trời nâng lên, bám trụ đại nhật luân hồi pháp tướng. Hải ngoại, cửu vĩ hồ đứng ở trên mặt biển quanh thân nàng nổi xác đủ loại cá tôm rậm rạp hầu như mang mặt biển bao trùm xác cá tôm chìm chìm nổi nổi ở trong sóng biển đục ngầu chúng nó cực ít có con toàn thây những thứ này còn không phải toàn bộ lúc này sóng biển đã dần dần bình tĩnh lúc kịch liệt nhất mặt biển dâng lên sóng to cao trăm mét đẩy đi một đợt rồi lại một đợt sát sinh vật biển kết thúc rồi nàng nhẹ nhàng thở ra ở mặt biển đợi gần một khắc đồng hồ chưa đợi được bóng người chạy chối chết của nam nhân thối hồ ly tinh liền biết việc lớn đã thành lập tức lắc vòng eo nhỏ tung người lao vào trong xác cá tôm tám cái đuôi trèo tựa như xúc tu đẩy nàng nhanh chóng lặn xuống ánh sáng đỉnh đầu dần dần mỏng manh thẳng đến lúc biến mất cửu vĩ hồ bấm tay bắn ra vài tia sáng trắng chúng nó như quỷ hỏa lượn lờ đi xuống chiếu sáng lên nước biển đục ngầu lại lặn xuống hồi lâu lửa cáo chiếu đến một quái vật thật lớn thể tích của nó không thể đánh giá bộ vị lửa cáo chiếu đến so với quái vật mà nói chỉ là một góc của tảng băng trôi. Thần niệm cửu vĩ hồ đảo qua, ở trên con mắt duy nhất của quái vật cha xét được hứa thất an. Nàng tụ lại lửa cáo, chiếu sáng lên bóng người hứa ngân la. Hắn cả người trần chuồng, không mảnh vải, cơ bắp như đá hoa cương cân xứng khỏe đẹp, tứ chi hoàn hảo, không thấy bất cứ thương thế nào. Cái này trái lại có thể lý giải, đối với nhất phẩm võ phu mà nói, trừ phi thân tử đạo tiêu, bằng không mọi thương thế đều có thể phục hồi như cũ trong thời gian ngắn. Nhưng khí tức của hắn suy yếu đi rất nhiều, suy yếu đến mức Cửu Vĩ Hồ cảm thấy mình có thể treo lên đánh võ phu thô bỉ này. "Này, ngươi sao có thể giở trò lưu manh, mau tắt đèn." Hứa Ngân La là người có thể diện, nhưng người đi không cho nàng thấy đại bảo bối của mình. Cửu Vĩ Hồ tức giận nói, "Xem làm ngươi đắc ý kìa, mau Mà mau hấp thu tinh hoa của nó, xem có thể tấn thăng nửa bước võ thần hay không." Trong lòng nàng là vô cùng chờ mong, sắp chứng kiến một vị nửa bước võ thần sinh ra. 12 đôi tay của Pháp tướng đen xỉ nâng đại nhật luân hồi Pháp tướng, như người khổng lồ trong thần thoại nâng lên mặt trời. Một màn này cực có chấn động thị giác, mà so với hiệu quả thị giác càng mãnh liệt hơn là lực lượng hai bên giao phong bùng nổ, 12 đôi tay quái lực mênh mông đáng sợ, đè ép mặt trời màu vàng, ý đồ mang nó bóp nổ dập tắt. Đại nhật luân hồi Pháp tướng thì liên tục phát ra lực lượng tinh lọc tất cả, muốn mang nửa bước võ thần từ thân thể đến linh hồn cùng nhau bốc hơi tinh lọc khí cơ của võ phu, Phật quang của đại nhật luân hồi pháp tướng, đan sen, dây dưa, hóa thành cơn bão phá hủy tất cả, hướng tới bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi. Vật chất máu thịt màu đỏ sậm, như nước bùn bao trùm bề mặt bị cạo đi từng tầng một, phạm vi trăm mét dưới chân thần thù, không có nửa tấc vật chất máu thịt nào nữa. Ngay cả thân thể Phật Đà lúc này cũng không thể tới gần thần thù. Keng keng keng. Đạo trưởng mèo mướp ra sức gõ chuông đồng xanh, đạo bào tung bay phần Phật, châm cái tóc đạo sĩ rơi ra, đầu bạc dâu bạc trắng bay lên ở trong gió. Dương cung đầu đội A Thánh Nho Quan, thi triển pháp thuật tăng phúc lực lượng tiếng chuông. Tiếng chuông chỉ là phụ trợ, thật sự có thể phản kháng pháp tướng Phật Đà khống chế, vẫn là nguyên thần cường đại của bản thân thần thù. Sở Nguyên Trần vừa gắt gao chú ý chiến trường, vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư nói, từ dương cư sĩ đến vừa lúc, giải khẩn cấp cho chúng ta. Chỉ là, thần thù đại sư chưa chắc đấu lại được Phật đà. Hắn nói khá uyển chuyển, ai cũng có thể ý thức được, cho dù thần thù đã là trạng thái đỉnh phong, so với Phật Đà, vẫn là có chút tranh lệch. Hơn nữa, nếu trận chiến đấu này xảy ra ở trên đất Tây Vực rộng lớn, thần thù bây giờ có thể đã bại trận. Trong Hoàng Cung, Hoài Khánh nhìn dòng truyền thư này, đau đầu dây dây mi tâm, nàng chưa trả lời sở nguyên trần, bởi vì không biết nên trả lời như thế nào. Ngụy Công, Triệu Ái Khanh, Vương Ái Khanh, biến cố hôm nay, ba vị có cái nào tốt? Hoài Khánh giọng điệu nặng nề hỏi lúc này ngay cả ngụy uyên túc trí đa mưu cũng không có biện pháp hắn trầm ngâm một phen trả lời tận sức người nghe mệnh trời vương trinh văn làm ra bổ sung đối với chi tiết nói lập tức chuyển lệnh bảo lôi châu bố chính sứ kêu gọi các châu các huyện quan viên mang lôi châu dân chúng hướng đông di chuyển có thể thiên ít nhiều tính ít nhiều thần thù nếu là đánh bại chúng ta liền tĩnh xem này biến xem phật đà tính như thế nào tầm ăn lên trung nguyên tầm ăn lên tốc độ lại như thế nào đến lúc đó lại thương nghị ứng đối chi sách Mặt khác, phái người tới hải ngoại, mang hứa ngân la tìm về, đại phụng hôm nay cần gấp chiến lực của hắn. Triệu thủ thờ dài, không thành nửa bước võ thần, sợ khó ngăn chặn Phật Đà Nha. Nhưng tình huống trước mắt, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đành chịu. Hoài Khánh ưng một tiếng, nhanh chóng truyền thư, một, chấm sẽ lập tức hạ lệnh lôi châu bố chính sứ ti di chuyển dân chúng lôi châu, làm phiền các vị hết sức cuốn lấy Phật Đà, kéo dài thời gian. Lam liên đạo trưởng, người tốc độ mau, mời lập tức ra biển, tìm kiếm hứa thất an. Hứa thất an đang ở hải ngoại, khoảng cách quá xa, không thể dùng mảnh vỡ địa thư liên lạc. Điều lý diệu chân, phải làm không phải thật sự ở trong đại dương mênh mông tìm được hứa thất an, mà là cần mang mảnh vỡ địa thư của hắn một lần nữa nhét vào trong phạm vi truyền thư, mang biến cố cửu châu nói lại cho hắn. Hai, biết rồi. Lý Diệu Trân biết nguyên nhân Hoài Khánh lựa chọn nàng ra biển, hệ thống của nàng và Kim Liên Đạo trưởng trùng nhau, thêm một vị nàng không nhiều, thiếu một vị nàng không ít, về phần độ ách la hán và hằng viễn đại sư thậm chí atola tuy cũng có hệ thống trùng nhưng độ ách la hán bây giờ là bánh thơm hành động một mình quá nguy hiểm hơn nữa không có mảnh vỡ địa thư truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hằng viễn đại sư bản chất là tứ phẩm chỉ có thể ngắn ngủi bùng nổ ra lực lượng sắt tặc quả vị để một vị tứ phẩm ra biển quá miễn cưỡng hắn atola là đỉnh phong trong nhị phẩm đỉnh phong chiến lực quan trọng thiếu hán không được. Bởi vậy, Lý Diệu Trân am hiểu ngự kiếm phi hành, qua lại như gió liền thành lựa chọn tốt nhất. Phi Yến nữ hiệp cái nhìn đại cục rất mạnh, lập tức tiếp nhiệm vụ, không rảnh từ biệt với đồng bạn, ngự kiếm hóa thành hào quang, hướng phía nam lao đi. Phành. Trong tiếng nổ vang thật lớn, cái chuông đồng xanh kia trước người Kim Liên đạo trưởng nổ thành bột phấn. Lý Diệu chân quay ngoắt đầu lại, thấy cảnh vật quanh mình rút đi màu sắc biến thành đen trắng, thấy Lưu Ly Bồ Tát đánh nát chuông đồng xanh xuất hiện ở trước người Kim Liên đạo trưởng, vung ra da con dao nhỏ bằng ngọc trong tay, chém đầu đạo trưởng. Thấy già la thụ xuất hiện ở trong kết giới không màu, dễ dàng bắt được độ ách la hán khó có thể nhúc nhích. Thấy quảng hiền bồ tát hình tượng tăng nhân thiếu niên đứng ở nơi xa, mặt mỉm cười nhìn một màn này. Ba vị bồ tát đã ra tay. Hành giả pháp tướng đến vô ảnh đi vô tung, lấy phương thức đánh lén đánh mọi người một cái không kịp trở tay. Hơn nữa rất lý trí chưa ra tay đối với A-tô-la, sở nguyên trần cùng với hàng viễn bởi vì ba người này đều có dự cảm nguy cơ của võ giả. Hai vị nhị phẩm không có dự cảm nguy cơ, làm sao tránh thoát nhất phẩm Bồ Tát tập kích? Không. Con người Lý Diệu chân kịch liệt có rút lại, phi kiếm hóa thành hào quang chợt tạm dừng. Hải ngoại. Quái vật khổng lồ nổi ở mặt biển, theo cuộn sóng chìm chìm nổi nổi. Vẻ ngoài nó không quá khác bạch tuộc, nhưng cả người mọc đầy vảy màu xanh đen, vị trí cái gáy là những khối khải giáp chất sừng giống như mai rùa, nhìn qua là biết tài liệu lực phòng ngự rất mạnh. Vô tận năm tháng trôi qua, thân thể này vẫn chưa hư thối, ẩn chứa sinh cơ tràn đầy. Sau khi đến trình độ nhất định, thân thể cùng nguyên thần thật ra là hai câu chuyện, nguyên thần tịch diệt, nhưng sinh cơ của thân thể sẽ không cứ thế biến mất. Lấy tam phẩm võ phu mà nói, cho dù hồn phi phách tán, thân thể cũng sẽ giữ lại sinh mệnh lực tràn đầy, thẳng đến mấy chục năm sau mới dần dần suy yếu, mà muốn hoàn toàn đánh mất sinh cơ, cần trăm năm thời gian. Về phần nửa bước võ thần, cơ bản là bất tử bất diệt, siêu phẩm cũng khó giết chết cho dù ngày nào đó thật sự sinh cơ bị mài mòn, cũng là thân thể và nguyên thần cùng nhau mục nát, sẽ không để lại một khối thể xác sinh cơ bừng bừng, bởi vì võ phu đỉnh phong tinh khí thần ba thứ đã sớm hợp nhất. May mắn vị thần ma viễn cổ này tuy nắm giữ lực, nhưng không phải võ phu, bằng không hôm nay không có khả năng lợi cho Hứa Thất An. Sau khi mang theo thân thể bạch tuộc to lớn tới mặt biển, Hứa Thất An không lãng phí thời gian, yết hầu lăn lộn, phun ra tấm gương ngọc thạch nhỏ. Đinh, đầu ngón tay búng nhẹ mặt trái địa thư Từng tấm đồng tám cạnh bao phủ thanh quang mênh mông theo thứ tự bay ra, lơ lửng ở không trung. Tổng cộng 108 tấm đồng, mỗi một tấm đồng tám cạnh đều lớn bằng cái bàn tròn, trên đó có khắc trận văn hỗn loạn, có cái như nòng nọc, có cái là đường cong đan xen ngang dọc, có cái như là lửa cùng bọt sóng vẽ đơn giản. Nhưng các trận văn hoàn toàn không liên quan nhau này, lấy một loại thiết tấu kỳ diệu sắp xếp, ẩn chứa quy tắc nào đó của thiên địa. Đây là trận bàn có thể luyện ra tinh hoa nhất phẩm cường giả trên bầu trời cửu vĩ hồ mở to đôi mắt đẹp ý đồ mang trận văn trên miếng đồng tám cạnh nhớ kỹ ngươi muốn để sau dùng xong rồi ta mang miếng đồng tặng cho ngươi hứa thất an ngồi xếp bằng ở mặt biển nhìn lên cười nói đều là người một nhà đừng khách khí được được cửu vĩ hồ cũng không phải là tiểu thư khuê các hàm xúc nội liễm hứa thất an không nói gì nữa giữ tư thế ngồi xếp bằng từ từ bay lên không trung 108 miếng đồng phân tán ra, đều tự hướng về phương vị khác nhau, lơ lửng ở phía trên con bạch tuộc lớn, phía dưới hứa thất an. Cửu vĩ hồ chỉ cảm thấy phương hướng vị trí miếng đồng nằm rất có chú ý, ngầm hợp với âm dương ngũ hành huyền bí, 108 miếng đồng tạo thành là một cái bát quái thật lớn, bao trùm cực rộng. Ông, 108 miếng đồng xoay tròn xuôi chiều kim đồng hồ, nhộn nhạo lên những vòng gợn sóng thanh quang. Mới đầu không thấy khác thường, nhưng một khắc đồng hồ sau, cửu vĩ hồ thấy trong thân thể bạch tuộc khổng lồ chậm rãi bay, ra những luồng ánh sáng vỡ vụn màu đỏ tươi. Nhìn kỹ, ánh sáng vỡ vụn do từng hoa văn vạn vẹo tạo thành. Chúng nó cực kỳ tương tự với hoa văn khác ở trên xúc tu bạch tuộc khổng lồ. Đây là linh uẩn của thần ma viễn cổ. Linh uẩn bị bóc ra, hướng tới miếng đồng hội tụ. Những tia những luồng ánh sáng vỡ vụn đó sau khi được miếng đồng lọc, tiếp tục dâng lên, ùa vào trong cơ thể hứa thất, an. Làn da hứa thất an xuất hiện một rồi lại một hoa văn vạn vẹo, là linh uẩn của bạch tuộc khổng lồ. Lực lượng của thần ma bắt nguồn từ linh uẩn, linh uẩn còn sót lại trong cơ thể thần ma viễn cổ này đang từng chút một chuyển rời đến trong cơ thể hứa thất an bị nhất phẩm võ phu của đại phụng đoạt lấy 108 miếng đồng cuồn cuộn không ngừng bóc ra linh uẩn của bạch tuộc to lớn khí tức của hứa thất an chậm rãi dâng lên mà thân tàn của thần ma viễn cổ thì từng chút một héo rũ sau lưng thần thù nứt ra một cái miệng nhẹ nhàng phun ra một luồng khí cơ giác lĩnh vực không màu lưu ly bồ tát triển khai lập tức tan vỡ trong lúc mấu chốt thần thù không thể không ra tay giúp đỡ nhưng cũng giới hạn ở phun khí cơ đánh vỡ lĩnh vực cố định các ngươi quả nhiên đến rồi a tola hít sâu một hơi ánh mắt dưới sưng lông mày sắc bén nhìn quét ba vị bồ tát có lẽ nên cho mấy con kiến các ngươi chút đầu sóng ngọn gió nữa đi mau hắn không quên truyền âm báo cho lý diệu chân quảng hiền bồ tát mỉm cười hỏi lại đám người dương cung sắc mặt ngưng trọng chậm rãi dựa về phía nhau dựa theo kinh nghiệm trước đó ba vị nhị phẩm hệ thống khác nhau có thể liên thủ kiềm chế phật môn nhất phẩm bồ tát hôm nay ba vị bồ tát tập hợp đủ bọn họ không có phần thắng bên kia tát luân a cổ đột nhiên rút ra roi đuổi dê cười ha ha nói xem kịch là được cần gì nhúng tay chuyện đại phụng cùng phật môn ba vị bồ tát liên thủ không phải các ngươi có thể chống lại các vị thủ lĩnh phải tiếc tính mạng lão đang cảnh cáo các thủ lĩnh cổ tộc muốn ra tay giúp đỡ mấy vị thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi thiên cổ bà bà liếc tát luân a à cổ một cái thản nhiên nói đại vu sư nói rất phải đại vu sư đã muốn cho chúng ta xem kịch vậy thì xem đi lưu ly bồ tát phong hóa tuyệt đại đột nhiên nhíu mày nhìn về phía cái đầu trong tay nó hóa thành một tia sáng vàng tan đi mà thân thể kim liên đạo trưởng sáng lên phật quang nhu hòa lão đắm chìm trong trong phật quang cổ mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới bất sinh quả vị lưu ly bồ tát nhíu nhíu lông mày lá liễu trong thanh âm lộ ra sự lạnh lẽo hiếm thấy các ngươi đã giết độ tỉnh la hán giám chính từng hứa hẹn chỉ nhốt hắn ba năm không lấy tính mạng hắn kim liên đạo trưởng cười nói hứa hẹn của giám chính có quan hệ gì với bần đạo lúc nước mất nhà tan danh dự cá nhân tính là gì trong chủ lực siêu phàm của đại phụ, atola cùng khấu dương châu bởi vì nguyên nhân hệ thống bình thường sẽ không chết triệu thủ có khắc đao cùng nho quan giữ mạng chỉ có lão đường đường địa tông đạo thủ không có bất cứ thủ đoạn giữ mạng nào phải dựa vào một thân thiên đạo cắn trà đồng quy vu tận chấn nhiếp kẻ địch. Giết kẻ phúc duyên thâm hậu sẽ đưa tới thiên kiếp. Bất sinh quả vị của độ tình La Hán là kim liên đạo trường dùng để giữ mạng, để phòng tình huống xấu. Kết quả thật sự dùng tới rồi. Bên kia, Độ Ách La Hán già la thụ sách trong tay nhanh chóng hư hóa, nháy mắt tan biến vào vô hình. Đây chỉ là một khối thân giả, ứng cung quả vị triệu hồi ra thân giả. Độ Ách La Hán xuất hiện ở bên cạnh Atola, trước mắt chỉ có Atola tên tu la võ tăng thô bỉ này có thể cho độ ách la hán một tia cảm giác an toàn. Độ ách, Quảng Hiền Bồ Tát thất vọng lắc đầu, thở dài, Phật môn đối đãi ngươi không tệ nha. Độ ách la hán chắp hai tay, thản nhiên nói, với bổn tọa mà nói, các ngươi chỉ là dị đoan. Lưu ly Bồ Tát giọng lạnh lùng, đã là sát khí sôi trào, cần gì nói lời thừa, bóp chết mấy con kiến cũng không phí sức. Nâng chân, đang muốn đạp xuống. Dương cung gấp giọng nói, lui ba trăm trượng. Tư thế nhắc chân của Lưu Ly Bồ Tát dừng một chút, vẫn đạp xuống, cảnh vật xung quanh nháy mắt rút đi sắc thái, biến thành đen trắng. Pháp thuật của Dương Cung cũng không phải là vô dụng, chỉ là đối với hành giả Pháp tướng mà nói, khoảng cách 300 trượng trong giây lát có thể qua lại. Người ngoài thậm chí nhìn không ra nàng từng rời khỏi. Thần thù lâm vào trong khổ chiến, phía sau lưng lại nứt ra cái miệng, thổi đến một đạo khí cơ. Một lần này, Phật đã không để hắn như nguyện, hai tay bất động minh vương Pháp tướng kết ấn, phong tỏa mảnh chiến trường này, để khí cơ đánh vào trên vách chắn không gian lĩnh vực không màu một lần nữa bao phủ đám người Atola. Đúng lúc này, phía đông sáng lên một mảng, lúc mới xuất hiện, nó vẫn là chấm nhỏ treo ở bầu trời đêm, ngay sau đó, tựa như sao băng ráng xuống, trực tiếp xé rách lĩnh vực vô sắc lưu ly. Kiếm khí khắp càn khôn, lục địa thần tiên đến rồi, lần này náo nhiệt rồi." Tát Luân A à, cổ cười nói. "Hải ngoại, thân tàn của thần ma viễn cổ đã héo rút đến không đủ một nửa ban đầu." trái lại hứa Thất An, hắn giờ phút này hình tượng là người khổng lồ cao trăm trượng, cơ bắp toàn thân bành trướng, từng cái hoa văn vặn vẹo như hình xăm khắc ở ngoài thân hắn. Cửu Vĩ Hồ nhắm mắt, không dám đi nhìn hoa văn linh uẩn khiến nàng vắng đầu hoa mắt nữa. Ở trong mắt nàng, giờ phút này hứa Thất An chính là tượng trưng lực lượng, là lực cụ thể hóa. Người có thể tưởng tượng được, đặc thù cùng khái niệm về lực lượng đều có thể từ trên người hắn tìm được. Hứa Thất An nhắm mắt, chân thật cảm thụ được biến hóa trong cơ thể sau khi cướp lấy linh uẩn thần ma viễn cổ tu vi hắn vốn là sắp bước vào trung kỳ thuận lợi đâm thủng tầng cửa sổ giấy đó tiến vào nhất phẩm trung kỳ tăng cường đột phá trung kỳ tiến vào hậu kỳ cái này cũng chưa tính là xong lực lượng liên tục tăng vọt liên tục hướng về đại viên mãn tới gần nhưng lại dừng ở một bước cuối cùng sắp trở thành nửa bước võ thần bởi vì hắn tinh khí thần ba thứ mất cân bằng hai chữ cân bằng là bí quyết của nhất phẩm võ phu là cơ bản nền tảng khi hắn cắn nuốt linh uẩn của thần ma viễn cổ, khí cơ và khí huyết tiến bộ thần tốc, nguyên thần của hắn cũng chưa được rèn luyện. Hậu quả của mất cân bằng là tàu hỏa nhập ma. Hắn sẽ dừng lại ở cảnh giới bây giờ, nhưng mất đi khả năng tấn thăng nửa bước võ thần. Trước mắt có hai biện pháp, thứ nhất là phong ấn một bộ phận khí huyết, chờ tương lai nguyên thần tăng lên, lại dung hợp. Thứ hai là pha loãng nguyên thần, để dung nhập trong tinh khí quá mức cường đại. Thứ sau thuộc loại cưỡng ép tấn thăng, tương đương xích đi dây có nguy hiểm tấn thăng thất bại tàu hỏa nhập ma ta đột nhiên hiểu lúc luyện thần cảnh chân ý lời nói đó của thần thù rồi lúc trước hắn ở vân châu chết ở sâu trong thức hải từng có một hồi đối thoại với thần thù lúc đó thần thù nói võ giả tầm thường luyện thần chỉ là bước đầu mò mẫm tới cực hạn đây là hạ đẳng ở trong tuyệt cảnh không ngừng đột phá cực hạn đây là thượng đẳng thành quả luyện thần cảnh của hứa thất an chính là thượng đẳng lợi hại chứ dùng mệnh đổi lấy võ phu chính phẩm cấp chỉ có luyện thần cảnh là chủ tu nguyên thần hứa thất an ở giai đoạn này căn cơ đóng vô cùng chắc chắn đầm chắc chắn hơn so với võ giả khác đổi lại mà nói tính dẻo dai của nguyên thần hắn so với võ phu khác càng mạnh hơn nữa cho nên hắn lựa chọn con đường thứ hai pha loãng nguyên thần dung nhập tinh khí cưỡng ép tấn thăng nguyên thần hắn sẽ rách thành vô số mảnh vỡ dung hợp với tinh khí khổng lồ nếu lúc trước nguyên thần là một tấm vải hoàn chỉnh bây giờ là một cái lưới đánh cá tuy thể tích phóng to, nhưng trải rộng lỗ thủng. Một khi sợi dây nào đó bên trong đứt đoạn, nguyên thần hắn sẽ sụp đổ, biến thành tên điên thần trí thác loạn. Không may, sợi dây quả nhiên bắt đầu đứt đoạn, tấn thăng nửa bước võ thần có dễ như nói. Hứa Thất An đầu tiên là rõ ràng cảm nhận được đau đớn linh hồn bị xé rách, tiếp theo ý thức bắt đầu hỗn loạn, theo từng đường sụp đổ, loại hỗn loạn này theo đó tăng lên. Hắn bắt đầu quên mình là ai, quên thân phận trước đây, quên người bên cạnh, không cần bao lâu hứa thất an sẽ hoàn toàn lạc mất bản thân trở thành tên điên thần trí thác loạn ngay lúc này hắn nghe thấy phương xa truyền đến tiếng hò hét hứa ngân la hứa ngân la vô số người đang hô lên vô số thanh âm hóa thành ba chữ hứa ngân la cùng lúc một thanh âm khác cũng quanh quẩn ở trong đầu ba ngàn thế giới trí cao phật ba ngàn thế giới trí cao phật hai tiếng hò hét khiến hứa thất an bước đầu tìm về bản thân hắn nhanh chóng tụ lại tinh thần phát tán mang sợi dây đứt đoạn lần lượt chữa trị Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời, cửu vĩ hồ run bẩn bật, tám cái đuôi lông xù mang thân thể bao vây từng vòng. Nàng cuộn mình ở giữa không trung, như một con hồ ly nhu nhược đáng thương. Mặt biển nhấc lên sóng chiều thật lớn, cả mảnh mặt đất đều đang lay động, bầu trời lôi điện đan sen, đánh xuống từng đạo lôi kiếp. Trong cảnh tượng tựa như tận thế này, Hứa Thất An mở hai mắt, ánh mắt như cột sáng trắng lóa, nháy mắt xuyên thấu mây đen, lao thẳng vào trời cao. Nửa bước võ thần sinh ra, giao nhân đảo chân châu nữ vương vừa mới ngựa thủy quay về nơi tập quần tụ cư đột nhiên không biết sao tinh đập nhanh nàng quay ngay người lại thấy mặt biển cuồn cuộn lên tầng tầng lớp lớp sóng chiều từng cơn sóng đánh vào ở trên đá ngầm bọt trắng phun trào phát ra tiếng vang ầm ầm cả mảng hải vực đều đang rung chuyển đang rít gào bầu trời nơi cực xa mây đen đậm cuồn cuộn thỉnh thoảng sáng lên ánh chớp cảnh tượng như vậy ở trên biển cũng không kỳ quái bão táp so với thế này càng hung mãnh hơn chân châu cũng từng thấy các giao nhân thậm chí từng trải qua sóng thần bao phủ nửa hòn đảo. Nhưng khác với thiên tai tầm thường là, chân châu có thể rõ ràng phát hiện sự khủng bố nào đó, một loại khủng bố phủ phục quỳ xuống. Là khủng bố sinh linh khắc ở sâu trong gen. Trên bờ cát, giao nhân tộc đến nghênh đón nữ vương trở về, tất cả phủ phục dưới đất, mang mặt chôn ở trong cát, nơm nớp lo sợ. Quần đảo Á Nhĩ Tô Long nhân đảo chủ nộ lãng đứng ở tầng cao nhất của cung điện chính, hướng phía đông bắc quan sát. Phía sau là người hầu, cấp dưới trong điện, lúc này đều thoát ra vẻ mặt sợ hãi rõ ràng, nơi đây cách chiến trường. Viễn cổ cực xa, bị ảnh hưởng không nghiêm trọng như giao nhân đảo. Các hậu duệ thần ma trên đảo tuy cảm thụ được sợ hãi tận xương tủy, nhưng còn chưa đến mức bị dọa phủ phục dưới đất. Luồng khí tức này ở hướng đông bắc, vạn yêu quốc chủ và nhân tộc trí cường giả kia chính là hướng phía đông bắc mà đi. Trong lòng long nhân đảo chủ hiện lên một ý niệm, hắn đã bước vào hàng ngũ thần ma cường đại nhất, Nghĩ đến đây, hắn vừa suy nghĩ tương lai phải quan hệ tốt với giao nhân nữ vương, vừa cáo giận mình chưa kịp thời buông tôn nghiêm, nịnh bợ thêm vị cường giả nhân tộc kia. Từ lôi châu hướng phía nam, xuyên qua nam cương, cảnh vật phía dưới lướt qua, lý diệu chân đạp phi kiếm, vừa điên cuồng thúc giục chân nguyên, vừa vươn thần niệm vào trong địa thư, ý đồ nói chuyện riêng hứa thất an. Trong không gian tràn ngập hỗn độn, quần sáng tượng trưng chín mảnh vỡ địa thư chia ra bốn phương, quần sáng đại biểu số 3 là ảm đạm, ý nghĩa mất liên lạc khốn kiếp ở hải ngoại trôi giặt đến mất liên lạc đừng để ta phát hiện ngươi ở giao nhân đảo phong lưu vui vẻ lý diệu chân nhớ tới lúc hứa thất an truyền thư từng khoe mình ở hải ngoại gặp được giao nhân ai cũng xinh đẹp như hoa dịu dàng động lòng người đặc biệt giao nhân nữ vương như thế này như thế kia nàng chỉ cần tới gần hứa thất an phạm vi nhất định giữa địa thư có thể sinh ra liên hệ nhưng phương hướng phải tìm đúng nếu không chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược càng chạy càng lệch sau một lúc, biển vô cùng vô tận rốt cuộc xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nàng lập tức hướng phía đông nam lao đi, một khắc đồng hồ sau, thần niệm nàng lắng động lại ở trong mảnh vỡ địa thư, cảm ứng được mảnh vỡ địa thư số 3 rốt cuộc sáng lên. Chợt lóe chợt tắt, cực không ổn định. Tinh thần lý diệu chân dung lên. Hứa thất an vui sướng phát hiện, sau khi tinh khí thần ba thứ một lần nữa hợp nhất, nguyên thần hóa thành lưới đánh cá, hoàn toàn dung nhập trong tinh hoa máu thịt, trở nên so với trước kia càng thêm cứng cỏi, càng thêm không thể lay động biến hóa lớn nhất chính là hắn bây giờ mỗi một bộ vị thân thể đều có thể có được ý nghĩ của mình tự hỏi vấn đề không cần đầu não nữa cũng có thể là tay chân hoặc là cái đầu phía dưới mỗi một bộ vị thân thể đều có được một bộ phận nguyên thần tựa như thần thù lúc trước cho dù bị phân cách hồn phách cũng sẽ bị mang đi nhất phẩm võ phu cũng có đặc tính như vậy chỉ là nguyên thần trong mảnh thân thể không có năng lực độc lập tự hỏi ngoài ra thể lực và khí cơ tiến bộ có thể xưng là khủng bố hắn bây giờ một cú đấm có thể mang mình trong quá khứ đánh vọt nhất phẩm võ phu trừ các phương diện thuộc tính toàn diện tăng vọt cảnh giới nửa bước võ thần khiến hứa thất an để ý là biến hóa tầng diện vi mô tế bào cấu thành thân thể đã xảy ra biến dị hứa thất an tập trung tinh thần quan sát bên trong phát hiện trong tế bào có thêm hoa văn vạn vẹo như nồng nọc chúng nó tồn tại ở trong nhân tế bào như là thứ trong gen tự mang mỗi một tế bào đều có một hoa văn vạn vẹo như nồng nọc chúng nó nhìn tương tự lại có điều khác nhau nếu mang bọn nó tổ hợp lại, giống như là một tòa trận pháp, hứa thất an đắm chìm ở trong hoa văn số lượng có thể nói là khủng bố, ý đồ phân tích chúng nó, cuối cùng chỉ có một thu hoạch, đặc tính bất diệt. Những trận văn này có đặc tính bất diệt, khác với võ phu cảnh giới siêu phàm, đặc tính bất tử của kẻ sau là bắt nguồn từ sinh mệnh lực khổng lồ, tràn đầy, có thể dễ dàng thực hiện tái sinh máu thịt, mà đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần, là khó có thể phá hủy. Giữa hai bên có khác nhau về bản chất trừ những thứ kể trên khiến hứa thất an vui nhất là hắn nắm giữ bộ phận linh uẩn của thần ma viễn cổ một khi kích phát lực lượng sẽ được tăng phúc thật lớn thuần túy so đấu thể lực chỉ sợ thần thù cũng không phải đối thủ của hắn lại phối hợp thuật huyết tế của lực cổ tăng phúc lực lượng của ta đã đạt tới mức đỉnh của mảnh thế giới này chấm dứt nội thị mở mắt ra hắn thấy cửu vĩ hồ thật cẩn thận tránh ở nơi xa quan sát hắn đôi mắt to mà tròn lộ ra một chút rụt rè một chút kích động nàng đã chứng kiến một vị nửa bước võ thần sinh ra. Không cần hoài nghi, lực lượng đáng sợ vừa rồi, đã không thua kém thần thù. Phù, chờ hứa thất an thu liễm khí tức, Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng thở ra, phe phẩy cái đuôi cáo lông xù trắng một bay qua. So sánh với thần thù, linh uẩn trên người ngươi mang đến cho ta cảm giác áp bách thật lớn. Cửu vĩ hồ cố gắng vãn hồi thể diện, tìm lý do cho mình vừa rồi run bần bật. Hậu duệ thần ma đối với thần ma cường đại càng thêm mẫn cảm, sợ hãi. Ừm, cảm giác thế nào? đánh cha ngươi không thành vấn đề. Hứa Thất An cười nói. Cửu Vĩ Hồ nheo mắt, rực dây nói, ngươi biến đi. Hứa Thất An mang trạng thái của mình nói giản lược cho nàng, trọng điểm đề cập hoa văn khắc ở trong gen. Nói, ngươi thấy thế nào? Cửu Vĩ Hồ đánh giá hắn, trong đôi mắt hẹp dài quyến rũ lóe ra kinh ngạc, ngươi biến thành thần. Ma rồi. Ý tứ của nàng là, loại tình huống này chỉ xuất hiện ở trên thân thần ma cùng hậu duệ thần ma. Không khác lắm với ý nghĩ của ta, ta đã dần dần thần ma hóa, còn mẹ nó, vậy ta còn có thể sinh con hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng hứa thất an liền có chút hốt hoảng. Hàng ngày cắm hoa đùa ngọc, bụng lại không có phản ứng. Phù hương cũng không chịu cố gắng. Lâm an thành thân hai tháng, cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào. Sẽ không là vấn đề của ta chứ? Ừm, thần ma cũng là có thể sinh con đẻ cái. Thật sự không được, tìm hậu duệ thần ma thử xem. Hắn mang theo một loại ánh mắt soi mói đánh giá cửu vĩ hồ. Nhìn cái gì vậy? Hồ ly tinh nhíu mày nói, Ánh mắt nam nhân thối khiến nàng không quá thoải mái. Một lần đẻ chín con, lão cha là nửa bước võ thần. Trong đầu hứa thất an không chịu khống chế hiện lên một cái tên chuyện. Trầm Ngâm nói, nếu đây là linh uẩn, vậy nó tượng trưng cho là bất diệt. Loại tình huống này là chỉ nửa bước võ thần có, hay là siêu phẩm hệ thống khác cũng sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu, không đúng. Siêu phẩm khác với thần ma, cho nên bọn họ không thể giống thần ma trực tiếp thay thế thiên đạo, cần cướp lấy khí vận, đạt được tán thành con đường này còn là đạo tôn chết ba lần mới mò mẫm ra mặt khác dám chính từng nói võ phu là không có khả năng thay thế thiên đạo như vậy thần ma hóa liền nói không thông người tình huống này không phải thần ma hóa ta cảm thấy có thể là bí mật cuối cùng của hệ thống võ phu sự tình liên quan võ thần nàng phân tích có lý có lẽ một phen không khác lắm với hứa thất an nghĩ hắn vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên cảm giác cái đầu quả dưa bị người ta gõ một phát thật mạnh ồ thành viên thiên địa hội cũng ra biển rồi hứa thất an nhíu mày yết hầu lăn lộn phun ra mảnh vỡ địa thư hai hứa ninh yến hứa ninh yến hứa ninh yến thanh âm lý diệu chân điên cuồng truyền vào trong đầu ba diệu chân ngươi sao lại ra biển hắn bây giờ cách cửu châu đại lục cực kỳ xa xôi đã thoát ly phạm vi phóng xạ tín hiệu của mảnh vỡ địa thư thu được hứa thất an trả lời lý diệu chân như chút được gánh nặng dùng một loại giọng điệu tên quỷ nhà anh sao giờ mới đến anh chết ở đâu rồi truyền thư nói hai người đã chạy đi đâu ở hải ngoại lưu lỏng với yêu nữ khiến ngươi quên mình họ gì rồi ngươi qua đây cho lão nương, lão nương một kiếm bổ ngươi ba có việc thì nói hứa ngân la cũng không phải sợ nữ nhân hai phật đà tấn công cửu châu rồi một câu khiến con người hứa thất an hơi có rút lại lý diệu chân tốc độ nói cực nhanh mang tình huống báo cho hứa thất an biết nói hai ngươi không thể tưởng tượng phật đà quỷ dị bao nhiêu hắn chẳng những dung nhập núi sông thành bang còn tính nuốt cả lôi châu nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Lý Diệu Trân Huyền Thuyền nói xong, lòng mang một tia may mắn hỏi. Hai, ngươi tấn thăng nửa bước võ thần rồi sao? Ba, ừm. Hai, không có việc gì, nửa bước võ thần không phải một sớm một chiều. Còn nhiều thời gian, ngươi về trước, đại phụng cần nhất phẩm võ phu. Nàng càng nói càng nhẹ, dần dần không còn tiếng động. Cách một hồi lâu, thực, thực thành công rồi. Ba, giải thích sau, ta lập tức trở về hứa thất an trước từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra một bộ áo bào sau khi thay đè bả vai cửu vĩ hồ để trong mắt cổ tay trái sáng lên trực tiếp không gian truyền tống rời khỏi giữa biển trời lý diệu chân đạp phi kiếm ngón tay búp măng nắm mảnh vỡ địa thư trái tim chậm rãi thả lại trong bụng toàn bộ lo âu sợ hãi đủ loại cảm xúc tiêu cực lập tức tan thành mây khói hắn thật sự thành công rồi thành nửa bước võ thần từ xưa đến nay chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay bước vào hàng ngũ mạnh nhất dưới siêu phẩm trở thành người đáng sợ giống thần thù sau khi cảm xúc tiêu cực biến mất trong lòng lý diệu chân tiếp đó dâng lên buồn bã thổn thức cùng cảm khái thời gian thấm thoát cùng chàng quen biết ba năm giống như ba ngàn xuân thu thực chỉ có ngươi đấy nàng nói thầm một tiếng nắm mảnh vỡ địa thư thủ phấn chấn vung lên một lần ừm hứa ninh yến cách sẽ không quá xa hắn muốn quay về cửu châu khẳng định cần qua nam cương trước ta ở chỗ này chờ lý diệu chân thu lại mảnh vỡ địa thư ngồi xếp bằng trên sống kiếm lôi châu. A à, Tô La hơi cúi mình, nghe thấy bản thân ồ ồ thở dốc, cánh tay phải hắn vô lực buông thõng, nửa khuôn mặt bên trái tổn hại, thân thể tối đen như mực tổn hại không chịu nổi. Lấy hắn cầm đầu, phía sau là Kim Liên đạo trưởng và Độ Ách La Hán, sau đó là Dương Cung, Tôn Huyền Cơ. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn bởi thương thế quá nặng, tạm thời lui ra. Đối chiến với đám siêu phàm này là giả la thụ chiến lực số một Phật Môn. Về phần Lạc Ngọc Hành, một mình chặn hai vị Bồ Tát Phật Môn. Cái này không phải nói tu vi, của nàng đã có thể nghiền áp hai vị cường giả cùng cấp bậc, mà là đặc tính vạn pháp bất xâm của lục địa thần tiên, khắc chế hai vị Bồ Tát âm hiểu đánh khống chế. Đặc biệt là Đại Luân Hồi Pháp Tướng, cùng Đại Từ Đại Bi Pháp Tướng của Quảng Hiền Bồ Tát, hầu như không có đất dụng võ. Rắc rắc rắc, tiếng không gian sụp đổ không ngừng vang lên, kết giới vô sắc lưu ly như thủy triều, lần lượt dâng lên lan tràn, nhưng ở lúc chạm đến hộ thể kim quang của Lạc Ngọc Hành, thì sụp đổ từng tấc một, giống như tấm gương tan vỡ trong quá trình này bóng người lưu ly bồ tát không ngừng lóe lên biến mất di chuyển quay quanh lạc ngọc hành mục tiêu của nàng rất rõ ràng tính lấy phương thức vật lý chém vị nữ tử đạo thủ tiền đại phụng quốc sư này luận cận chiến lưu ly bồ tát còn xa mới là đối thủ của nhân tông đạo thủ lấy lực lượng sát phạt chứ danh nhưng pháp thuật thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được chỉ cần bắt được cơ hội dưới tình huống cùng cảnh giới muốn chém giết thân thể lục địa thần tiên cũng không khó không phải toàn bộ hệ thống đều giống võ phu Tốc độ của Lạc Ngọc Hành tuy không bằng Lưu Ly có được hành giả pháp tướng, nhưng thổ tướng kết hợp phong tướng trong bốn đại pháp thân, khiến nàng ứng đối thoải mái có thừa, còn có thể phân tâm thi triển ngự kiếm thuật, nhằm vào Quảng Hiền Bồ Tát và Giả La Thụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Người trước ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy thiền công đối kháng phi kiếm, người sau chỉ là cảm thấy lục địa thần tiên đáng ghét. Sau thiên nhân chi tranh, tu vi lạc ngọc hành tăng vọt, cho nàng vài năm nữa, liền có thể bước vào nhất phẩm trung kỳ. Hậu sinh khả úy. Tát Luân A à, cổ cảm khái nói. Y nhĩ bố, lại đang vất vả suy nghĩ như thế nào đối phó đạo môn lục địa thần tiên, đặc tính vạn pháp bất xâm thật sự quá khó đối phó. Đại bộ phận thủ đoạn của hệ thống vu sư đều bị khắc chế. Nhưng một giây sau, hắn không nghĩ nhiều nữa, bởi vì đây không phải vấn đề hắn nên tự hỏi. Giữa tam phẩm cùng nhất phẩm có tranh lệch như lạch trời, một đầu ngón tay lục địa thần tiên có thể ấn chết tam phẩm linh tuệ sư nàng một mình đã ngăn trở hai vị bồ tát thật sự đáng sợ ô đạt bảo tháp bình luận các thủ lĩnh cổ tộc ở một bên khác cảm xúc căng thẳng có điều giảm bớt tình cảnh của bọn họ cực kỳ xấu hổ đại phụng nếu là binh bại như núi đổ bọn họ phải bị ép ra sân mà loại chiến đấu các bậc này tam phẩm thật sự nói ngã xuống liền ngã xuống cục diện trước mắt tương đối cân bằng là điều bọn họ muốn nhìn thấy cái tay cầm roi đuổi dê của Tát Luân A cổ hơi phát lực, nói, Quảng Hiền cũng tốt, Lưu Ly cũng thế, đều chưa toàn lực ứng phó, tất nhiên là Pháp tướng bị lục địa thần tiên khắc chế, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt không chỉ như vậy. Y nhĩ bố ngẩn người, nói, ý tứ của đại vu sư là, Tát Luân A cổ cười nói, bọn họ đang chờ đợi một cơ hội. Vừa dứt lời, vầng mặt trời màu vàng kia rốt cuộc nổ tung. Phật quang so với ban đầu trói mắt hơn mấy lần nổ tung, sóng xung kích thổi quét phạm vi mấy chục dặm trực tiếp mang đám người lạc ngọc hành, A Tô La cuốn vào. Lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng theo nó sụp đổ, thổi quét bốn phương. Thấy thế, nụ cười khóe miệng tát luân A cổ mở rộng. Cơ hội tới rồi. Pháp tướng đen xì thần thù hóa thành tan giã ở trong Phật quang, lộ ra chân thân, nửa thân trên của hắn đã hóa thành bộ xương, đốt thành một bộ xương đỏ bừng. Cho dù là đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần, cũng không làm được lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, trừ thể lực suy yếu, khí tức trượt dốc, thần thù cũng chưa chịu thương tổn chí mạng. Cường giả siêu phàm phe đại phụng nhanh chóng làm ra ứng đối, mọi người ăn ý hướng Dương cung tới gần. Dương cung búng nho quan, thanh quang dâng lên bao lấy mọi người, lui 300 trượng. Ngôn xuất pháp tùy mất đi hiệu lực. Tôn Huyền Cơ nâng chân bước, trận pháp truyền tống nhanh chóng khuếch tán, ý đồ bao phủ mọi người, nhưng còn chưa kịp khuếch tán, liền nhanh chóng sụp đổ, bị Phật quang tinh lọc. Chỗ Phật quang đại nhật luân hồi pháp tướng chiếu, tất cả pháp thuật đều sẽ bị tinh lọc đặc tính vạn pháp bất xâm của lạc ngọc hành ở dưới lực lượng cấp bậc siêu phẩm chưa thể phát huy tác dụng quảng hiền bồ tát lập tức thoát ly trạng thái thiền công đại luân hồi pháp tướng chuyển động rắc rắc chữ nhân phật văn khắc thành sáng lên đại từ đại bi pháp tướng nâng mắt nhìn về phía cường giả siêu phàm đại phụ già la thụ bồ tát bịch 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 lao về phía đám người a tô la như sói đói lao về phía đàn dê nhanh hơn so với bọn họ là lưu ly bồ tát nàng thừa dịp khe hở đại nhật luân hồi pháp tướng áp chế các cường giả siêu phàm vô thanh vô tức hiện lên ở phía sau độ ách, đầu ngón tay kẹp một cây phong ma đinh, bổ về phía cái gáy lão. Thân là người trong Phật môn, độ ách và Atola sẽ không bị Phật quang tinh lọc, cái gáy hai người vừa dâng lên bánh xe ánh sáng bảy màu rực rỡ, cảnh vật bên người liền mất đi màu sắc. Động tác, ý niệm của bọn họ, bao gồm sát tạc quả vị, lâm vào một loại trạng thái chậm chạp. Lưu ly Bồ Tát nhẹ nhàng vỗ một phát, phốc một tiếng, phong ma đinh hung hăng chui vào thiên linh cái độ. Ách La Hán, bước đầu hoàn thành phong ấn. Tiếp theo, Lưu Ly Bồ Tát nắm lên bả vai độ ách, biến mất không thấy. Không ổn, cường giả siêu phàm phe đại phụng biến sắc. Khí vận trên người độ ách cực kỳ quan trọng, thân phận của lão càng thêm quan trọng, sự tồn tại của lão quyết định Đại thừa Phật giáo có thể kéo dài tiếp ở Trung Nguyên hay không. Lão là ràng buộc giữa trí cao Phật hứa thất an cùng Đại thừa Phật tử. Chỉ trông vào một hứa thất an không thông Phật pháp, rất khó mang Đại thừa Phật giáo kinh doanh tiếp. Mà Đại thừa Phật giáo một khi suy yếu, khí vận sẽ chảy về Phật môn. Kim Liên đạo trưởng người từng trải như vậy, lúc này trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Lạc Ngọc hành dựng thẳng lông mày lá liễu, lại đành chịu, nàng một cây chẳng chống vững nhà, không cứu về được Độ Ách. Ngay sau đó, Lưu Ly Bồ Tát áo trắng bay bay xuất hiện, ở một mảng khu vực không người bị vật chất máu thịt màu đỏ sẫm bao trùm. Nàng rất lý trí chưa lựa chọn phụ cận hóa thân Phật Đà, bởi vì nơi đó cách thần thủ quá gần. Độ Ách có thể hòa hợp một thể với Phật Đà, là vinh hạnh của ngươi. Lưu Ly tiếc hận nói, ngươi vốn nên giống với chúng ta, vĩnh hằng bất diệt, trở thành một trong những người phát ngôn của Phật Đà. Độ ách cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, vật chất máu thịt tựa như xúc tu vung vẩy, đã sốt ruột không chờ nổi muốn cắn nuốt lão. Không phải đạo ta. Lão chắp hai tay, thản nhiên đối mặt kết cục của mình. Lưu Ly không nhiều lời nữa, nhẹ nhàng buông tay, mang lão thả xuống. Vật chất máu thịt màu đỏ sợm phóng lên cao, mang độ ách bao vây, cắn nuốt. Lôi trầu không giữ được rồi. Tát Luân A à, cổ lắc đầu, nhíu mày. Giám chính thật sự không có bài tẩy. Lão nhìn lướt qua các thủ lĩnh cổ tộc, phát hiện bọn họ sắc mặt ai cũng khó coi, chỉ có thiên cổ bà bà sắc mặt như thường. Người đã nhìn thấy gì? Đại vu sư hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên cổ bà bà cười tủm tỉm nói. Tát Luân A à, cổ như có chút suy nghĩ. Bà bà không vội chút nào cả, bà nhìn thấy là tương lai có lợi đối với đại phụng. Mắt thuần yên sáng lên, lo âu bất an trong lòng dẹp yên đi rất nhiều đại phụng còn có sự chuẩn bị khác. Sẽ là cái gì? Các thủ lĩnh cổ tộc thi nhau đoán. Lúc này, bộ phận vật chất máu thịt kia cắn nuốt độ ách bỗng nhiên cuồng loạn vạn vẹo hẳn lên, như là tiêu hóa không tốt. Tiếp theo, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, vật chất máu thịt nổ tung, giống như đạn pháo lao vào vũng bùn, nước bùn văng khắp nơi. Biến cố thình lình xảy ra khiến mọi người kinh ngạc không thôi, tập trung tinh thần nhìn lại, độ ách hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trong tầm nhìn của các cường giả siêu phàm, bên cạnh lão có thêm một người. Người này mặc trường bào màu xanh điện, tóc đen tùy ý xóa tung. Ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao to. Đại phụ ngân la hứa thất an. Hứa thất an. Hắn đến đây lúc nào? Vị nhất phẩm võ phu này xuất hiện, khiến các siêu phàm quanh mình hoặc xa hoặc gần bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện, không có bất cứ dấu hiệu nào, giấu giếm được cảm giác của một đám cường giả siêu phàm. Hứa ngân la tới rồi, nơi sa loan ngọc ngạc nhiên lẫn vui mừng hôi nhỏ mắt lấp lánh tỏa sáng cười tươi như hoa long đổ nhẹ nhàng thở ra chạy trở về coi như kịp thời lần này xem như có cái để đánh rồi miễn cưỡng tâm cổ sư thuần yên thấp giọng nói có hứa thất an vị nhất phẩm võ phu này tham chiến đại phụng cuối cùng có thể vãn hồi chút xu hướng suy tàn ít nhất khi đối mặt ba vị bồ tát không là bị động phòng ngự nữa mà là chủ động tấn công thậm chí nhất phẩm võ phu còn có thể phụ trợ nửa bước võ thần Cùng Phật Đà hình thành đánh rằng có cũng nói không chừng. Rốt cuộc đã trở lại. Đám người Atola, Kim Liên đạo trưởng như chút được gánh nặng. Đại Phụng bây giờ rất cần chiến lực cấp bậc nhất phẩm võ phu. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể rảnh tay phụ trợ thần thù, gia tăng phần thắng cho hắn đối kháng siêu phẩm, bằng vào một mình thần thù, căn bản đánh không lại Phật Đà. Trạng thái thê thảm của thần thù lúc này chính là chứng minh tốt nhất. Tuy nửa bước võ thần không dễ thua, nhưng bị Phật Đà mài tiếp như vậy, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Kết cục này, triều đình hy vọng tới chậm một chút, như vậy có thể rời đi càng nhiều dân chúng, cứu lại càng nhiều tính mạng vô tội. Khi mọi người ùn ùn nghĩ ngợi, thấy hứa thất an sách độ ách la hán bước ra một bước. Nơi hắn đi qua, vật chất máu thịt màu đỏ sậm như nước bùn bị khí cơ văng ra, tuy chúng nó tấn công như điên, nhưng vẫn không thể tiếp cận hứa thất an. Một màn này, vừa lúc như thần thủ không lâu trước đó từng bước một bước lui chúng nó. Cái này, trái tim cao thủ siêu phàm phe đại phụng điên cuồng đập lên thình thịch một phán đoán lớn mật thành hình ở trong lòng bọn họ bởi vậy tim đập nhanh hơn huyết mạch phun trào dâng lên cơn mừng như điên không thể đè nén độ ách theo hứa thất an từng bước một đi ra khu vực bình thường lão hòa thượng khô gầy chăm chú nhìn hắn chậm rãi nói người đã tấn thăng nửa bước võ thần vấn đề này hỏi ra miệng ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hứa thất an tát luân a à, cổ lướt ra vài trăm mét mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn Dương Cung, Tôn Huyền Cơ, Kim Liên Đạo Trưởng, cùng với Sở Nguyên Trần cùng hàng viễn phía sau hơn nữa, những người này càng nhịn không được ngừng thở. Hứa thất an khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ưng. 응. Vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản. Nhưng ở trong tay người nghe thấy, như là một tảng đá khổng lồ đập vào mặt hồ, không, là một ngôi sao băng đập vào đại dương mênh mông, nhắc lên cảm xúc có thể so với sóng thần. Lại một vị nửa bước võ thần sinh ra. Cửu Châu, xuất hiện một vị nửa bước võ thần mới từ thời đại thần ma kết thúc vô tận năm tháng tới nay nửa bước võ thần có ghi lại rõ ràng chỉ có một vị thần thù bây giờ cùng với về sau sẽ có một cái tên mới ghi vào sử sách hứa thất an nói từ trên ý nghĩa nào đó số lượng nửa bước võ thần so với siêu phẩm càng thưa thớt hơn ban đầu nhìn thấy hứa thất an chạy tới lưu ly bồ tát già la thụ bồ tát cùng quảng hiền bồ tát chỉ là có chút kinh ngạc sắc mặt ba người chậm rãi cứng đờ lạc ngọc hành lạnh nhạt như băng chăm chú nhìn hứa thất an mặt mày dịu dàng nàng nhìn không phải nửa bước võ thần là nam nhân nhà mình quá nửa là gặp được giám chính hoặc là trước khi ra biển tử ti thiên giám đã đạt được cái gì kim liên đạo trưởng vuốt dâu mà cười lão trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ đều là người am hiểu mưu tính bố cục đạo trưởng mèo mướp biết giám chính sâu không lường được đối với hứa thất an tấn thăng có phán đoán cùng chờ mong nhất định lúc trước ở nam cương mới gặp hắn chỉ là vẻn vẹn tam phẩm võ phu một năm thời gian đã là nửa bước võ thần Atola phấn chấn kích động, đồng thời nhớ lại ngày xưa, chỉ cảm thấy tựa như mộng ảo. Hắn thật sự đi đến một bước này rồi, trở thành vị nửa bước võ thần thứ hai trên cửu châu, đây chính là đệ tử của ta đó, ta là lão sư của nửa bước võ thần, hôm nay kiếp nạn Lôi châu có thể giải, dân chúng vô tội sẽ không gặp họa nữa. Tay Dương cung thu ở trong tay áo hơi phát run, cảm xúc dâng trào. Tôn Huyền Cơ, Tôn sư huynh muôn và lời nói đều ở trong lòng. Trong đêm tối, chuyển đến tiếng cười phóng đãng không kiềm chế như cuồng sinh của sở nguyên trẩn quét sạch mây đen hàng viễn đại sư bên hắn chắp hai tay lại mặt đầy vui mừng một tên thần thù đã đáng sợ như thế hứa thất an cũng thành nửa bước võ thần rồi đủ để chống lại siêu phẩm nhỉ? y nhĩ bố nhỏ giọng nói thầm từ trong giọng điệu cùng vẻ mặt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra nghe ra cảm xúc sợ hãi dám chính con bài chưa lật của ngươi quả nhiên là hắn ánh mắt tắt luân à a cổ thầm âm trầm Khuôn mặt già Nua Thô Giáp nhìn không ra cảm xúc, ý tưởng nào đó trong lòng lão đã được nghiệm chứng. Sau khi trải qua đầu óc ngẩn ra ngắn ngủi, trong đầu Loan Ngọc chỉ còn lại một ý nghĩ, ta từng ngủ nửa bước võ thần, ta là thủ lĩnh có tiền đồ nhất trong lịch sử Tình Cổ Bộ. Nàng kích động khuôn mặt ửng hồng, hưng phấn cả người run rẩy. Các thủ lĩnh cổ tộc cũng kích động mừng như điên, tuy bọn họ chưa từng ngủ với nửa bước võ thần, nhưng hứa Thất An trở thành vị nửa bước võ thần thứ hai trong lịch sử Cửu Châu cũng ý nghĩa Nam Cương có được một vị nửa bước võ thần là minh hữu. Tây vực hôm nay dị biến, có lẽ chính là tấm gương của Nam Cương ngày mai. Không thể trách bọn họ sợ. Hiện nay, có một vị minh hữu mạnh như thế, các thủ lĩnh yên tâm hơn không ít. A Di Đà Phật, đại thừa Phật giáo thiên thu vạn đời. Khuôn mặt khô gầy của Độ Ách lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Hứa Thất An nhìn quét một vòng siêu phàm phe đại phụ, thủ lĩnh cổ tộc, vu sư vu thần giáo, Bồ Tát Phật môn, ở trong vẻ mặt hoặc kiêng kỵ hoặc mừng như điên hoặc tức giận của bọn họ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần thù cùng Phật Đà. Sau đó, hắn từng bước một quay về bên người thần thù, ven đường đẩy ra vật chất máu thịt như nước bùn. Trong quá trình này, toàn bộ cường giả siêu phàm đều nhìn tới, đuổi theo bước chân của hắn. Mới bước vào nửa bước võ thần, thực lực như thế nào? Làm tốt lắm. Hứa thất an hướng thần thù gật gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, thần thù đã mọc ra máu thịt tươi mới, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ tựa như một thân thể bị lột ra lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng bám vào trên xương khớp hắn ăn mòn thân thể hắn chống lại đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần làm thần thù tái sinh trở nên tương đối thong thả người làm cũng không tệ thần thù thản nhiên nói khi hai người nói chuyện vật chất máu thịt ngưng tụ thành tượng phật cao lớn ở cao hướng xuống nhìn xuống hứa thất an lần đầu phát ra thanh âm to lớn uy nghiêm thủ môn nhân siêu phẩm quả nhiên biết tất cả, biết võ thần là thủ môn nhân được định sẵn, chỉ có hoang ở hải ngoại không biết. Hứa thất an hừ một tiếng, nói, ngươi cùng vu thần săn giết nhất phẩm võ phu, không cho phép nhất phẩm võ phu, trưởng thành lên, chính là vì ngăn chặn thủ môn nhân xuất hiện. Bây giờ, ta đã nửa bước võ thần, bất tử bất diệt, ngươi còn có thể giết ta sao? Hắn đang nói cái gì thế? Đám người Atola Dương Cung Kim Liên Đạo trưởng nghe như lọt vào trong sương mù, các thủ lĩnh cổ tộc tương tự chưa nghe hiểu thủ môn nhân không phải dám chính sao, sao nhắc lên quan hệ với võ phu. Trong mơ hồ, bọn họ cảm thấy lời của Hứa Thất An lộ ra tin tức rất quan trọng, nhưng lúc này không phải thời điểm truy hỏi tới cùng, chỉ có thể cố nén sự tò mò như trong móng vuốt gãi trong lòng, án binh bất động. Trả lời Hứa Thất An là Phật Đà im lặng, trong im lặng, từng mặt trời thu nhỏ chậm rãi thành hình. "Đừng sơ ý, thần thủ báo cho nói, ta biết." Hứa Thất An nâng cổ tay, để trong mắt sáng lên, ý đồ cắt không gian mang mặt trời thu nhỏ rời đi. Nhưng hắn rất nhanh đã thất bại, trong mỗi một mặt trời thu nhỏ đều ẩn chứa ý, ý chí Phật Đà. Chúng nó là một chỉnh thể, trừ phi mang bọn nó một lời rời đi toàn bộ, nhưng pháp khí này không thể cắt không gian phạm vi mấy km, cái này vượt qua phạm vi bao dung của pháp khí. Lúc này, Phật Đà quỷ dị biến mất, xuất hiện ở phía sau hứa thất an, kim cương pháp tướng bành trướng khí tức mênh mông, 12 đôi nắm tay đập xuống. Một đòn này đủ để mang nhất phẩm võ phu đánh gục phật văn đại biểu nhân của đại luân hồi pháp tướng sáng lên chiếu ra một tia sáng vàng chiếu vào trên người hứa thất an hào quang đại luân hồi pháp tướng trượt hứa thất an xuất hiện ở phía sau phật đà cũng như quỷ mị vô thanh vô tức nhưng hắn chưa thể ra tay xé rách tượng phật phật đà ngưng tụ thành đại từ đại bi pháp tướng ngâm sướng kinh phật phạm âm từng trận trừ khử chiến ý của kẻ địch đại trí tuệ pháp tướng xoay ngược bánh xe ánh sáng giảm đi chỉ số thông minh của kẻ địch chung quanh phật đà bằng vào thủ đoạn quỷ dị khó lường của mình phục khắc lại một màn lúc trước đối phó thần thù thấy thế phản ứng trước hết là tôn huyền cơ hắn mở ra chữ vật pháp bảo lại lấy ra một cái chuông đồng xanh thuật sĩ luôn giàu có như vậy dương cung búng nho quan thanh quang ủng hộ kim liên đạo trưởng nâng tay nhắm ngay hứa thất an tính tăng thêm phúc duyên cho hắn ầm um. bầu trời nổ vang tiếng sét đánh xuống từng cột sét to như vại nước trời đất nháy mắt nhuộm màu trắng xóa mưa to tầm tã rơi xuống điều này đánh gãy thao tác của đám người tôn huyền cơ bức bách bọn họ không thể không bị động phòng ngự hô phong hoán vũ năng lực của nhị phẩm vũ sư vu thần giáo cũng ra sân rồi trong lòng cường giả siêu phàm phe đại phụng trầm xuống lạc ngọc hành không chút do dự dựng ngón tay thành kiếm thao túng phi kiếm bắn về phía hứa thất an thân kiếm bốc lên thất tình lục dục nồng đậm khiến người ta trầm luân khiến người ta sa đọa một chiêu này sở nguyên trần lúc trước từng dùng không có gì bất ngờ phật đà khởi động lĩnh vực vô sắc lưu ly khiến mọi thứ quanh mình rút đi sắc thái cho dù là phi kiếm của lục địa thần tiên đối mặt pháp thuật siêu phẩm thi triển cũng không thể tránh khỏi rơi xuống lúc này đại nhật luân hồi pháp tướng của phật đà đã ngưng tụ thành đám người lạc ngọc hành từng kiến thức tình hình thê thảm của thần thù vừa rồi thấy ở trong mắt vội ở trong lòng nửa bước võ thần muốn đối kháng một đòn tích tụ lực lượng của phật đà cũng phải trả giá thê thảm nặng nề mà không hề phòng bị cứng rắn chịu mặt trời oanh tạc. Mặt trời chậm rãi lao về phía hứa Thất An. Đột nhiên, trong bầu trời đêm truyền đến tiếng cười duyên. Tiếng cười dễ nghe êm tai, rõ ràng không lớn, lại rõ ràng chui vào trong tai mọi người, chui vào trong linh hồn, mang đến mị hoặc như trăm móng vuốt gãy trong lòng, y nhĩ bố, sở nguyên trần các tu sĩ phẩm cấp không cao này, trước mắt xuất hiện từng trận ảo giác, váng đầu hoa mắt. Đám cao thủ nhất nhị phẩm như Tát Luân A à cổ theo tiếng nhìn lại, dưới màn đêm nặng nề, tuyệt thế yêu cơ chân trần như tuyết, đạp không mà đến. Nàng đẹp không giống phàm vật nhân gian, tám cái đôi cáo như khổng tước xòe đuôi. Yêu dã xinh đẹp, cửu vĩ hồ đến rồi, theo đó mà đến, còn có tầng tầng uy áp cuồn cuộn như thủy triều, không phân biệt bao trùm mỗi một vị cường giả ở đây. Nhất, nhất phẩm, ba vị bồ tát Phật môn khẽ biến sắc. Bọn họ rất rõ nhất phẩm cửu vĩ hồ ý nghĩa cái gì, không kịp kinh ngạc giận dữ, bao gồm bọn họ ở trong, sức chú ý của toàn bộ siêu phàm đồng thời bị hứa thất an và phật đà hấp dẫn dưới ma âm rót vào đầu óc hứa thất an dãy thoát mấy đại pháp tướng ảnh hưởng cũng chính là lúc này đại nhật luân hồi pháp tướng đập xuống hít sâu một hơi hứa thất an tháo vòng tay xuống nuốt vào trong bụng tiếp theo mỗi một lỗ chân lông của thân thể đều đang phun ra sương mù máu tinh huyết quanh thân thiếu đốt lực lượng sò xuyên tứ chi bách hải huyết tế thuật hai cánh tay hắn rung lên trầm giọng nói lực lượng chúng sinh từng dòng chảy nhỏ vô hình vô chất từ bốn phương tám hướng lao tới, như biển nạp trăm sông, hội tụ vào trong cơ thể hắn. Khí tức tăng vọt. Thế này còn chưa xong, ngoài thân hắn hiện ra hoa văn vạn vẹo, tựa như hình xăm, rậm rạp bao trùm làn da toàn thân. Người thấy hình xăm này, sự sợ hãi trong lòng nháy mắt nổ tung, chỉ cảm thấy đối phương chính là tượng trưng lực lượng, là thần linh cai quản lực lượng thế gian. Cuối cùng, hắn sụp xuống toàn bộ khí cơ, lắng động lại toàn bộ cảm xúc. Thiên địa nhất đao chảm. Thẳng đến ngày nay, hắn không cần mượn dùng đao ý cũng có thể thi triển pháp thuật này. Ở dưới bí pháp thiên địa nhất đao chảm dẫn đường, những lực lượng này sụp xuống toàn bộ trong hố đen hình thành ở đan điền. Tát Luân A cổ hơi biến sắc, không nói hai lời, vung tay áo cưỡi hào quang màu đen, chạy về phương xa. Bồ Tát Phật Môn, cường giả siêu phàm đại phụ, thủ lĩnh cổ tộc, không để ý chém giết chiến đấu, nhao nhao tránh lui. Trong quá trình này, bọn họ quay đầu nhìn, thấy vị mới bước vào nửa bước võ thần kia hướng tới đại nhật luân hồi, pháp tướng đánh ra nắm tay ngay sau đó bọn họ mất đi thị giác ánh sáng mạnh tổn thương trong mắt bọn họ khiến mỗi một vị giám quay đầu hai mắt chảy xuống hai hàng lệ máu ầm um. khí cơ mênh mông và phật quang màu vàng hình thành một đám mây hình nấm thật lớn cuồn cuộn sông lên trời cao hơn một ngàn mét thân thể phật đà hóa thành bùn cạo ra từng tầng một từng khối một hủy diệt mọi sinh linh ở phạm vi vài dặm đều không tồn tại chỉ có thần thù cùng hứa thất an hai vị nửa bước võ thần bức tượng phật phía sau có tám đại pháp tướng đứng lặng kia ở nháy mắt đại nhật luân hồi nổ tung thi triển hành giả pháp tướng tránh đến xa xa không biết qua bao lâu tất cả gió êm sóng lặng chỉ còn mặt đất tràn ngập vết thương cùng hai bộ xương khô đỏ bừng thực đau hứa thất an thần niệm truyền âm nói so với thần thù còn mạnh hơn quảng hiền bồ tát thấp giọng nói với lực lượng hứa thất an vừa rồi bùng nổ ra đã vượt qua thần thù lưu ly bồ tát và giả la thụ chưa nói chuyện không nói một lời, vừa rồi trong lòng đám người kim liên đạo trưởng nặng nề bao nhiêu, bọn họ bây giờ nặng nề bấy nhiêu. Đến một bước này, hành động dành trước tầm ăn dỗi trung nguyên, đặt ưu thế của Phật Đà hoàn toàn thất bại. Ai, phiền toái rồi. Tát Luân A cổ thở dài nói, lão nhìn lướt qua hai gã linh tuệ sư bên người, bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trái lại siêu phàm đại phụng do Lạc Ngọc Hành làm đại biểu, cùng với thủ lĩnh cổ tộc, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hiển nhiên, hứa thất an bùng nổ chiến lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, mang cho bọn họ lòng tự tin mãnh liệt. Hứa thất an phun ra mảnh vỡ địa thư, bàn tay xương cầm chấn quốc kiếm, nói, đại sư, ngươi giúp ta chống đỡ mấy đại pháp tướng ảnh hưởng. Thần thù bộ dạng nửa xương khô im lặng không nói, dẫn đầu lao về phía Phật Đà, thừa dịp đối phương chế trụ Phật Đà có hiệu quả, hứa thất an sụp xuống khí cơ và cảm xúc, dung nhập lực lượng chúng sinh, chém ra ngọc toái, mặt đất bao trùm ngàn dặm nứt ra một khe đất dài đến trăm trượng vật chất máu thịt bên cạnh khe đất cháy đen làm vật cứng hoàn toàn mất đi sinh cơ nhưng đối với phật đà mà nói thương thế như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì ngực hứa thất an đồng bộ nứt ra vết thương do kiếm sau đó phục hồi như cũ giết không chết siêu phẩm thủ đoạn bình thường không thể cấu thành uy hiếp đối với siêu phẩm hứa thất an không ngoài ý muốn ngược lại cảm thấy là tình huống bình thường nho thánh vì sao chỉ phong ấn lại không giết chết phật đà cùng vu thần không phải không muốn mà là không có cách nào muốn giết chết siêu phẩm cần thủ đoạn đặc thù lúc này thần thù mở miệng thủ đoạn đặc thù hứa thất an khiêm tốn thỉnh giáo ta không biết thần thù thản nhiên nói nhưng ta biết nên bức lui hắn như thế nào hắn không nói nữa tự mình làm mẫu lực lượng mênh mông mà đáng sợ từ trong thân thể thần thù dâng trào ra tựa như nước lũ vỡ đê trong phút chốc thiên địa nguyên tố hỗn loạn mây đen bao trùm đỉnh đầu, chớp giật sấm rền, đánh xuống lại không phải mưa, mà là lửa. Mặt đất nổi lên hào quang như kim loại, thổ linh cùng kim linh dung hợp không có trật tự. Cả vùng đất đều đang chớp lên, trời sinh hiện tượng lạ, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ là thiên địa đang bài xích võ phu, hay là võ phu đang bài xích thiên địa. Đây là đặc tính tự thành thiên địa của võ phu cụ thể hóa. Khi mới vào nhất phẩm, hứa thất an cũng từng dẫn động thiên địa dị tượng, đưa tới lôi kiếp. Nhưng không khoa trương như thần thù, mang lĩnh vực nửa bước võ thần triển khai, hình thành một mảng không gian không có trật tự, lấy cái này để đối kháng vật đả cắn nuốt đối với mảnh thiên địa này. Thấy vật chất máu thịt lui tan từng từng hứa thất an giật mình, hiểu ý tứ thần thù. Hắn lập tức noi theo thần thù, triển khai lĩnh vực, đưa tới thiên địa dị tượng. Nhất thời, vật chất máu thịt như đại dương mênh mông phẫn nộ, dâng lên từng tầng sóng chiều, vỗ đánh, tấn công, xâm nhập lĩnh vực khổng, Lô nửa bước võ thần dựng lên mà sau đó bị lực lượng đáng sợ đốt thành bùn đất khô khốc cứng rắn, sinh cơ đoạn tuyệt. Hai bên cứng lại một lát, sóng chiều do vật chất máu thịt đỏ sậm tạo thành lui đi. Phật Đà từ bỏ tầm ăn dỗi lôi châu, luyện ra sơn hạ ấn. Nếu chỉ là một vị nửa bước võ thần, hắn có thể thông qua nước chảy đá mòn mài, tiêu hào đến lúc đối phương cạn kiệt tinh lực. Nhưng đối mặt hai vị nửa bước võ thần, cuối cùng bị tiêu hao đến cạn kiệt tinh lực, sẽ chỉ là hắn. Đuổi theo xem xem. Lợi hứa thất an khép mở thần thù gật gật xương sọ. Hai vị nửa bước võ thần nháy mắt biến mất. Đi. Hai tay lưu ly Bồ Tát phân biệt đặt ở bả vai hai vị Bồ Tát, mang theo bọn họ biến mất ở tại chỗ. Tát Luân A cổ rút ra đà thần tiên, quấn lấy y nhĩ bố cùng ô đạt bảo tháp, hóa thành ánh sáng đen bóng lao đi phương xa. Atola và cửu vĩ hồ có thù sâu hận lớn với Phật Môn, cũng không nguyện bỏ qua ở đây, hướng tới phương Tây đuổi theo. Kết thúc rồi. Dương cung như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt nhưng trên vẻ mặt có phấn khởi khó có thể đè nén, thành công đánh đuổi Phật Đà, ý nghĩa đại phụng đối mặt đại kiếp, đã bước đầu có sức tự bảo vệ mình. Tôn Huyền Cơ phun ra một hơi, Kim Liên đạo trưởng lắc đầu, theo sau nhìn xem, Hứa Thất An và thần thủ tựa như muốn đi Tây vực một chuyến. Tây vực là địa bàn của Phật Đà, biểu hiện lúc ở Lôi Châu, khẳng định không có khả năng đánh đồng lúc ở Tây vực. Nếu thực đánh nhau, bọn họ bây giờ chạy qua, còn có thể cho giúp đỡ nhất định. Đỗ Ách La hán chắp hai tay lại, tây vực rất nguy hiểm tốt nhất ở xa xa quan sát đừng bước vào địa giới tây vực lạc ngọc hành vốn muốn đi đuổi đánh vu thần giáo nghe vậy đành phải từ bỏ ý định theo đám người kim liên đạo trưởng cùng nhau hướng tới tây vực lúc này lý diệu chân còn ở giữa trời biển chờ đợi hứa thất an đồ chó vì sao chậm như vậy phi yến nữ hiệp lo âu nghĩ biên giới tây vực cùng lôi châu bóng người hứa thất an và thần thủ đột ngột xuất hiện hai người đứng ở ngoài đường biên giới nhìn vật chất máu thịt màu đỏ sậm lùi về tây vực dung nhập đại địa đến tận đây khí tức phật đà biến mất không dấu vết lúc này hai người đã hoàn toàn nhổ đi lực lượng đại nhật luân hồi khôi phục nguyên dạng nhưng đều là bộ dáng trần như nhậu đại thừa phật pháp giáo đã thành lập phật đà thế mà còn có khí vận cắn nuốt tây vực hứa thất an vừa nói vừa lấy ra hai bộ áo bào ném một bộ cho thần thù miễn cho không cẩn thận liền cùng thần thù có gì đó đến lúc đó cửu vĩ hồ phải gọi hắn hứa thúc thúc có liên quan với Vu Thần Giáo Thần thù giải thích một câu đơn giản khoác thêm áo bào trầm ngâm nói ta có tu hành Phật pháp có thể đi vào thử một lần không phải thua bỉ nữa trong lòng hứa thất an lải nhải một tiếng lắc đầu nói có thể lợi dụng con rối dò đường thì đừng lấy thân mạo hiểm hắn nghĩ nghĩ vẫn không nỡ sử dụng dao long mặc ngọc cất giấu trong mảnh vỡ địa thư lấy pháp thuật không gian bắt tới một con thỏ hoang bóp chết sau đó cấy vào cổ con của Thi Cổ sở dĩ lựa chọn thi cổ mà không phải tâm cổ khống chế là vì tâm cổ chỉ có thể chia sẻ một ít cảm quan mơ hồ ví dụ như thị giác mà cổ con là thao túng sâu hơn một tầng con dối thì giống như phân thân điều này có thể khiến hứa thất an cảm ứng được trạng thái của phật đà lúc này tốt hơn con thỏ hoạt bát vào tây vực đi chưa được mấy bước mặt đất đột nhiên nứt ra một cái miệng mắt thấy con thỏ sắp bị nuốt nó linh hoạt nhảy lên một cái nhảy lên cao cao tránh được cái miệng rộng dưới thân nhưng ngay sau đó, con thỏ bay lên không chủ động lao đầu chui vào trong cái miệng rộng nứt ra trên mặt đất. Cái này, Hứa Thất An lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thần thù liếc nhìn, chờ đợi hắn phân tích. Ta chưa phát hiện bất cứ hạn chế thao túng nào, chỉ là đơn giản nhảy lên." Hứa Thất An nói. Nhưng sự thật là, con thỏ vừa mới nhảy lên, đột nhiên tự mình lao vào trong cái mồm đó. Cách một lát, hai vị nửa bước võ thần đồng thời giật mình, Hứa Thất An thấp giọng nói, Phật Đà đã sửa chữa quy tắc hắn mang quy tắc nhảy lên đổi thành rơi xuống ừm hẳn là như vậy có thể khiến nửa bước võ thần không phát hiện được bất cứ hạn chế cùng thao túng nào tự mình dê vào miệng cọp giải thích duy nhất chính là thay đổi trên quy tắc thiên địa quy tắc chính là như thế cho nên hứa thất an không phát hiện được bất cứ gì khác thường cái này không phải phật đà có thể làm được thần thù bình luận nho thánh cũng có thể mạnh mẽ sửa chữa quy tắc nhưng đó là đặc thù của hệ thống hơn nữa sau đó sẽ gặp cắn trả bởi vì ở tây vực Phật Đà đã không phải siêu phẩm, mà là bản thân thiên địa." Hứa Thất An thở dài. "Giám Chính nói không sai, mục đích thật sự của siêu phẩm là thay thế thiên đạo, trở thành hóa thân ý chí của thế giới Cửu Châu." Nếu nói lúc trước trong lòng hắn còn có chút nghi ngờ, như vậy bây giờ đã hoàn toàn tin lời Giám Chính. Thần Thù nghĩ nghĩ, hướng phía trước bước ra một bước, lực lượng mênh mông đáng sợ dâng trào ra, đưa tới thiên địa dị động, nguyên tố hỗn loạn. Nhưng những nguyên tố hỗn loạn này ở lúc tới gần Tây vực, hết thảy bị lực lượng càng cường đại hơn dẹp yên lĩnh vực võ phu thần thù khởi động bị chắn ở ngoài tây vực cái này tiến một bước nói rõ tây vực và cửu châu thế giới xuất hiện phân cắt ở cùng không gian lại không thuộc về một thế giới đây là bí mật của đại kiếp thần thù muốn cắn nuốt cửu châu diễn biến ra thiên địa hoàn toàn mới thần thù nhìn về phía hứa thất an không phải diễn biến là thay thế hứa thất an trầm giọng nói thần thù nhìn danh giới tây vực rộng lớn phía trước im lặng hồi lâu chậm rãi nói thì ra là thế. Hắn như là phá giải một nghi vấn hoang mang đã lâu. Đại sư có ý kiến gì không? Hứa thất an nhân cơ hội thử. Thương sinh chi kiếp. Thần thủ bình luận. Hắn đợi một lát, thấy thần thủ không tiếp tục nói. Lại hỏi, đại sư, ta đã là nửa bước võ thần. Phát hiện trong cơ thể có thêm rất nhiều hoa văn kỳ quái, giống như linh uẩn của thần ma. Thần thủ nói, chúng nó có được đặc tính bất diệt, là tiền vốn để nửa bước võ thần có gan gọi nhịp với siêu phẩm. Ta từng nghiên cứu chúng nó, thành quả duy nhất là, chúng nó là không chọn vẹn. Hứa thất an co mày, không chọn vẹn. Hắn chưa cảm giác được không chọn vẹn. Thần thù nghĩ nghĩ, phân tích, cách nói càng chuẩn xác hơn là, tựa như chỉ khác ra một cái hình thái ban đầu của trận pháp, phương diện chi tiết còn đợi hoàn thiện. Mỗi một trận văn đều là độc lập, nhưng thiếu liên hệ với nhau. Chúng nó có được đặc tính bất diệt, nhưng, chúng nó cũng không phải một cái chỉnh thể. Có lẽ chỉ có tấn thăng thành võ thần, mới có thể khiến trận pháp này thật sự thành hình mỗi một tế bào đều có được đặc tính bất diệt nhưng lại là thứ độc lập hứa thất an giật mình đây là nguyên nhân ngươi lúc trước sẽ bị phật đà phân thây phong ấn vô số tế bào đại biểu vô số trận văn nhưng bởi vì độc lập với nhau cho nên có thể chia lìa thần thù gật gật đầu hứa thất an tích cực thảo luận vậy ngươi có biết tấn thăng võ thần như thế nào không biết thần thù trả lời khiến hứa thất an bất ngờ một phen hắn nói mang trận pháp trên người hoàn thiện quá nửa chính là võ thần đây không phải nói lời thừa sao ta cũng biết ta hỏi là phương pháp cụ thể hứa thất an tức giận nói hoàn thiện trận pháp như thế nào thần thù nhìn hắn không có biểu cảm gì nói vừa rồi phật đà gọi ngươi thủ môn nhân hứa thất an giải thích ta lần này ra biển gặp giám chính lão nói cho ta biết thủ môn nhân chỉ có thể sinh ra từ hệ thống võ phu thần thù đánh giá hắn mục đích giám chính nâng đỡ ngươi là mang ngươi bồi dưỡng thành thủ môn nhân hứa thất an gật đầu thần thù nói ta cũng là nửa bước võ thần, nhưng dám chính lại chưa nâng đỡ ta, mà là lựa chọn ngươi. Chúng ta có thể từ trong mưu tính quá khứ của giám chính, phỏng đoán ra chân tướng sự việc. Ngươi cần hiểu rõ hai vấn đề, một, hắn vì sao phải nâng đỡ ngươi? Hai, hắn để lại cái gì ở trên người ngươi? Để lại thủ đoạn, hứa thất an theo bản năng đánh giá thần thù. Người sau nhíu nhíu mày, ta hiểu rồi. Hứa thất an nói, đáp án không cần nói cũng biết là khí vận hắn sẽ trở thành quân cờ của giám chính là vì hắn là con của hứa bình phong mà hứa bình phong đánh cắp quốc vận đại phụ tính tới trước mắt giám chính tuy cho hắn rất nhiều giúp đỡ nhưng đó đều là đang giúp hắn thăng cấp tăng lên thực lực mà tất cả cái này vẫn như cũ là quay chung quanh khí vận triển khai truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thần thù hạ kết luận ngươi chỉ cần bảo vệ tốt khí vận là đủ giữ được khí vận lại đi mò mẫm tấn thăng võ thần như thế nào Lúc này, thanh quang chợt lóe, Tôn Huyền Cơ mang theo một đám siêu phàm đến. Thấy Hứa Thất An và thần thù chưa lỗ mãng mở màn đại chiến, đám người Dương cung Kim Liên nhẹ nhàng thở ra. Thần thù thản nhiên nói, Phật Đà tạm thời sẽ không tầm ăn dỗi lôi châu nữa, ta sẽ lưu lại trấn thủ biên cảnh, các ngươi tự tiện. Hứa Thất An bảo Tôn Huyền Cơ để lại mấy khối ngọc phù truyền tống cho thần thù, mấy trang giấy ngôn xuất pháp tùy của nho ra, đây là ứng phó pháp thuật mấy đại pháp tướng của Phật Đà. Sau đó nói, Phật Đà một khi ngóc đầu trở lại, liền lập tức liên lạc ta. Phật đà tầm ăn dỗi lôi châu cần thời gian, mà hắn từ kinh thành chạy tới lôi châu, chỉ cần thời gian cực ngắn. Cho nên cũng không sợ Phật đà thừa dịp hắn trở lại kinh thành, nhân cơ hội thâu tóm lôi châu. Hắn tiếp theo nói với mọi người, trở lại kinh thành trước, có chuyện gì sau này nói sau. Cử Vĩ Hồ và A Tô La nhìn Tây Vực một cái, không cam lòng, nhưng thần thù và hứa thất an cũng đã không có ý xâm nhập Tây Vực, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Hứa thất an giơ lên trong mắt lớn ở cổ tay, mang theo một đám siêu phàm rời đi. Lúc này điêu thuyền còn ở trên đường chạy tới. Không, lúc này phi yến nữ hiệp còn ở giữa biển trời chờ đợi Hứa Ngân La. Chân trời dần lộ ra màu trắng. Kinh thành, trong ngự thư phòng, Vương Trinh Văn một đêm không ngủ đã lộ mỏi mệt, bọng mắt sưng lên, trong mắt chảy rộng tơ máu. Cảm giác lo âu trong lòng hoài Khánh tăng vọt, dịu dàng nói, "Vương Ái Khanh đi xuống nghỉ ngơi trước đi." Vương Trinh Văn lắc lắc đầu, nói, "Trằn trọc khó ngủ, không bằng không ngủ." giờ phút này chưa có tin tức chuyển đến đó là tin tức tốt nhất lôi châu nếu không thủ được như vậy tình thế sẽ tiến vào giai đoạn ác liệt nhất đến lúc đó mới là đại nạn tới đầu thật sự hoài khánh không khuyên nữa nắm mảnh vỡ địa thư trầm ngâm không nói ngụy uyên và triệu thủ tương đối bình tĩnh người trước đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn cho dù đao đặt ở trên cổ cũng sẽ không có cảm xúc biến hóa quá lớn người sau là công phu dưỡng khí không tồi cho dù trong lòng cảm giác lo âu tăng vọt Mặt ngoài cũng không lộ ra chút nào. Triệu Thủ nghĩ nghĩ, nói, Lôi Châu nếu không còn, bệ hạ đầu tiên cần ổn định triều cục cùng lòng người, sau đó mau chóng triệu hứa Ngân La trở về, bàn bạc săn giết già la thụ như thế nào, giúp hắn tấn thăng nửa bước võ thần. Chỉ cần hứa Ninh Yến tấn thăng nửa bước võ thần, tất cả khó khăn có thể giải quyết dễ dàng. Hoài Khánh nhìn về phía Ngụy Uyên, Ngụy Uyên lắc đầu, thở dài nói, nói dễ hơn làm, Phật môn sẽ không cho chúng ta cơ hội này nếu cho vậy phải cẩn thận ngược lại là chúng ta vương trinh văn đồng ý ý kiến của đối thủ cũ giai đoạn này so với cân nhắc giúp hứa ninh yến tấn thăng nửa bước võ thần không bằng đi thử một phen thái độ vu thần giáo kết minh với bọn họ vu thần bài trừ phong ấn còn cần hai ba tháng tuy vu thần giáo giúp phật đà một phen nhưng chỉ cần hai bên là quan hệ cạnh tranh vậy thì có thể thử kết minh triệu thủ cười lạnh nói vu thần giáo bày rõ muốn tọa sơn quan hổ đấu ngư ông đắc lợi Vương Trinh Văn đối trọi gay gắt, chỉ cần để Vu Thần Giáo tin tưởng chúng ta không có thực lực lưỡng bại câu thương với Phật môn, Vu Thần Giáo tự nhiên sẽ thay đổi thái độ. Thấp kém cỡ nào? Triệu Thủ lắc lắc đầu. Hơn nữa, cái này tương đương với mang điểm yếu giao cho Vu Thần Giáo, tùy ý hắn xâm lược, lại là một hồi đàm phán hòa bình. Hắn chỉ đàm phán hòa bình là sau khi giám chính bị phong ấn, phản quân Vân Châu khởi xướng lần đàm phán hòa bình cắt đất đó. Không khó tưởng tượng, Vu Thần Giáo khẳng định cũng sẽ đưa ra yêu cầu tương ứng, không đánh mà thắng thâu tóm danh giới đại phụ, hơn nữa sẽ so với phản quân Vân Châu càng quá phận hơn. Ngụy Uyên bình luận, uống rượu độc giải khát. Hoài Khánh sau bàn lớn trải lụa vàng khoát tay, thế cục chưa định, bàn luận những thứ này còn sớm. Nàng chỉ có thể dựa vào lý do như vậy để bình ổn tranh luận, nhưng cũng biết, nếu Lôi Châu thật sự bị Phật Đà thâu tóm, khắc khẩu tương tự còn có thể bùng nổ, hơn nữa đến lúc đó chính là văn võ cả triều tụ ở Kim Loan, điện tranh luận không ngớt. Chủ trương đầu hàng, hoặc là đầu nhập vào vu thần giáo chỉ sợ là chủ lưu đi chết theo quốc gia cần có trí không thể trông cậy vào mỗi một vị quan viên đều có giác ngộ như vậy hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ phố phường sẽ chuyển lưu ra lời đồn nữ tử xưng đế hại nước hại dân nghĩ đến đây hoài khánh mỏi mệt dây dây mi tâm tuy bằng vào thủ đoạn của mình cùng đám người ngụy uyên hứa thất an giúp đỡ nàng đã ổn định ngôi vị hoàng đế nhưng quan viên tầng dưới chót cùng phố phường thậm chí học sinh giới nho sĩ đều tồn tại dị nghị lúc quốc thái dân an những dị nghị này chỉ là oán giận không đau không ngứa một khi quốc gia dung chuyển bốn chữ nữ tử xưng đế sẽ bị phóng đại trở thành mục tiêu đổ tội nàng thật không dễ gì mang quốc gia thống trị gọn gàng ngăn nắp dân chúng chịu đủ thiên tai và chiến loạn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức ai ngờ là một đợt vừa bình đợt sau lại nổi lên lúc mấu chốt này nàng mới sẽ nhớ tới mình là nữ tử mới sẽ nghĩ đến cần một chỗ dựa mà thân là vua của một nước nam nhân có thể được nàng coi là chỗ dựa muốn dựa vào cũng chỉ có hứa thất an trước mắt chỗ dựa này còn ở hải ngoại lêu lỏng tới mất liên lạc nhưng chính bởi vì chậm chạp không liên lạc được hoài khánh mới vẫn ôm chờ mong đối với hắn như cũ không chừng hắn sẽ tấn thăng nửa bước võ thần trở về nam nhân kia chưa bao giờ khiến nàng thất vọng đột nhiên hoài khánh lòng có cảm giác nâng mắt nhìn lại ngụy uyên triệu thủ so với nàng sớm hơn một bước trong ngự thư phòng chống trải không chút dấu hiệu xuất hiện một đám người nam nhân cầm đầu khuôn mặt sáng sủa mặc trường bào màu tràm như ngày xưa chính là hứa thất an xa cách mấy tháng phía sau hắn là lạc ngọc hành a tô la cửu vĩ hồ kim liên đạo trưởng các cường giả siêu phàm ngụy uyên vương trinh văn triệu thủ và hoài khánh đồng thời đứng lên hắn đã trở lại còn mang về cường giả siêu phàm ở lôi châu hoài khánh tựa như nghĩ tới cái gì tiếp đó nghe thấy tiếng tim mình điên cuồng đập thình thịch nàng cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng âm điệu mang theo một tia run run lại xuất hiện phật đà lui rồi Nghe vậy, Vương Trinh Văn Ngụy Uyên và Triệu Thủ cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hứa Thất An ừm một tiếng. Hoài Khánh mím môi, mang theo một tia chờ mong, một tia cẩn thận, thử nói, Người tấn thăng nửa bước võ thần rồi. Bộ dáng nàng đến thở mạnh cũng không dám, mang theo tư thái chờ mong cùng cẩn thận, khiến nàng thoạt nhìn có chút tội nghiệp, tựa như cô bé hỏi cha có mang về búp bê vài mình yêu thích hay không. Vương Trinh Văn theo bản năng siết chặt nắm tay, tay áo bò hơi run run. Ngụy Uyên thoạt nhìn khá bình tĩnh, nhưng hắn nhìn một người chưa bao giờ chuyên chú như vậy triệu thủ nhịn không được ngừng thở hứa thất an cười nói bệ hạ thân may mắn không làm nhục mệnh trải qua khúc chiết thiên tân vạn khổ cử tử nhất sinh rốt cuộc tấn thăng nửa bước võ thần lôi châu tạm thời bảo vệ phật đà đã lui về tây vực cử vĩ hồ bên cạnh trừng mắt nửa bước võ thần hắn thật sự đã tấn thăng nửa bước võ thần hoài khánh đạt được đáp án mong muốn trái tim treo ở cổ họng nhất thời rơi xuống trở về nhưng vui sướng và kích động lại chưa yếu bớt, ngược lại cuồn cuộn sông lên trong lòng. Khiến gò má nàng nhuộm lên ửng hồng, trong sóng mắt lóe ra ý mừng, nụ cười khóe miệng vô luận như thế nào cũng không khống chế được. Quả nhiên, hắn chưa bao giờ để nàng thất vọng, mặc kệ là đồng la lúc trước hay là hứa ngân la hôm nay nổi tiếng khắp thiên hạ. Hoài Khánh luôn ôm chờ mong cao nhất đối với hắn, nhưng hắn vẫn lần lượt vượt qua mong muốn của nàng, mang đến niềm vui bất ngờ. Ninh Yến tấn thăng nửa bước võ thần, lại thêm thần thủ vị nửa bước võ thần lâu năm này, cuối cùng có tự tin gọi nhịp với vu thần giáo, hoặc Phật môn bất cứ một thế lực nào, ván cờ này vẫn có thể tiếp tục đánh. Ai, tên trẻ trâu lúc trước, hôm nay đã là nửa bước võ thần, như đã trôi qua mấy đời. Ngụy Uyên như chút được gánh nặng, đồng thời tâm tình phức tạp, có thổn thức, có vui mừng, có hài lòng, có đắc ý. Cân nhắc đến thân phận mình, cùng với trong ngự thư phòng cao thủ tập hợp, Ngụy Uyên vẫn duy trì bình tĩnh cùng thong dong phù hợp địa vị mình, không nhanh không chậm nói, làm không tệ. Nửa bước võ thần đó, nếu nhớ không lầm, hẳn là vị nửa bước võ thần đầu tiên của Trung Nguyên nhân tộc, tuyệt đối có một không hai như nho thánh, phải ghi một nét bút ở trên sách sử, hứa ngân la từ nhỏ theo học thư viện Vân Lộc, bái viện trưởng triệu thủ làm thầy. Triệu thủ nghĩ đến đây, liền cảm thấy kích động, tính lập sách sử lão đang muốn tiến lên chúc mừng, thoáng nhìn Ngụy Uyên thong dong bình tĩnh, không một gợn sóng, vì thế lão đành phải duy trì bình tĩnh cùng thong dong phù hợp địa vị mình, chậm rãi nói, tốt lắm, đại phụng được cứu rồi lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết hứa thất an thuận lợi trở thành nửa bước võ thần lão phu ánh mắt không tệ ồ hai lão già này rất bình tĩnh nha vương trinh văn giống như về tới năm đó mình tên để bảng vàng hận không thể hát vang một khúc trắng đêm mua say nhưng thấy triệu thủ và ngụy uyên đều là vẻ mặt bình tĩnh vì thế lão cũng duy trì bình tĩnh phù hợp thân phận chậm rãi gật đầu chúc mừng tấn thăng quả nhiên là các đại lão chìm nổi quan trường vui giận không hiện ra mặt hứa thất an âm thầm tán thưởng một câu, nói, đáng tiếc chưa có manh mối như thế nào tấn thăng võ thần. Cơm phải ăn từng miếng. Ngụy Uyên thiếu chút nữa mở miệng dạy hắn làm việc, nhưng nhớ tới cấp dưới ngày xưa đã là đại nhân vật thật sự, không cần hắn ân cần dạy bảo, liền nhịn xuống. Quay sang hỏi, tình huống lôi châu như thế nào, đã chết bao nhiêu người. Trong sự trầm ngâm của các siêu phàm, độ ách la hắn nói, chỉ bị diệt một chấn lớn, hơn hai ngàn người. Kim liên đạo trưởng và hàng viễn mở miệng, chậm nửa nhịp, từ trong chi tiết nhỏ này có thể thấy được, Độ Ách La Hán là chú ý thương sinh nhất, lão là thật sự bị đại thừa Phật pháp tẩy não, không, rửa tội rồi. Trong lòng Hứa Thất An đánh giá. Sắc mặt Hoài Khánh rất nặng nề gật đầu, nhìn về phía Hứa Thất An, nói, khoảng thời gian này ngươi ở hải ngoại, Phật môn cử hành Phật pháp đại hội, theo Độ Ách La Hán nói, Phật Đà chính là mượn dùng đại hội này, đã xảy ra dị biến đáng sợ. Nguyên do cụ thể chúng ta không biết nhưng kết quả ngươi nghĩ hẳn đã biết, hắn đã biến thành quái vật cắn nuốt tất cả. Nàng chủ động nói từ đầu đến cuối trận tai họa này, thay hứa thất an giảng giải tình huống. Kim Liên đạo trưởng nói tiếp, khi Độ Ách La hắn rời khỏi Tây vực, Phật Đà vẫn chưa tổn thương lão, nhưng sau khi đại thừa Phật giáo thành lập, khí vận Phật môn sói mòn, Phật Đà liền sốt ruột không chờ được muốn cắn nuốt lão. Rõ ràng dễ thấy, Phật Đà dị biến có liên quan với khí vận, đây rất có thể chính là cái gọi là đại kiếp. Ngụy Uyên thở dài, từ Phật Đà biểu hiện có thể suy đoán ra tình huống sau khi cổ thần và vu thần dãy thoát phong ấn chỉ là chúng ta vẫn không biết siêu phẩm làm như vậy ý nghĩa ở đâu mục đích ở đâu các siêu phàm nhíu mày không nói bọn họ mơ hồ cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng nhưng lại không thể chuẩn xác đâm thủng giảng chi tiết nhưng lại còn thiếu một tầng cửa sổ giấy khó có thể đâm rách không phải chính vì thay thế thiên đạo sao cửu vĩ hồ vừa muốn mở miệng đã nghe thấy hứa thất an dành trước mình một bước thở dài nói ta đã biết được chân tướng đại kiếp trong ngự thư phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. "Ngươi biết, Atola đánh giá nửa bước võ thần, khó mà tin nổi một kẻ ra biển mấy tháng là như thế nào biết bí mật đại kiếp." Kim Liên đạo trưởng cùng Ngụy Uyên giật mình. Thấy Hứa Thất An gật đầu, đám người Dương cung, Tôn Huyền Cơ hơi động dung. "Việc này phải bắt đầu nói từ khai thiên tích địa." Ở trong ánh mắt khẩn cấp mà lại chờ mong của mọi người, Hứa Thất An nói, "Ta biết tất cả, bao gồm lần đầu tiên đại kiếp, thần ma ngã xuống." rốt cuộc sắp vạch trần chân tướng thần ma ngã xuống. Tinh thần mọi người rung lên, chuyên chú nghe. Hứa thất an chậm rãi nói, cái này còn phải bắt đầu nói từ thiên địa sơ khai, thần ma sinh ra, các người biết bao nhiêu đối với thần ma. Atola dẫn đầu trả lời, thần ma là thiên địa thai ngén mà sinh ra, chào đời đã cường đại, chúng nó không cần tu hành, đã có thể nắm giữ sức mạnh to lớn rời non lấp biển. Mỗi một vị thần ma đều có linh uẩn trung tâm thiên địa giao cho. Mọi người chưa bổ sung, Atola nói, đại khái chính là toàn bộ bọn họ biết về thần ma. Hứa thất an thở dài, sinh ở thiên địa, chết ở thiên địa, đây là nhân quả tất nhiên. Nhân quả tất nhiên. Mọi người cao mày, không hiểu sao cảm thấy trong câu này có huyền cơ thật lớn. Hứa thất an chưa lấp lửng, tiếp tục nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta lần này ra biển, đi ngang một hòn đảo, hòn đảo đó rộng lớn khôn cùng, theo hậu duệ thần ma sinh tồn ở trên đó miêu tả, đó là một vị thần ma viễn cổ sau khi chết hóa thành hòn đảo thần ma do thiên địa thai ngén mà sinh, bản thân là một bộ phận thiên địa, bởi vậy sau khi chết mới có biến hóa này. Mắt độ ách sáng lên, thốt ra, Phật Đà. Phật Đà cũng có thể hóa thành A Lan Đà. Hôm nay hắn thậm chí trở thành toàn bộ Tây Vực, trong đó tất nhiên tồn tại liên hệ. Nói xong, Lão Hòa Thượng vẻ mặt chứng thực nhìn chằm chằm hứa thất an. Thần ma viễn cổ sau khi chết hóa thành hòn đảo, mà Phật Đà cũng có đặc thù tương tự, cũng chính là nói, Phật Đà cùng thần ma viễn cổ nói từ trên ý nghĩa nào đó, là giống nhau. Mọi người ý niệm ùn ùn, linh cảm phát ra. Hứa Thất An a à một tiếng, chắp tay, nói, lần đầu tiên đại kiếp cùng lần thứ hai đại kiếp đều có mục đích giống nhau. Mục đích gì? Hoài Khánh lập tức truy hỏi. Người khác cũng muốn biết đáp án này. Hứa Thất An chưa lập tức trả lời, tìm từ vài giây, chậm rãi nói, thay thế thiên đạo, trở thành ý chí của Cửu Châu thế giới. Đất bằng dậy sấm, mang các cường giả siêu phàm trong ngự thư phòng đánh cho ngây dại kim liên đạo trưởng hít sâu một hơi vị địa tông đạo thủ lòng dạ thâm trầm này khó có thể bình tĩnh mờ mịt hỏi ngươi ngươi nói cái gì hứa thất an nhìn lướt qua mọi người phát hiện vẻ mặt bọn họ không quá khác với kim liên đạo trưởng ngay cả ngụy uyên cùng triệu thủ cũng là một bộ dáng ngây ngốc thiên địa sơ khai cửu châu mông muội rất nhiều năm sau thần ma sinh ra sinh mệnh bắt đầu giai đoạn này trật tự là hỗn loạn chẳng phân biệt ngày đêm không có bốn mùa âm dương ngũ hành hỗn loạn một cục trong thiên địa không có linh lực có thể cho nhân tộc cùng yêu tộc tu hành. Lại qua rất nhiều năm, theo thiên địa diễn biến, vốn nên là ngũ hành phân, tứ cực định, nhưng mảnh thiên địa này lại không cách nào diễn biến tiếp, các người biết vì sao hay không? Chưa có ai trả lời hắn, mọi người còn đang tiêu hóa tin tức long trời lở đất này. Hứa thất an liền nhìn về phía vạn yêu quốc chủ, cử vĩ thiên hồ cố mà làm vai diễn phụ một lần, tăng thể diện cho nam nhân thối, nói, đoán cũng đoán ra rồi, bởi vì thiên địa có thiếu, thần ma đã cướp đi lực lượng thiên địa, Thông minh, Hứa Thất An khen ngợi, nói tiếp, "Vì thế, ở thời kỳ viễn cổ, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, cánh cửa đi thông thiên đạo. Thần ma là quy tắc thiên địa biến thành, cái này ý nghĩa bọn họ có thể thông qua cánh cửa này, chỉ cần thuận lợi mở cửa ra, thần ma liền có thể tấn thăng thiên đạo." Lạc Ngọc hành giật mình nói, "Đây là nguyên nhân thần ma tự giết lẫn nhau. Nhưng thần ma cuối cùng toàn bộ ngã xuống, hoặc là thiên đạo hôm nay là vị thần ma nào đó lúc trước." Nàng hỏi ra nghi hoặc của mọi người ở trong ánh mắt của mọi người, hứa thất an lắc đầu, thần ma tự giết lẫn nhau, linh uẩn trở về thiên địa, kết cục cuối cùng là cửu châu cướp lấy đủ linh uẩn, đóng lại cánh cửa thông thiên. Thì ra là như thế, khó trách Phật Đà sẽ xuất hiện dị biến như vậy. Siêu phàm ở đây đều là người thông minh, liên tưởng đến tình huống Phật Đà hóa thân Tây Vực, tận mắt nhìn thấy, đối với lời hứa thất an nói không có hoài nghi nữa. Sinh linh có thể hóa thân thiên địa, thay thế thiên đạo, thật sự là làm người. Ta khó có thể tin. Dương Cung lẩm bẩm, nếu không phải ninh yến nói ta thật sự khó có thể tưởng tượng đây là chân tướng vừa dứt lời trong tay áo hắn lao ra một đạo hào quang hung hăng gõ về phía đầu hắn ta mới là lão sư của hắn dương cung thấp giọng quát cái thước một câu vội vàng thu hồi vẻ mặt có chút xấu hổ tựa như ở trong trường hợp công khai đứa nhỏ nhà mình không hiểu chuyện quậy phá khiến người lớn rất mất mặt cũng may mọi người giờ phút này đắm chìm ở trong rung động thật lớn cũng chưa chú ý hắn ngụy uyên trầm giọng nói Vậy đại kiếp lần thứ hai đến, là vì cánh cửa thông thiên mở ra lần nữa. Hứa thất an lắc đầu, một lần này đại kiếp khác với thời đại viễn cổ, lần này không có cánh cửa ánh sáng, siêu phẩm đi ra một con đường khác, đó là tranh đoạt khí vận. Tiếp theo, hắn mang tình hình cụ thể cắn nuốt khí vận có thể được tán thành, tự nhiên mà vậy thay thế thiên đạo báo cho mọi người, trong đó bao gồm bí ẩn thủ môn nhân chỉ có thể xuất phát từ hệ thống võ phu. Thì ra nguyên do siêu phẩm tranh đoạt khí vận ở đây. Ngụy Uyên dây dây mi tâm, thở dài nói, đám người kim liên đạo trưởng im lặng đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình tiêu hóa tin tức kinh thiên lúc này hoài khánh nhíu mày nói đây là kết quả giai đoạn này diễn biến hay là nói thiên đạo cửu châu vẫn luôn là có thể thay thế một điểm này phi thường quan trọng bởi vậy mọi người đều bừng tỉnh lại nhìn về phía hứa thất an ta không thể đưa ra đáp án có lẽ mảnh thiên địa này chính là như thế có lẽ như bệ hạ nói chỉ là tình huống giai đoạn này hứa thất an trầm ngâm nói hoài khánh vừa gật đầu vừa tự hỏi nói cho nên giai đoạn này cần một vị thủ môn nhân mà ngươi chính là thủ môn nhân dám chính chọn đạo tôn đạo trưởng méo mướp đột nhiên nói ta rốt cuộc biết đạo tôn vì sao phải sáng lập thiên địa nhân tam tông tất cả cái này đều là vì thay thế thiên đạo trở thành ý chí cửu châu nói xong lão nhìn về phía hứa thất an tựa như muốn từ chỗ hắn chứng thực được đáp án chính xác hứa thất an gật đầu cắn nuốt khí vận thay thế thiên đạo chính là biện pháp đạo tôn nghiên cứu ra là hắn khai sáng Đạo tôn khai sáng, hắn thật đúng là nhân vật vô song từ xưa tới nay mà. Mọi người vừa thổn thức vừa chấn động. Ngụy Uyên hỏi, những bí ẩn này, ngươi là từ chỗ giám chính biết được? Hứa Thất An thản nhiên nói, ta ở hải ngoại gặp giám chính một lần, lão vẫn như cũ bị hoang phong ấn, thuận tiện lại nói cho các vị một tin tức xấu, hoang hôm nay lâm vào ngủ say, khi tỉnh lại lần nữa, quá nửa là trở về đỉnh phong. Lại, lại một siêu phẩm. Đám người Hoài Khánh chỉ cảm thấy đầu lưỡi phát đắng vui sướng đánh đuổi phật đà lấy về lôi châu không còn sót lại chút gì phật đà vu thần cổ thần hoang bốn đại siêu phẩm nếu liên thủ đại phụng căn bản không có cơ hội xoay người một chút hy vọng xa vời cũng không có hằng viễn đại sư luôn giữ im lặng vẻ mặt cay đắng nhịn không được mở miệng nói có lẽ chúng ta có thể thử phân hóa kẻ địch lôi kéo một vị hoặc hai vị siêu phẩm trong đó chưa có ai nói chuyện hằng viễn đại sư nhìn chung quanh cuối cùng nhìn về phía hứa ngân la quan hệ tốt nhất hứa đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa thất an lắc đầu, hoang và cổ thần là thần ma, một kẻ ngủ say ở Nam Cương vô tận năm tháng, một kẻ trôi giặt ở hải ngoại, bọn nó không giống Phật đà với vu thần, lập giáo ngưng tụ khí vận. Một khi xuất thế, điều đầu tiên phải làm, khẳng định là ngưng tụ khí vận. Mà Nam Cương dân cư thừa thớt, khí vận mỏng yếu, nếu ngươi là cổ thần, ngươi làm như thế nào? Hàng viễn đại sư đã hiểu, tiến công trung nguyên, thâu tóm danh giới đại phụng. Tây vực đã bị Phật đà thay thế, đông bắc khẳng định cũng khó trốn độc thủ của vu thần cho nên bắc thượng thâu tóm trung nguyên là lựa chọn tốt nhất hoàng cũng tương tự vậy vu thần cùng phật đà thì sao hằng viễn không cam lòng hỏi atola bật cười một tiếng đương nhiên là nhân cơ hội chia cắt trung nguyên chẳng lẽ còn giúp đại phụng bảo vệ trung nguyên chẳng lẽ đại phụng sẽ mang danh giới chắp tay nhường cho bày tỏ cảm tạ ngươi hòa thượng này thật sự ngu xuẩn độ ách la hán sắc mặt ngưng trọng ở trước mặt siêu phẩm bất cứ mưu kế nào cũng là đáng cười đáng buồn hứa thất an thở ra một hơi bất đắc dĩ nói cho nên ta vừa rồi sẽ nói rất đáng tiếc chưa tìm được biện pháp tấn thăng võ thần lúc này ngụy uyên mở miệng trái lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào người đã tấn thăng nửa bước võ thần vậy đi tĩnh sơn thành một chuyến xem có thể diệt vu thần giáo hay không về phần nam cương bên kia mang người cổ tộc rời hết đến trung nguyên cái này đã có thể ngưng tụ lực lượng cũng có thể biến tướng suy yếu cổ thần giải quyết hai việc trên đây Hứa Ninh Yến ngươi lại ra biển một chuyến, có lẽ dám chính ở nơi đó chờ ngươi. Bệ hạ, an bài đại thừa Phật tử phải chứng thực nhanh một chút, cái này có thể ngưng tụ khí vận tốt hơn. Nói hai ba câu liền mang chuyện kế tiếp làm an bài xong, rồi, đột nhiên, Sở Nguyên Trần hỏi, Diệu Chân đâu, Diệu Chân vì sao không theo ngươi cùng nhau trở về? Ồ đúng, còn có Diệu Chân. Mọi người lập tức nhớ tới Phi Yến nữ hiệp. Hứa Thất An ngẩn ra một phen, trong lòng trầm xuống, lúc ấy tình huống khẩn cấp ta trực tiếp truyền tống trở lại bởi vậy vẫn chưa ở trên đường gặp nàng nàng hẳn là không đến mức còn ở hải ngoại tìm ta chứ thành viên thiên địa hội đều hướng hắn chắp tay tỏ vẻ tội này ngươi tới gánh kim liên đạo trưởng biết nghĩ cho người ta nói bần đạo giúp ngươi thông báo nàng một tiếng cúi đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư tán gỗ riêng lý diệu chân chín diệu chân à trở về đi phật đà đã lui hai gì chín hứa ninh yến đã sớm về rồi liên thủ với thần thủ đánh đuổi Phật Đà, tạm thời thái bình rồi. Bên kia im lặng hồi lâu, hai, vì sao không cho ta biết. Kim liên đạo trưởng giống như có thể thấy bộ dáng lý diệu chân mày liễu dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi. Chín, hứa ninh yến nói quên mất ngươi. Hai, ồ, oh, không tiếng động nữa. Kim liên đạo trưởng buông địa thư, cười tủm tỉm nói, diệu chân quả thật còn ở hải ngoại. Hứa thất an ho khan một tiếng, không tức giận chứ. Kim liên đạo trưởng lắc đầu, rất bình tĩnh, không có tức giận thành viên thiên địa hội lại hướng hứa thất an chắp tay đừng tin lão tiền bạc hứa thất an sắc mặt ngưng trọng chắp tay hoàn lễ mọi người nói chuyện bí mật một lát đều tự giải tán hứa ngân la chờ chút chẫm có việc muốn hỏi ngươi hoài khánh cố ý giữ hứa thất an ta cũng ở lại nghe một chút vạn yêu quốc chủ cười tủm tỉm nói hoài khánh không quá vui vẻ liếc nàng một cái ngại là hồ ly tinh là kẻ không biết điều ra mặt dày việc không đáng lo hoài khánh giữ hắn lại thật ra không có việc gì lớn chỉ là hỏi kỹ chi tiết trên đường ra biển tìm hiểu thế giới hải ngoại hải ngoại tài nguyên phong phú lấy không hết dùng không cạn đáng tiếc thủy quân đại phụng năng lực có hạn không thể đi xa hơn nữa hậu duệ thần ma đông đúc quá mức nguy hiểm hoài khánh tiếc hận nói hứa thất an thuận miệng phụ họa vài câu hắn chỉ muốn về nhà cắm hoa đùa ngọc đoàn tụ với vợ đẹp xa cách đã lâu cử vĩ hồ đảo mắt như giang lạc cười nói nói đến bảo bối hứa ngân la thật ra ở giao nhân đảo cầu một món bảo vật cho bệ hạ Hoài Khánh nhất thời có hứng thú, bao hàm chờ mong nhìn Hứa Thất An. Giao Nhân Châu. Hứa Thất An chừng mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ một cái, lại muốn chết. Cửu Vĩ Hồ lấy chân đá hắn, thúc giục nói, Giao Châu đâu, mau lấy ra, đó là Minh Châu có một không hai trên đời, giá trị liên thành. Hứa Thất An nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, tính thuận nước đẩy thuyền, phối hợp hồ ly tinh quậy phá. Bởi vì hắn cũng muốn biết Hoài Khánh đối với hắn rốt cuộc là tâm ý gì vị nữ đế này là tâm tư thâm trầm nhất trong nữ tử hắn quen biết hơn nữa có ham muốn quyền lực mãnh liệt cùng hùng tâm tráng trí không thua nam tử thuộc loại nữ cường nhân loại hình lý trí loại hình sự nghiệp hoàn toàn khác với lâm an công chúa ngu ngốc trong tình yêu kia hoài khánh thân cận đối với hắn là xuất phát từ dựa vào cường giả giá trị lợi dụng hay là phát ra từ trong lòng thích hắn ái mộ hắn nếu thích như vậy là sâu là cạn là có chút hảo cảm hay là yêu tận xương để giao châu đến nghiệm chứng một phen hứa thất an lập tức lấy ra dao châu nâng ở lòng bàn tay cười nói chính là nó dao nhân châu có màu trắng ngà mượt mà trong suốt phát ra ánh sáng nhạt nhìn qua là biết giá trị liên thành bất cứ nữ tử nào yêu thích châu báu trang sức thấy nó đều sẽ vui thích hoài khánh cũng là nữ tử liếc một cái liền nhìn chúng cho chẫm nhìn xem khẽ nâng bàn tay dao nhân châu ở lòng bàn tay hứa thất an liền bay về phía hoài khánh trên đường hoài khánh vẫy tay hút đến hạt châu nhìn lướt qua tuyệt sắc yêu cơ đôi cáo, mặt mang mỉm cười, lại nhìn nhìn hứa thất an vẻ mặt thành khẩn. Tiếp theo, nàng đưa tay tiếp nhận giao châu. Khoảnh khắc hạt châu vào tay, nở rộ ra hào quang trong vắt sáng ngời, tựa như bóng đèn hứa thất an đời trước, cho dù ở trong sắc trời gần buổi trưa, cũng đủ trói mắt, đủ sáng ngời. Vậy mà vẫn có thể phát sáng. Hoài Khánh khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt và giọng điệu có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Có hạt châu này, trong tẩm cung của nàng liền không cần đốt nến, hơn nữa ánh sáng của hạt châu trong vắt sáng ngời, so với nến lấp lánh hơn rất nhiều. Bảo bối tốt hiếm có đây. Nói xong, nàng phát hiện hứa thất an và cửu vĩ hồ vẻ mặt cổ quái nhìn mình. Nhưng vẻ mặt hai người không giống nhau. Ánh mắt cùng vẻ mặt hứa thất an có chút phức tạp, vui sướng, trêu tức, an tâm, dịu dàng, đắc ý, bất đắc dĩ vân vân. Hoài Khánh đã rất lâu chưa từ trên mặt hắn nhìn thấy tình cảm phức tạp như vậy. Cửu vĩ hồ là trêu tức, nhịn cười, cùng với một tia địch ý, Hoài Khánh băng tuyết thông minh, lập tức phát giác manh mối. Lúc này, nàng thấy cửu vĩ hồ ôm bụng cười to, vẻ mặt trêu đùa, cười tủm tỉm nói, truyền thuyết chỉ cần tay cầm dao trâu, nhìn thấy người Âu yếm, nó sẽ phát sáng. Còn tưởng vua của một nước, đường đường nữ đế khác với số đông bao nhiêu, thì ra cũng giống với nữ tử tầm thường, dễ tình đâm sâu đối với một nam nhân phong lưu háo sắc. Chật chật, giấu thật sâu nha, bổn quốc chủ duyệt nữ vô số, thật sự không nhìn ra người thích hướng ngân la như vậy. Hoài Khánh nhìn giao châu trong tay, sắc mặt tái nhợt, tiếp đó dâng lên đỏ ửng say lòng người. Nàng chợt nhìn về phía Hứa Thất An, trong đôi mắt đẹp lóe ra xấu hổ giận dữ, tựa như lúc trước Hứa Ninh Yến cùng Lâm An kết hôn, bị Viên Hộ Pháp Trần trụi vạch trần tiếng lòng. Nàng không ngờ Hứa Thất An lại dùng phương thức này ám toán mình. Cái này, bệ hạ. Hứa Thất An ho khan một tiếng, vừa muốn làm nóng bầu không khí, giảm bớt sự xấu hổ của nữ đế, liền thấy gò má ửng đỏ của nàng lập tức biến thành tái nhợt tiếp theo dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng giấu diếm bi thương nhìn hắn hoài khánh lạnh như băng nói ngươi có phải rất đắc ý hay không ừm um. đây là thái độ gì hẹn quá hóa giận sao hứa thất an ngẩn ra một phen hoài khánh lạnh như băng vung tay áo mang dao trâu ném trở về hứa thất an đưa tay tiếp nhận nâng ở lòng bàn tay theo thói quen khởi động khí cơ không cho nó chân thật tiếp xúc với bàn tay mình hắn bỗng nhiên hiểu nguyên nhân hoài khánh tức giận nếu lúc để người nắm giữ đối mặt người yêu thương, giao châu sẽ phát sáng, vậy lúc hắn cầm giao châu, nó lại không có bất cứ gì khác thường. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu hứa thất an ai cũng không yêu. Khó trách Hoài Khánh sẽ thất vọng, sẽ phẫn nộ. Nữ nhân này đầu óc xoay chuyển cũng quá nhanh rồi nhỉ. Hứa thất an vừa rồi cầm giao châu, thật ra giữa bàn tay và giao châu cách một tầng khí cơ. Như vậy sẽ không xuất hiện khác thường, khiến Hoài Khánh phát giác không thích hợp. Hơn nữa, càng một tầng băn khoăn là, Chờ Hoài Khánh biết đặc tính của Giao Châu, quay đầu hỏi hắn, hạt châu sáng lên là vì ai? Cử vĩ hồ gây sóng gió phụ họa, đúng, vì ai? Giờ thì quá xấu hổ rồi. Thở dài, hắn thu hồi khí cơ, cầm Giao Châu. Vì thế ở trong mắt cử vĩ hồ cùng Hoài Khánh, Giao Châu nở rộ ra hào quang trong suốt sáng ngời. Sắc mặt lạnh như băng của Hoài Khánh nhanh chóng hòa tan, thất vọng cùng đau lòng trên mặt mày thu liễm, si ngốc nhìn Giao Châu. Ai ra, hứa ngân la thì ra luôn thầm mến người ta, cử Vĩ Hồ kinh hô một tiếng, chớp mắt, chớp lông mi, ngượng ngập nói, cái này, cái này, chúng ta chủng tộc khác nhau, không thể yêu nhau. Người cút người cút. Hứa Thất An hận không thể phun nước miếng đầy mặt nàng. Vì tránh cho xuất hiện một màn vừa rồi, hắn thu hồi giao châu, chắp tay nói, thần ra biển mấy tháng, về phủ trước một chuyến. Hoài Khánh chưa ngăn trở, khẽ gật đầu. Ta cũng muốn đi hứa phủ làm khách. cử vĩ hồ nũng nịu nói. Hứa thất an không để ý tới nàng, trong mắt trên cổ tay sáng lên, truyền tống rời đi. Cửu vĩ hồ lắc vòng eo nhỏ, uốn éo mông, chạy ra khỏi ngự thư phòng, hóa thành dài cầu vòng chạy đi. Người đi nhà trống, ngự thư phòng to lớn im ắng, hoạn quan và cung nữ sớm đã đuổi lui xuống. Hoài Khánh ngồi ở trong ngự thư phòng trống rỗng, nghe thấy trái tim mình ở trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Nàng ôm mặt mình, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cũng tốt, biến tướng truyền đạt tâm ý, củ khoai lang phỏng tay ở trong tay hứa ninh yến, nàng mặc kệ. Bắc cảnh cửu châu địa lý trí ghi chú xà sơn không có cỏ cây nhiều kim loại và đá trong núi có rắn lớn tên viết trúc cửu thiết kỵ tĩnh quốc ở trên đỉnh xà sơn đúc tế đàn cao mười mấy mét tế đàn đông tây nam bắc bốn phương hướng là tháp thi thể hai tộc yêu man trồng chất nạp lan vũ sư tất cả chuẩn bị đâu vào đấy tĩnh quốc quốc quân hạ hầu ngọc thư đi lên tế đàn cung kính hành lễ trên tế đàn nạp lan thiên lộc đứng khoanh tay khẽ gật đầu bắt đầu Hạ hầu Ngọc Thư cầm lên cây đuốc, ném vào trong chậu than, dầu hỏa nháy mắt bốc cháy, chậu than dâng lên ngọn lửa, bốc ra khói đen. Khói đen cuồn cuộn ở xanh thẳm bầu trời tràn ngập, rõ ràng có thể thấy được. Tĩnh quốc thiết kỵ trên núi, chân núi đều buông binh khí, quỳ dạp xuống đất, ngón cái đè vào nhau, bàn tay trái bao bàn tay phải, nhắm mắt, hướng vu thần cầu nguyện. Tín ngưỡng mấy vạn người giao hội cùng một chỗ, rõ ràng không tiếng động, nhưng rơi vào trong tay nạp Lan Thiên Lộc lại là những tiếng triệu hồi to rõ tĩnh sơn thành nơi xa bức tượng vu thần ầm ầm chấn động khí đen tràn ngập ra lượn lờ hướng bên cạnh phía bắc bay đi khí đen xuyên qua thiên sơn vạn thủy chỉ dùng thời gian mười mấy hơi thở đã đến xà sơn cách mấy vạn dặm ở trên đỉnh xà sơn tản ra hóa thành một gương mặt mơ hồ mọi người trên xà sơn đều cảm giác được thiên địa ảm đạm giống như tiến vào đêm tối hạ hầu ngọc thư không dám mở mắt nhưng đã phát hiện một lực lượng to lớn khó có thể khống chế bao phủ cả xà sơn vu thần đến rồi, tế đàn triệu đến vu thần. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng bài trừ tạp niệm, càng thêm thành kính cung kính. Nạp lan thiên lộc hướng tới mặt người khổng lồ trên bầu trời hành. Một lễ, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một cái bát sứ men xanh, trong bát đựng nước trong, trong nước bơi một con rắn đỏ to bằng chiếc đũa. Trúc cửu, nó bị nạp lan thiên lộc phong ấn ở trong bát. Nạp lan thiên lộc cầm bát đặt ở trên bàn trải lụa vàng, lui lại mấy bước, khuôn mặt người mơ hồ trên bầu trời mở ra cái mùng có thể nuốt sông núi nhật nguyện, dùng sức hút một cái. Giao long trong bát không thể tránh khỏi bay lên, thoát ly bát sứ men xanh, bị vu thần hút vào trong miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà các thi thể phân tán ở đông tây nam bắc bốn phương hướng của tế đàn, tràn ra từng tia từng luồng huyết khí, cũng bị vu thần hút vào trong miệng. Tuy quốc vận viêm quốc chắp tay tặng cho Phật đà, nhưng khí vận bên cảnh phía Bắc coi như bù lại vu thần tổn thất. Nạp Lan Thiên Lộc nghĩ, tuy thử ra con bài chưa lật của giám chính, rõ ràng lão trừ nâng đỡ hứa thất an tấn thăng võ thần, không có thủ đoạn khác. Nhưng Phật Đà cũng chưa khiến cao thủ siêu phàm đại phụng thương vong, hành động cắn nuốt lôi châu tiếng sấm to mưa lại nhỏ, bởi vậy nước cờ này của vu thần giáo, tổng thể mà nói là tổn thất cực lớn. Nạp Lan Thiên Lộc thậm chí cảm thấy, Phật Đà lui dứt khoát như vậy, quá nửa cũng là ôm tâm lý dù sao tiện nghi chiếm hết không cho vu thần giáo cơ hội ngư ông đắc lợi. Không bao lâu, cái miệng rộng vu thần mở ra chậm rãi khép lại, một thanh âm truyền vào trong tay nạp lan thiên lộc, làm không tệ. Thanh âm này không thể phân biệt nam nữ, to lớn mà uy nghiêm. Nạp lan thiên lộc vẫn duy trì tư thế hành lễ, không hề động đậy. Mau về tĩnh Sơn Thành. Thanh âm uy nghiêm chuyển đến lần nữa, tiếp đó theo mây đen cùng nhau tiêu tán. Hứa phủ. Trong thư phòng, hứa thất an nhìn hứa tân niên đối diện bàn, nói, tình huống chính là như thế, Hứa nhị lang tuấn tú vô cùng dây dây mi tâm, cảm khái nói, áp lực này hoàn toàn vượt qua phẩm cấp của đệ nên thừa nhận, trừ tuyệt vọng, phàm phu tục tử như đệ, còn có thể làm sao bây giờ? Hứa thất an vỗ vỗ và vai tiểu lão đệ, đệ có thể phụ trách bày mưu tính kế ma, quân sư quạt mò không cần ra trận đánh trận. Nói xong, xoa cái đầu quả dưa của tiểu đậu đinh, nói, gần đây còn mơ thấy con sâu bự không? Trong lòng hứa linh âm bưng một đĩa bánh hoa quế, mùa thu hoa quế thơm, trong phủ hàng ngày đều làm bánh hoa quế, có. Tiểu Đậu đinh đáp mơ hồ không rõ, ngày nào cũng nói muội sắp biến thành xương, nhưng muội biến thành xương để sư phụ cùng Bạch Cơ gặm thì làm sao bây giờ? Nó cho rằng cổ là cốt của xương cốt, dù sao ở trong cuộc sống, mẹ cả ngày dăn dạy nó, xương cốt, hai từ đồng âm nên linh âm bị nhầm có phải xương cứng rồi hay không? Hoặc là nói, linh âm à, hôm nay nấu canh sườn cho con. Hứa Tân Nhiên thở dài, thì ra không hóa cổ, khó thoát khỏi đại kiếp là ý tứ này siêu phẩm các hệ thống lớn nếu thay thế thiên đạo, tu sĩ hệ thống này đều sẽ một người đắc đạo gà chó lên trời. Cổ thần bảo hứa linh âm mau chóng tu hành hóa cổ, là mang nó coi là thân tín để bồi dưỡng. Hứa thất an trầm giọng nói, nếu hóa cổ, linh âm sẽ biến thành cổ thú trí lực rất thấp, chỉ tuần hoàn bản năng làm việc, không thể giữ lại nhân tính. Đương nhiên, ở trong mắt cổ thần, nhân tính thứ này hoàn không có ý nghĩa. Nếu hóa cổ không có gì chứng lớn như vậy, cổ tộc đã sớm phản chiến cổ thần, cũng sẽ không một thế hệ truyền thừa lý niệm phong ấn cổ thần. Hứa Linh âm nghe xong, hàng lông mày nhạt dựng thẳng, ngốc như bạch cơ sao. Vẻ mặt nó sợ hãi. muội vào bạch cơ tám lạng nửa cân, lấy đâu ra tự tin khinh bỉ người ta. Hai huynh đệ đồng thời nghĩ. Chẳng qua, tuy chỉ số thông minh không đáng bàn tới, nhưng tình cảm là không thể thiếu. Hứa Linh âm nếu không có tình cảm, sẽ biến thành cổ thú chỉ biết ăn. Đến lúc đó, chính là cổ thú Linh âm lui tới, vạn dặm sinh linh tuyệt tích không có một ngọn cỏ bốn đại siêu phẩm đấy nghĩ thôi cũng tuyệt vọng hứa tân nhiên ửng một tiếng tức giận nói quân sư đúng là quân sư lấy đâu ra đầu chó đại kiếp là chuyện sau này tuyệt vọng cũng là chuyện về sau nhưng trước khi đại kiếp đến thứ đại ca có thể làm còn có rất nhiều trong bốn đại siêu phẩm phật đà đã thành thế cho dù đại ca thành nửa bước võ thần cũng không thể tùy tiện tiến vào tây vực phật môn không cần đi quản cổ thần không có thế lực phụ thuộc đại ca trước tiên mang cổ tộc rời đến trung nguyên là được sau đó chờ nó dãy thoát phong ấn đi không có biện pháp tốt hơn trái lại hoang cùng vu thần giáo cần đặc biệt chú ý kẻ trước sau khi trở về đỉnh phong nói không chừng sẽ mang hậu duệ thần ma hải ngoại ngưng tụ lại thu vào dưới trướng đây là một thế lực cực kỳ khổng lồ đại ca cần sớm cho kịp phái người đi thu nạp hậu duệ thần ma mang bọn họ biến thành người mình kẻ sau vu thần còn chưa dãy thoát phong ấn mà đại ca bây giờ là nửa bước võ thần có thể diệt vu thần giáo nhưng đệ cảm thấy hệ thống vu sư am hiểu bói toán sẽ không lưu lại lỗ hổng lớn như vậy nhưng em trai ta từ nhỏ đã có tư thái thủ phụ hứa thất an hài lòng gật đầu mặc kệ vu thần giáo để lại thủ đoạn gì bọn họ chạy được hòa thượng không chạy được miếu ta sẽ khiến bọn họ trả giá đắt về phần thu nạp hậu duệ thần ma phái ai đi hứa tân niên nhìn phía ngoài cửa lộ ra nụ cười cổ quái để chị dâu mới kia của đệ cửu vĩ thiên hồ đúng không hứa thất an nghe vậy cũng học hứa tân niên dây dây mi tâm nếu không phải xem ở trên phần cô ta theo giúp ta ra biển ta bây giờ nhất định mang cô ta treo lên đánh đại lang xa cách mấy tháng đã trở lại vốn mọi người đều rất vui vẻ kết quả phía sau đại lang thình lình toát ra một hồ ly tinh phong tình vạn chủng cười tủm tỉm nói chào các vị muội muội ta là yêu lữ của hứa ninh yến về sau chính là tỷ tỷ của các ngươi rồi hứa thất an nói không đúng không đúng nàng nói dỡn hai chúng ta trong sạch nhật nguyệt chứng giám nhưng không có ai tin tưởng hắn ai sẽ tin tưởng một người hàng ngày câu lan nghe khúc chứ? Tính cách hồ ly tinh chính là như thế, sợ thiên hạ không loạn, tìm chết khắp nơi. Hứa thất an đoạt lấy bánh ngọt của hứa linh âm, sau đó ấn đầu của nó, ép nó xuống. Nhìn muội muội cuống lên kêu oai oái, trong lòng hắn liền cân bằng hơn nhiều. Hứa tân niên không có một chút ý tứ giúp em gái út chủ trì công đạo, ngược lại cầm hai miếng bánh ngọt nhét vào miệng, không có việc gì để đi ra ngoài trước. Đi đâu? Đi xem kịch. Nội sảnh cửu vĩ hồ thưởng thức trà, tay nhón miếng bánh ngọt, đảo qua lâm an cao mày. Mộ nam chi cười lạnh, hứa linh nguyệt mặt không biểu cảm, dạ cơ vẻ mặt u oán, cùng với thầm thầm sợ yêu quái, bàn tay nhỏ không biết đặt đâu. Mấy vị muội muội thật sự là không biết đùa. Cửu vĩ hồ cười nói, ta cùng hứa ngân la trong sạch. Ngoài miệng nói trong sạch, một câu một cái các muội muội. Mộ nam chi ồ một tiếng, ngươi trong sạch, theo hắn ra biển trải qua sinh tử. Trải qua sinh tử là cửu vĩ hồ vừa rồi tự mình nói theo như nhu cầu mà thôi cửu vĩ hồ tủi thân và uất ức nói ta nếu thực có gì với hắn làm sao cho mắt nhìn hắn câu dẫn giao nhân nữ vương còn thu tín vật đính ước mùi thuốc súng nội sảnh bỗng nhiên tăng vọt lần này ngay cả thẩm thẩm cũng cảm thấy đại lang quá đáng hứa tân nhiên đi tới cửa kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đại ca hải ngoại còn có nhân tình sao chỉ một cái quay đầu này hứa tân nhiên ngây người đại ca trước mắt đầu bạc như xương khuôn mặt mỏi mệt, trong mắt ẩn chứa tăng thương năm tháng tẩy rửa ra. Trong nháy mắt như là già đi mấy chục tuổi. Khổ nhục kế. Hứa tân niên nháy mắt đã hiểu. Khụ khụ. Hứa thất an che miệng, dùng sức ho khan hai tiếng, chờ các nữ quyến ở đại sảnh nhìn qua, hắn mới chậm rãi bước qua bậc cửa. Cực kỳ giống ông già một đống tuổi. Chàng làm sao vậy? Lâm An Thân là vợ cả kinh ngạc một phen, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, chạy bước nhỏ đi lên đón nữ quyến khác cũng ném đến ánh mắt khẩn trương cùng quan tâm ngoại trừ cửu vĩ hồ hứa thất an khoát tay giọng khàn khàn nói chiến một trận với phật đà bị thương thân thể khí huyết khô kiệt tuổi thọ tổn hao nhiều cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu ai cũng không biết có thể hạ xuống mầm móng bệnh hay không cửu vĩ hồ thình lình chen vào một câu khí huyết suy kiệt nói không chừng về sau không làm đàn ông được nữa lâm an mộ nam chi biến sắc dạ cơ nửa tin nửa ngờ thẩm thẩm vừa nghe cũng cuống lên nghiêm trọng như vậy. Có tìm ti thiên dám xin thuốc hay chưa? Đại lang là người đàn ông duy nhất của chi trưởng, hắn còn chưa có con nối dõi đâu, không thể làm đàn ông nữa, chi trưởng chẳng phải là chặt đứt hương khói. Hứa thất an nhìn cửu vĩ hồ một cái, không quan tâm, ta sẽ ở phủ tu dưỡng một đoạn thời gian, lâu rồi chưa ăn đồ ăn thẩm thẩm làm. Thẩm thẩm lập tức đứng dậy, thẩm đi nhà bếp nhìn xem, làm mấy món cháu thích ăn. Hứa phủ năm đó cũng không giàu có, Mặc dù có đầu bếp nữ, nhưng Thẩm Thẩm cũng là thường xuyên xuống bếp, không phải phu nhân hào môn từ nhỏ đã được chiều chuộng. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía Mộ Nam Chi, nói: "Dì Mộ, ta nhớ ngươi ở vườn sau có trồng thảo dược, thay ta đun một bát canh thuốc bổ khí lưu thông máu." Mộ Nam Chi biết mình là bất tử thụ chuyển thế ư một tiếng, một bộ dáng tính sổ sau, mặt không biểu cảm đứng dậy rời đi. Hứa Thất An nói tiếp: "Muội tử, áo bào muội làm cho đại ca đều thủng rách rồi." Hứa Linh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói, muội đi làm cho đại ca vài cái áo bảo nữa. Trong quá trình nói chuyện, hứa thất an vẫn không ngừng ho khan, để các nữ quyến biết thân thể ta rất không thoải mái, các ngươi đừng gây sự. Sau một phen thao tác, đại sảnh chỉ còn lại Lâm An dạ cơ cùng cửu vĩ hồ, hứa thất an thậm chí không tiện lấy cớ, nói, Lâm An, nàng về phòng trước, ta cùng nhị lang quốc chủ cần bàn bạc chút việc. Lâm An phồng má, có chuyện gì là ta không thể biết. Nàng cũng không phải là dâu thảo vợ hiền thuận theo, nàng sức chiến đấu rất mạnh hứa thất an liền không bắt buộc nàng rời khỏi nữa, nhìn cửu vĩ hồ, sắc, mặt nghiêm túc, quốc chủ, ngươi còn cần ra biển một chuyến, mang hậu duệ thần ma cấp bậc siêu phàm thu phục, càng nhiều càng ít. Cửu vĩ hồ trầm ngâm một lát, nói, đỡ cho sau khi hoang tỉnh dậy, thu phục hậu duệ thần ma hải ngoại, phản công cửu châu đại lục, nói chuyện với người thông minh đúng là tiện. Hứa thất an nói, nếu chúng nó không muốn thần phục, thì giết sạch, không giữ lại một ai. Cửu vĩ hồ nghĩ nghĩ, nói cho dù mặt ngoài thần phục đến lúc đó cũng sẽ phản bội không có ích lợi chung hoặc tình cảm đủ thâm hậu thêm vào hậu duệ thần ma căn bản sẽ không chung với ta chung với đại phụng đến lúc đó không chừng hoang vừa tới chúng nó liền chủ động đầu thành phản bội hứa tân nhiên lắc đầu không cần phiền toái như vậy thu phục chúng nó sau đó di chuyển quy mô lớn là đủ rồi hải ngoại rộng lớn vô biên hoang không có khả năng bỏ lượng lớn thời gian đi tìm kiếm thu phục chúng nó bởi vì vậy cũng không có lời hậu duệ thần ma nếu tham chiến, đối với chúng ta mà nói là uy hiếp chí mạng. Nhưng đối với hoang mà nói, đối thủ của nó là siêu phẩm khác, hậu duệ thần ma có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hứa thất an bổ sung nói, có thể dùng sau khi hoang tỉnh dậy, sẽ cắn nuốt toàn bộ hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm làm lý do, cái này đủ chân thật, hơn nữa sẽ làm hậu duệ thần ma hải ngoại nhớ lại sợ hãi, cùng xỉ nhục bị hoang chi phối. Kế tiếp là thương thảo về chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn trong mang theo tôn huyền cơ, ven đường dựng truyền tống trận, như vậy có thể để cửu vĩ hồ nhanh chóng quay về cửu châu, không đến mức bị lạc ở biển lớn mênh mông. So với không phối hợp lập tức chém giết hậu duệ thần ma, tuyệt đối không thể mềm lòng. Hứa hẹn về sau hậu duệ thần ma có thể trở về cửu châu sinh sống. Thành lập một quốc gia hậu duệ thần ma, nâng đỡ một vị hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm cường đại đảm, nhiệm lãnh tụ vân vân. Lâm An duỗi cái lưng nhỏ, cao mày, hết sức chuyên chú nghe. Nhưng thật ra cái gì cũng chưa nghe hiểu, thẳng đến lúc Cửu Vĩ Hồ rời khỏi, nàng mới xác nhận phu quân nhà mình là thật sự nói chuyện chính. "Nương nương." Dạ Cơ đuổi theo Cửu Vĩ Hồ, không người hành một lễ, thấp giọng nói, "Nguyệt Cơ đã ngã xuống ở lúc ngài ra biển." Cửu Vĩ Hồ ừ một tiếng, "Ta ở Hải Ngoại Tấn thăng nhất phẩm, thức tỉnh linh uẩn, ở lúc gặp được Hoang, không thể không đứt đuôi cầu sinh." Nàng ở trước mặt Dạ Cơ uy nghiêm mà cường thế, hoàn toàn không có xinh đẹp phong tình khi đối mặt hứa thất an. Thản nhiên nói, không chỉ nàng ấy, trong 8 tỷ muội các ngươi, ai cũng sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Lúc đại kiếp đến, ta sẽ không thương hại bất luận kẻ nào trong các ngươi, hiểu chưa? Cửu Vĩ Thiên Hồ cảnh giới nhất phẩm có 9 mạng, chờ 9 mạng chết sạch, nàng cũng liền ngã xuống. Trước đó, nàng là sẽ không ngã xuống, mà cái này sẽ không lấy ý chí cá nhân của Cửu Vĩ Hồ thay đổi. Nói cách khác, đứt đuôi cầu sinh là năng lực loại bị động, chỉ cần nàng chết một lần, đuôi liền đứt một cái dạ cơ biết, chịu chết vì nương nương, là vận mệnh của chúng ta. Dạ cơ lích nàng một cái, thật cẩn thận thử, nương nương đối với hứa lang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu cơ tóc bạc nhíu nhíu mày, hừ nói, bổn quốc chủ đương nhiên sẽ không thích một tên háo sắc, cáo giận là, hắn mọi cách dây dưa ta, ý vào mình là nửa bước võ thần động tay động chân đối với ta. Ừm, bổn quốc chủ lần này đến hứa phủ châm ngòi thổi gió, chính là cho hắn sự nhắc nhở, miễn cho hắn luôn có ý đồ với ta. Dạ Cơ mím môi, nếu hắn nhất định muốn có ý với nương nương ngài thì sao? Cửu Vĩ Hồ bất đắc dĩ nói, vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước, ai bảo hắn là nửa bước võ thần chứ? Rõ ràng là ngươi đang có ý đồ với hắn, ngươi cái này không phải bắt nạt người thành thật sao? Dạ Cơ nói thầm, quay đầu phải ở trước mặt Hứa Lang nói xấu nương nương một ít, miễn cho nàng mang theo 7 tỷ muội, không, 6 tỷ muội đến tranh nam nhân với mình. Nội sảnh, Hứa Thất An hướng Tiểu Lão đệ nhướng mày, truyền âm nói, khi khí thế kẻ địch hùng hồ đoàn kết nhất trí, đệ phải học được phân hóa kẻ địch, tiêu diệt từng bộ phận. Khổ nhục kế là thứ tốt, nam nhân khổ nhục kế, tựa như thủ đoạn nữ nhân một khóc hai quấy ba thắt cổ. Chưa bao giờ bất lợi. Hứa tân nhiên cười lạnh một tiếng, trốn được nhất thời, trốn không được cả đời, các chị dâu ai cũng đa nghi. Cho nên nói cần phân hóa kẻ địch. Hứa thất an không nói một lời đứng dậy, đi về phía thư phòng. Hứa tân nhiên hôm nay nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì, liền đi qua theo. Hứa Thất An mở ra tờ giấy, phân phó, nhị lang, thay đại ca mài mực. Hứa Tân Niên hừ một tiếng, thành thành thật thật mài mực. Hứa Thất An nâng bút chấm mực, viết, đã ở hải ngoại trôi giặt nửa tháng. Thật nhớ vợ ta Lâm An, tân hôn không lâu đã phải ra biển. Để nàng lại một mình thủ khuê phòng trống, trong lòng ấy náy khó nhịn. Mỗi ngày mỗi đêm đều là âm dung tiếu mạo của nàng. Vô sỉ. Hứa Tân Niên ở trong lòng công kích, mặt không biểu cảm chỉ điểm nói, đại ca, ca viết sai rồi, âm dung tiếu mạo là hình dung người đã mất. Ca nên dùng âm dung uyển tại dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Nói xong, bị hứa thất an gõ đầu một phát, cút. Thực coi ta là võ phu thô bị sao. Nhưng, ta biết Lâm An hiểu đại thế, rõ lý lẽ, ở trong nhà có thể ở chung hòa hợp với mẫu thân, thẩm thẩm, bởi vậy trong lòng liền yên tâm rất nhiều, chuyến này ra biển, không tấn thăng nửa bước võ thần, đại phụng nguy rồi. Rất nhanh, một phong thư nhà đã viết xong hắn cố ý ở phía sau để cập nhiệm vụ nặng nề biểu đạt mình ra biển vất vả sau đó là phong thứ hai phong thứ ba phong thứ bốn sau khi viết xong hứa thất an lấy khí cơ trưng khô nét mực tiếp theo từ trong lư hương lấy ra cho hương lau chữ viết cái này có thể che giấu mùi mực bằng không ngửi qua là đoán được để học nhiều chút hắn nhắc nhở tiểu lão đệ ca không có nhiều đệ muội như vậy trong lòng hứa nhị lang nói ta toàn tâm toàn ý đối với tư mộ trong lòng vừa làm nhảm xong, hắn thấy đại ca viết phần thư nhà thứ hai, Nam Chi, từ biệt nửa tháng, rất là nhớ nhung. Hứa tân niên thốt ra, ca cùng gì mộ quả nhiên có một chân. Về sau gọi dượng, hứa thất an được đằng chân lân đằng đầu. Đến thời gian dùng bữa tối, hứa nhị thúc trực trở về, kéo cháu trai đầu bạc như xương cùng con trai chén chú chén anh. Lúc ngà ngà say, nhìn lướt qua con gái hứa linh nguyện, mộ nam chi tỷ tỷ kết nghĩa của vợ, cháu dâu Lâm An, còn có dạ cơ thiếp đến từ Nam Cương của cháu trai, buồn bực nói, mấy người nhìn qua không quá vui vẻ. Thẩm thẩm thấp thỏm lo âu nói, Ninh Yến bị thương nặng, về sau có thể, có thể, không có con nối dõi nữa. Không không không, mẹ, bọn họ không phải vì vậy mất hứng, bọn họ là hoài nghi đại ca ở hải ngoại phong lưu khoái hoạt. Hứa nhị lang cảm thấy tuyệt vọng vì mẫu thân chỉ độn. Các chị dâu tuy quan tâm sẽ bị loạn, nhưng các nàng lại không ngu, bây giờ đã sớm phản ứng lại, nhất phẩm võ phu đã là trời khó táng đất khó diện, huống chi đại ca bây giờ cũng nửa bước võ thần rồi. Nói linh tinh cái gì thế? Ninh Yến là nửa bước võ thần, chết cũng không chết nổi, sao có khả năng bị thương? Hứa nhị thúc bỗng nhiên không nói nữa. Đúng vậy, Ninh Yến bây giờ là nửa bước võ thần, thân thể không có việc gì. Cơ bạch tình nhiệt tình gấp thức ăn cho con trưởng, hỏi han ân cần. Nàng cũng mặc kệ con trai ở bên ngoài có bao nhiêu món nợ phong lưu, nàng hận không thể mang toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ đều bắt tới làm vợ, cho con trưởng hứa nguyên dương vẻ mặt sùng bái nhìn đại ca nói đại ca ca cần phải dạy nguyên hòe thật tốt đấy nguyên hòe đã tứ phẩm rồi thân là vị tứ phẩm võ phu thứ hai của hứa gia hứa nguyên hòe vốn đắc ý nhưng bây giờ không có lấy một chút cảm xúc kiêu ngạo cúi đầu ăn cơm sau khi kết thúc tiệc tối mộ nam chi mặt lạnh trở về phòng ban đêm hứa nhị thúc rửa mặt xong mặc áo trong màu trắng ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ thổ nạp tu hành nhưng như thế nào cũng không thể tiến vào trạng thái vì thế đối với thẩm thẩm tựa vào bên giường lật xem chuyện tranh chuyện hôm nay cho ta cái nhắc nhở ninh yến rất có thể không có con nối dõi nữa thẩm thẩm buông chuyện xuống giật mình thẳng cái lưng nhỏ lên kêu lên vì sao hứa nhị thúc trầm ngâm một chút nói ninh yến bây giờ là nửa bước võ thần nói từ trên bản chất nó và chúng ta đã khác nhau không nên hỏi nơi nào khác không nói nên lời nàng chỉ cần biết nó đã không phải người phàm nàng không cảm thấy kỳ quái sao hắn cùng quốc sư là song tu đạo lữ, giờ cũng gần một năm rồi, quốc sư còn chưa mang thượng. Cùng lâm an điện hạ thành hôn một tháng rưỡi, cũng chưa mang thai. Thẩm thẩm vẻ mặt đau khổ, cao mày, vậy làm sao bây giờ? Hứa nhị thúc chấn ăn nói, ta đây không phải đoán sao, cũng không xác định. Hơn nữa, tu vi ninh yến bây giờ, chết cũng không chết nổi, có con nối dõi hay không trái lại cũng không quá quan trọng. Nói linh tinh, thẩm thẩm lấy quyển chuyện trọi hắn, không có con nối dõi, ta chẳng phải là nuôi thằng nhãi này phí công rồi. Trong phòng ngủ rộng rãi xa hoa, hứa thất an ôm thân thể mềm mại mịn màng của Lâm An, bàn tay vuốt ve thân hình mềm mại như rắn nước, cả người nàng toát mồ hôi, mái tóc rán ở trên mặt, mắt mê ly, thở hổn hển. Cùng váy lụa, yếm các thứ quần áo cùng nhau phân tán, còn có những phong thư nhà. Lâm An dễ lừa vừa thấy cẩu nô tài viết cho mình nhiều thư nhà như vậy, lập tức cảm động. Tiếp theo trải qua hứa thất an lạt mềm buộc chặt, nàng liền hoàn toàn nhận thua, mang lời của cửu vĩ hồ vứt lên chín tầng mây. Ninh Yến, cánh tay ngó sen của Lâm An ôm cổ hắn, làm nũng nói, ta ngày mai muốn về cung thăm mẫu phi. Hứa thất an nhìn lại nàng, muốn đi thì đi, hỏi ta làm gì. Lâm An thấp giọng nói, Hoài Khánh không cho ta vào hậu cung gặp mẫu phi, nghe nói mẫu phi gần đây sâu chuỗi đại thần trong triều, bảo bọn họ ép Hoài Khánh lập thái tử. Mẫu phi muốn cho con trưởng của hoàng đế ca ca đảm nhiệm thái tử, trần quý phi tuy thất bại thảm hại nhưng nàng cũng không nổi giận bởi vì con gái đã gả cho hứa thất an chỉ bằng thân phận mẹ vợ hứa ngân là đã khiến nàng không cần chịu bất luận kẻ nào xem thường người trong triều tâm tư lung lay muốn hâm nóng lại cái bếp nguội lạnh liền nhằm vào trần thái phi đẳng cấp đó của mẫu phi nàng vẫn là bớt lăn lộn đi hoài khánh chính là không quan tâm bà ấy rút thời gian một đầu ngón tay là có thể ấn chết trong lòng hứa thất an nghĩ như vậy ngoài miệng không thể nói Hoài Khánh là lo lắng Trần Thái Phi lại bày mưu nàng đi tìm cô ấy quậy thôi. Lâm An bất mãn uốn éo vòng eo một cái, ta sẽ không dễ dàng bị mẫu phi điều khiển. Nàng thôi đi. Hứa Thất An nói, Lâm An à, nàng còn muốn trả thù Hoài Khánh, hung hăng áp chế cô ấy, ở trước mặt cô ấy diễu võ dương oai không? Mắt Lâm An sáng lên, chàng có biện pháp. Đương nhiên là có, ví dụ như, muội muội xoay người làm tỉ tỉ, bảo Hoài Khánh gọi nàng là chị. Hứa Thất An nhịn xuống, chuyển hướng đề tài, nói, nàng không nhớ ta chút nào à? Nhớ. Lâm An mang nói. Hứa thất an đã bắt lấy hai tay của nàng, trầm giọng nói, móng tay cũng chưa cắt, còn nói nhớ ta. Lâm An. Gì? Bạch cơ gõ gõ cửa sổ, bóng người nho nhỏ chiếu vào trên cửa sổ. Cậu nam nhân bảo ta mang món đồ cho gì? Giọng non nớt của bạch cơ truyền đến. Mộ nam chi mặc áo trong mỏng manh, mở ra cửa sổ, thấy bạch cơ nhỏ nhắn dễ thương đeo một cái túi da dê nhỏ, trong bao phồng lên nàng hừ một tiếng, mang bạch cơ ôm vào trong lòng, mở ra nút thắt của túi da dê, lấy ra một sấp giấy không tính là dày nhưng cũng không mỏng, ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu đọc. Nam Chi, từ biệt nửa tháng, rất nhớ nhung. Nàng đầu tiên là bĩu môi khinh thường, sau đó dần dần đắm chìm, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, bất chi bất giác, ngọn nến dần dần cháy hết. Mộ Nam Chi lưu luyến buông giấy viết thư, mở ra cửa sổ, lại mang bạch cơ đã ném ra ngoài, đi tìm dạ cơ tỷ tỷ của ngươi mà ngủ, ngày mai trước giữa trưa chớ tìm ta. Bạch cơ khẽ kêu một tiếng, lon ton đi tìm dạ cơ. Thật vất vả gõ mở cửa sổ của dạ cơ, lại bị ném ra ngoài. Đi tìm hứa linh âm ngủ, ngày mai trước giữa trưa chớ tìm ta. Hừ. Bạch cơ hướng tới cửa sổ hừ một tiếng, tức giận chạy đi. Đêm khuya, tĩnh sơn thành. Trăng tròn chiếu ra ánh sáng màu xương trắng, khiến tinh tú trên trời ảm đạm. Phía dưới tế đàn dựng tượng vu thần, các vu sư mặc trường bào như là đàn kiến, ở trong đêm tối hội tụ. Từng vu sư mặc trường bào đầu đội nón ngồi xếp bằng ở phía dưới tế đàn, như là muốn cử hành hiến tế long trọng nào đó. Hai vị nhân tình của Lý Linh Tố, Đông Phương tỷ muội cũng ở trong đó. Đông Phương Uyển Thanh nhìn quét các vu sư lặng lẽ không nói quanh mình, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Không lâu trước đó, đại vu sư Tát Luân A cổ triệu tập toàn bộ vu sư cảnh nội ba nước, lệnh các vu sư ở trong vòng 2 ngày tập hợp Tĩnh Sơn thành lúc này tĩnh sơn thành hội tụ mấy ngàn vu sư nhưng vẫn có rất nhiều vu sư phẩm cấp thấp chưa thể chạy tới đông phương uyển dùng sắc mặt ngưng trọng lão sư nói ba nước sẽ có tai họa lớn toàn bộ vu sư chỉ có tề tụ tĩnh sơn thành mới có một tia sinh cơ đông phương uyển thanh tỏ vẻ khó hiểu vu thần đã bước đầu dãy thoát phong ấn chẳng lẽ không che chở được các ngươi nàng dùng là các ngươi bởi vì đông phương uyển thanh không phải là vu sư mà là võ giả lúc này một vu sư bên người nói, ta hôm qua nghe y nhĩ bố trưởng lão nói, người nọ đã có thành tựu, đừng nói đại vu sư, cho dù vu thần bây giờ, chỉ sợ cũng không áp được hắn. Nghĩ hẳn cái gọi là tai họa lớn, chính là có liên quan với người nọ. Đông Phương Uyển Dung khí chất quyến rũ nhíu mày nói, người nọ trong miệng y nhĩ bố trưởng lão là chỉ ai? Nàng vừa hỏi câu này ra khỏi miệng, tự mình đã đạt được đáp án, một cái tên hiện lên ở trong đầu. Hứa thất an, phóng mắt cửu châu, người có thù oán với vu thần giáo, hơn nữa trưởng thành đến mức ngay cả vu thần cũng không áp được chỉ có vị võ phu mới bước vào nhất phẩm kia đông phương uyển dung là từng tận mắt thấy hứa thất an đánh tới cửa nhưng ta lần trước nhìn thấy hắn tới cửa đòi nợ bị đại vu sư cản trở về đông phương uyển dung biểu đạt sự nghi hoặc của mình đại vu sư còn có thể ngăn trở về huống chi vu thần đã tiến một bước dãy thoát phong ấn có thể đề cập lực lượng bây giờ xa không phải lúc bước đầu dãy thoát phong ấn có thể so sánh có vu thần và đại vu sư tọa trấn tĩnh sơn thành cho dù Hứa Thất An là nhất phẩm võ phu, cũng không nên khiến Đại Vu sư kiêng kỵ như thế. Hơn nữa, đoạn thời gian trước ta nghe trưởng lão Ô Đạt Bảo Tháp nói, võ phu kia đã muốn ra biển, lại có người nói, cái này bài trừ khả năng kẻ địch là Hứa Thất An. Cũng đúng, một vị nhất phẩm võ phu mà thôi, với bọn họ mà nói quả thật cao cao tại thượng, nhưng đối với Vu thần cùng Đại Vu sư mà nói, chưa chắc đã mạnh bao nhiêu. Nếu kẻ địch là Hứa Thất An, không nên là động tĩnh như vậy. Có thể hay không là? Phật Đà. Một vu sư đưa ra suy đoán lớn mật. Hắn vừa nói xong, liền thấy cái đầu đội nón chung, quanh xoay lại, những đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Các đồng môn vẻ mặt đại để là đừng nói gâu nói vượn, thật có đạo lý, miệng quạ đen, điên rồi nhì vân vân. Nhưng nếu không phải Phật Đà, ai có thể khiến vu thần, đại vu sư kiêng kỵ như thế? Đông Phương Uyển Dung nhẹ nhàng nói. Mấy tháng trước, chuyện cường giả siêu phàm của đại phụng cùng Phật môn chiến ở A Lan Đà, đã sớm truyền về vu thần giáo, nghe nói phật đà so với vu thần sớm hơn một bước dãy thoát phong ấn các tu sĩ hệ thống vu sư tuy không muốn thừa nhận nhưng tựa như phật đà mạnh hơn so với vu thần một chút trong lúc nhất thời không ai nói chuyện các vu sư xung quanh sắc mặt đều không tốt lắm cách một lát có vu sư thấp giọng tự nói đại vu sư triệu tập chúng ta tập trung ở tĩnh sơn thành là vì giúp vu thần chống lại phật đà nếu như vậy tất nhiên thương vong thê thảm nặng nề khi các vu sư ý nhiệm ùn ùn xuất hiện hoặc kinh hoặc sợ đại vu sư tát luân a à cổ ngồi xếp bằng ở trên tế đàn bên cạnh bức tượng vu thần bỗng nhiên đứng lên bên cạnh lão vũ sư nạp lan thiên lộc hai gã linh tuệ sư y nhĩ bố cùng ô đạt bảo tháp theo đó đứng lên đứng sóng vai cùng đại vu sư bốn vị siêu phàm vu thần giáo đồng thời nhìn về phía nam cũng chính là phía sau các vu sư rất náo nhiệt nha một giọng nói trong trẻo vang lên quanh quẩn ở trong đêm đen hai tỷ muội đông phương uyển dung và đông phương uyển thanh biến sắc thanh âm này vô cùng quen thuộc các nàng không chỉ một lần nghe thấy các vu sư bỗng nhiên quay đầu thấy dưới trăng tròn màu bạc một người trẻ tuổi mặc trường bào màu tràm đạp không mà đến hứa thất an thật là hắn vẻ mặt đông phương uyển dung hơi dại ra tuyệt đối không ngờ tới người khiến đại vu sư kiêng kỵ như thế gia quân ồ ạt như thế lại thật là hứa thất an nàng lại nhìn về phía muội muội phát hiện vẻ mặt muội muội không khác lắm với mình đều là trong chấn động mang theo mờ mịt hứa thất an mấy ngàn vu sư đồng loạt quay đầu nhìn về bầu trời phía sau thấy người trẻ tuổi cao cao tại thượng kia cửu châu hôm nay ai không biết võ phu như truyền kỳ này nhưng thế mà sẽ là hắn kẻ địch làm vu thần cùng đại vu sư kiêng kỵ như thế không tiếc triệu tập toàn bộ vu sư tập trung ở tĩnh sơn thành lại là hứa thất an hắn xứng sao một tên nhất phẩm võ phu có thể mang vu thần giáo chúng ta ép đến trình độ này các vu sư cũng không tiếp nhận sự thực này vừa nhìn chung quanh tìm kiếm kẻ địch khác có thể tồn tại, vừa vảnh tay yên lặng nghe, xem đại vu sư cùng võ phu truyền kỳ sẽ nói cái gì. Tát Luân A à Cổ, từ lúc trước ta giết Trinh Đức bắt đầu, người đã khắp nơi nhằm vào ta, hôm qua ta cùng Phật đà chiến ở biên cảnh Lôi Châu, vu thần giáo các ngươi vẫn đang đổ thêm dầu vào lửa. Có nghĩ tới sẽ có thanh toán hôm nay không? Giọng hứa thất an vang vọng bình tĩnh, vang ở bên tai mỗi một vị vu sư. Mấy ngàn vu sư nghe rõ ràng, bọn họ đầu tiên xác nhận một sự kiện, hứa thất an thật là tới báo thù, bởi vì đại vu sư trước kia nhiều lần đắc tội hắn nhưng lời kế tiếp các vu sư liền nghe không hiểu hắn nói cái gì chứ cùng phật đà chiến ở biên giới lôi châu hứa thất an cùng phật đà chiến ở biên giới lôi châu hắn không phải nhất phẩm võ phu sao từ khi nào nhất phẩm có thể chiến đấu với siêu phẩm trong đầu các vu sư nghi vấn cuồn cuộn dâng lên tuy nhất phẩm cường giả ở trong mắt tu sĩ bình thường là tồn tại cao không thể chạm tới nhưng siêu phẩm mới là vị thần trong mắt mọi người người có chút kiến thức cùng kinh nghiệm đều biết, phương diện này có lạch trời không thể vượt qua. Ầm ầm. Bầu trời đêm mây đen dày đặc, che khuất trăng tròn. Chỉ thấy đại vu sư đứng ở tế bên cạnh đàn, giang hai cánh tay, câu thông lực lượng vùng thiên địa này. Từng cột sét to như vại nước giáng xuống, bổ về phía võ phu trên không trung, cả vùng thiên địa đều đang bài xích hắn, kháng cự hắn, muốn mang hắn chém giết, hàng phục. Các vu sư run bẩn bật dưới luồng thiên uy này, nhưng trong lòng có thêm vài phần nắm chắc cùng tin tưởng đây là đại vu sư của bọn họ trong thiên địa nháy mắt bày ra màu trắng xóa cột xét vặn vẹo múa may đối mặt thiên phạt thanh thế to lớn hứa thất an nâng tay nhẹ nhàng chộp một cái trong tích tắc thiên địa quay về bóng tối mây đen tan đi mà lòng bàn tay hứa thất an đã có thêm một quả cầu xét bề ngoài hồ quang nhảy lên bên trong trắng xóa tát luân a à cổ ngươi bây giờ kém một chút hắn nắm chặt lòng bàn tay bóp nát quả cầu xét tiếp theo eo lưng căng lên cánh tay phải kéo về phía sau da hắn sáng lên hoa văn phức tạp thâm ảo làm người ta vắng đầu hoa mắt không gian xung quanh nắm tay hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo như là không chịu nổi áp lực lớn sắp tan vỡ hứa thất an cách không trung tung ra một cú đấm quyền kinh phát ra tiếng nổ chói tai công kích của võ phu giản dị tự nhiên nhưng vu sư bên dưới tận mắt thấy không gian trước người đại vu sư tan vỡ như tấm gương trong hư không chuyển đến tiếng ầm ầm trầm đục mọi người đều biết nhất phẩm đại vu sư có thể mượn lực lượng thiên địa ngăn địch trời sinh đứng ở thế bất bại. Cao thủ cùng cấp bậc trừ phi luyện hóa vùng thiên địa này, nếu không rất khó thương tổn được đại vu sư. Tát Luân A cổ từng dùng một chiêu này đối phó giám chính, từng đối phó Ngụy Uyên trạng thái đỉnh phong, chưa bao giờ thất thủ. Phốc, nhưng một lần này, năng lực cảnh giới nhất phẩm hệ thống vu sư như mất đi hiệu lực, Tát Luân A cổ phun xương máu, thân thể cong lại, hai chân dán mặt đất trượt lui. Máu tươi đỏ sẫm dính ở trên bộ râu rậm. Sắc mặt đại vu sư nhanh chóng suy sút đi, trong mắt che kín tơ máu tựa như người già giàu hết đèn tắt tát luân a cổ ngồi xếp bằng quanh thân bốc lên từng đợt ánh sáng màu máu nhanh chóng nhổ đi khí cơ xâm nhập trong cơ thể chữa trị thương thế lão không có ý đồ lấy chú sát thuật phản kích bởi vì nó nhất định không thể thương tổn được nửa bước võ thần tiếng xôn xao nổi lên bốn phía các vu sư bên dưới tận mắt thấy một màn này vậy mà không ai dám tin tưởng một màn này một cú đấm chỉ một cú đấm đã làm bị thương nặng nhất phẩm vu sư đây là chuyện nhất phẩm võ phu có thể làm được. Ngay sau đó, bọn họ nghĩ tới đoạn lời đó của hứa thất an vừa rồi. Ta cùng Phật đà chiến ở biên giới Lôi Châu. Bọn họ đột nhiên hiểu rồi, hiểu đại vu sư vì sao kiêng kỵ như thế. Võ phu trước mắt này, Tu Vi đã cường đại đến cảnh giới vượt quá bọn họ tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng mà. Nhân vật truyền kỳ như vậy, nếu lựa chọn là địch, lúc trước nên không để ý tất cả tiêu diệt, bằng không sớm hay muộn cắn trả. Không, bây giờ đã cắn trả rồi hắn bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Đủ loại ý niệm dâng lên ở trong lòng các vu sư. Đông Phương tỉ muội hoảng sợ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi cùng rung động, đồng thời, Đông Phương Uyển Dung nhìn Vu thần bên người, bởi sợ hãi hơi phát run. Hứa Thất An sau khi một quyền đánh bị thương nặng đại vu sư, chưa lập tức ra tay, cao giọng nói, "Vu thần, tin hay không lão tử một quyền giết sạch đồ tử đồ tôn của ngươi?" Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé vừa dứt lời bức tượng đầu đội vương miện bụi gai kia chấn động ong ong một làn sương mù đen đậm đặc như dầu mỏ phun trào ra ở trời cao bỗng nhiên triển khai hình thành một tấm màn che phủ trăng tròn sau tấm màn mở một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào toàn bộ thế giới hứa thất an chưa thử giết mấy ngàn vu sư bên dưới bởi vì biết điều này nhất định không thể làm được ở lúc hắn bước vào địa giới tĩnh sơn thành vùng thiên địa này đã hòa hợp một thể với vu thần muốn ở dưới mắt vu thần giết người độ khó thật lớn vừa rồi một cú đấm đó đánh bị thương nặng tát luân a à, cổ có thể có hiệu quả nghĩ hẳn là vu thần đang đánh giá chiến lực của hắn vu thần tại thượng mấy ngàn vu sư cúi người quỳ gối trong lòng bọn họ một lần nữa dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt không sợ hãi uy áp nửa bước võ thần nữa nên đổi ta đến thử ngươi võ phu thô bỉ đối với siêu phẩm tồn tại không có kính sợ hoa văn phức tạp thâm ảo một lần nữa bò đầy toàn thân làn da hóa thành màu đỏ lỗ chân lông phun trào sương mù màu máu trong khoảnh khắc hắn giống như thành tượng trưng lực lượng không gian phạm vi mười trượng quanh hắn kịch liệt vạn vẹo như là không thể thừa nhận lực lượng của hắn trong màn vải bao phủ bầu trời dinh dính như dầu mỏ chui ra chín bóng người bọn họ khuôn mặt mơ hồ mỗi một vị đều tràn ngập sức mạnh to lớn đáng sợ khí cơ mênh mông dợp trời dợp đất chín vị nhất phẩm võ phu đây là nhất phẩm võ phu trong vô tận năm tháng quá khứ vu thần từng giết chết từng nhằm vào lúc này thông qua năng lực ngũ phẩm trúc tế triệu hồi ra nói từ trên lý luận, Vu thần còn có thể triệu hồi giám chính đời đầu và nho thánh. Hai vị này cũng cùng hắn có dính dáng cực sâu, chẳng qua giám chính đời đầu tồn tại đã bị giám chính đương đại tử, trên căn bản lao đi. Mà nếu triệu hồi nho thánh, nho thánh có thể sẽ tung đòn nặng đối với triệu hồi sư. Hứa thất an vươn cánh tay phải, lòng bàn tay hướng tới anh linh chín vị nhất phẩm võ phu dùng sức nắm chặt. ầm ầm, chín vị nhất phẩm võ phu lần lượt nổ tung, trở lại như cũ thành xương mù đen thuần túy quay về trong tấm màn che cả bầu trời. Vu sư triệu hồi ra anh linh võ phu, chỉ có lực lượng cùng phòng ngự của chủ nhân ban đầu, cùng với năng lực dưới cảnh giới siêu phàm, không có tấm thân bất tử cứng cỏi, cùng với ý của hợp đạo cảnh. Mà nếu đơn thuần chỉ là so đấu lực lượng, hứa thất an cắn nuốt thần ma linh uẩn, có thể đánh mười tên nhất phẩm võ phu. Phải biết rằng cho dù ở trong cảnh giới nửa bước võ thần, hứa thất an cũng là người nổi bật, ít nhất lực lượng của thần thù đã không bằng hắn. Ngay sau đó, ngực hứa thất an chuyển đến tiếng văng lớn rầm giống như kim loại và đá va chạm lồng ngực hắn lõm xuống vu thần mượn dùng chín đại anh linh ngã xuống lấy chú sát thuật công kích hắn có thể mang thân thể nửa bước võ thần đánh đến biến hình lực lượng này đủ để làm bị thương nặng bất cứ vị nhất phẩm nào không hổ là siêu phẩm tùy tiện một pháp thuật liền có thể khiến nhất phẩm ngoài võ phu tạm thời đánh mất chiến lực hứa thất an đối với lực lượng của vu thần có bước đầu phán đoán so với Phật Đà lúc trước giải cứu thần thù tranh lệch không lớn, nhưng không bằng Phật Đà giờ này khắc này, đã hóa thành cả Tây Vực. Tách! Hắn búng vang ngón tay. Ngay sau đó, tấm màn xền xệt bao phủ bầu trời kịch liệt run lên, sôi trào lên, như là đã bị thương nặng. Ngọc toái! Hắn lại mang thương thế vu thần gây ra ở trên người hắn trả lại trăm phần trăm. Vu thần chưa tiếp tục thi triển chú sát thuật, bởi vì sẽ lại bị ngọc toái trả lại. Sau đó hắn lại thi triển chú sát thuật, tuần hoàn như thế, đời đời con cháu mãi không chấm dứt, cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tấm màn dinh dính như dầu mỏ chậm rãi trầm xuống, bao phủ mấy ngàn vu sư quanh tế đàn. Đại vu sư đứng lên, chậm rãi nói, hứa thất an, không ngăn cản được đại kiếp nạn. Ngày vu thần dãy thoát phong ấn, đó là lúc đại kiếp tiến đến. Người có thể chuyển tu hệ thống vu sư, như vậy có thể che chở người bên cạnh, liên thủ với vu thần mới có thể đối kháng bốn vị siêu phẩm khác. Hứa thất an thản nhiên nói, cút đi. Ba nước viêm khang tĩnh ta tiếp quản, đây là cái giá vu thần giáo các ngươi phải trả. Tấm màn chậm rãi co rút lại, về tới trong cơ thể bức tượng đầu đội vương miện bụi gai. Mấy ngàn vu sư, bao gồm Tát Luân A Cổ, Nạp Lan Thiên Lộc, còn có hai linh tuệ sư, hết thảy dung nhập trong cơ thể vu thần. Đây là vu thần che chở đối với bọn họ, làm bọn họ miễn cho gặp nửa bước võ thần thanh toán. Nhưng cảnh nội ba quốc gia, bao gồm Tĩnh Sơn thành gần trong găng tấp, không phải chỉ có vu sư, càng nhiều là người thường, võ phu bình thường, những người này vu thần không thể che chở. Vu thần giáo tương đương chắp tay nhường ra Đông Bắc to lớn, đây là cái giá phải trả mà hứa thất an nói. Đương nhiên, đối với vu thần mà nói, khí vận đã cô đọng, chứa đựng ở trong ngọc tỷ. Địa bàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không quan trọng. Chờ hắn phá quan, liền có thể cất chứa khí vận, cắn nuốt danh giới ba quốc gia. Không có vu thần giáo, ba nước viêm khang tĩnh có thể nhét vào bản đồ đại phụ. Có mấy trăm vạn dân này, khí vận đại phụng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Trước mắt mà nói, đây là chuyện tốt. Trước thông báo hoài Khánh, bảo nàng dùng thời gian ngắn nhất tiếp nhận ba quốc gia. Dân cư liền đại biểu cho khí vận. Khí vận ba nước Viêm Khang Tĩnh đã không còn, cho nên kết cục duy nhất của chúng nó chính là quay về đại phụ, từ nay về sau ba nước không còn tồn tại nữa. Trong cõi tự có số trời. Lúc này, Hứa Thất An thấy phía dưới còn có một bóng người chưa rời khỏi. Nàng dung mạo tú lệ, dáng người thướt tha, cũng là người quen. Thân mật cũ của thánh tử Đông Phương Uyển Thanh bởi vì là võ phu nàng chưa được vu thần mang đi giờ phút này đang mờ mịt không biết làm sao mang về kinh thành đưa cho lý linh tố coi như là quà lưu niệm thánh tử ngươi phải bảo trọng thận của ngươi nha hứa thất an lấy ra mảnh vỡ địa thư truyền thư nói một ngươi nhanh như vậy đã đi tìm vu thần giáo thanh toán tình trạng vu thần như thế nào ngươi có bị thương hay không đề cập đến vấn đề chính trị hoài khánh phản ứng so với người khác đều nhanh hơn dẫn đầu trả lời mặt khác Nàng đối với sự cường đại của nửa bước võ thần chưa có một khái niệm rõ ràng, chỉ cảm thấy hành vi của hứa thất an quá mức xúc động, chưa gọi siêu phẩm khác, thậm chí thần thù hỗ trợ, đã tùy tiện đi tìm vu thần giáo gây sự. 7. Dù sao nửa bước võ thần ra dày thịt béo không chết được. Hôm trước, sau khi đến Nam Cương, Lý Linh Tố chưa theo dạ cơ trở lại kinh thành, tính ở trong lãnh địa yêu tộc mấy ngày dẫn đầu trả lời. Hắn là khách quý của vạn yêu quốc, yêu tộc rượu thịt ngon lành chiêu đãi, còn có hồ nữ xinh đẹp hiến ca múa, thánh tử uống đến cao hứng, còn sẽ xuống sân vừa múa vừa hát với các hồ nữ. Quan trọng nhất là, tuy chơi vui vẻ, thận hán lại không có bất cứ gánh nặng gì, bởi vì thân là khách quý hắn có được đủ quyền chủ động. Các hồ nữ đương nhiên muốn thị tẩm, nhưng Lý Linh Tố nghiêm khắc từ chối. Mọi người chơi thì chơi, nhưng đừng nghĩ ngủ ta. Cái này nếu ở nhà thì khác hồng nhan chi kỷ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn, đã sớm động tay động chân nói tóm lại ở nam cương đã có thể sống mơ mơ màng màng lại không cần vịn tường mà đi tuyệt vời hai chết rồi tốt nhất lý diệu chân tức giận bất bình nguyền rủa một câu nàng vạn dặm xa xôi từ hải ngoại trở về đang định sáng mai tìm hứa ninh yến xả giận kết quả hắn đi tĩnh sơn thành diệu chân tính tình rất nóng nha ừm quay về cũng viết phần thư hữu tình cho ngươi trong lòng hứa thất an nói hắn lấy ngón tay thay bút truyền thư nói ta đánh hạ toàn bộ ba nước đông bắc rồi bệ hạ người sắp tới có thể phái người tiếp quản địa bàn vu thần giáo kinh thành xa xôi trong tẩm cung hoài khánh xoay người ngồi bật dậy kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ đánh hạ rồi vậy đã đánh hạ rồi từ xưa đến nay vu thần giáo hùng cứ đông bắc lịch sử so với đại phụng càng lâu dài hơn siêu phẩm tọa chấn kỵ binh vô song giống yêu man biên cảnh phía bắc là mối họa trong lòng đại phụng kết quả trong một đêm vu thần giáo không còn tồn tại một chuyện gì vậy không nên nha vu thần không bảo vệ vu thần giáo hứa thất an liền mang tình huống công bố tường tận ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư hắn chưa đi phân tích sau khi vu thần che chở vu sư sẽ dẫn phát thế cục biến hóa cùng với đại phụng ở trong đó sẽ lấy được lợi ích gì bởi vì hứa thất an tin tưởng trong thành viên thiên địa hội trừ lệ na người khác chỉ số thông minh đều ở trên mức tiêu chuẩn cơ bản không cần hắn giải thích hắn chỉ giải thích một điểm đó là về thao tác che chở vu sư mang bọn họ thu vào trong cơ thể của vu thần. 3. Siêu phẩm tựa như đều có thủ đoạn cất chứa tu sĩ hệ thống của mình, lúc giải cứu đầu của thần thù, ba vị Bồ Tát liền từng dung nhập đến trong thân thể Phật Đà. 9. Vu thần giáo là bị ngươi ép đến thí xe giữ tướng rồi. Kim Liên đạo trưởng nhảy ra bình luận một câu. 8. Phong ấn của Vu thần như thế nào rồi? A Tô La truyền thư hỏi. Trong mắt lớn trên cổ tay hứa thất an sáng lên, hắn xuất hiện ở trên tế đàn, xuất hiện ở giữa bức tượng nho thánh cùng bức tượng Vu thần bức tượng đầu đội vương miện bụi gai, hai mắt chậm rãi bốc lên sương mù đen, không xen lẫn cảm tình nhìn chằm chằm hắn. Nhìn cái gì, ngươi lại không xử được ta. Hứa thất an không quan tâm vu thần nhìn chăm chú, đánh giá bức tượng nho thánh. Bức tượng vị siêu phẩm tuổi thọ ngắn nhất, nhưng cống hiến lớn nhất nhân tộc này đã che kín vết nứt như mạng nhện, giống như gió thổi qua sẽ tan vỡ thành bột phấn. Ba, nhiều nhất ba tháng, phong ấn nho thánh sẽ tiêu tán. Thời gian đại kiếp tiến đến chưa thay đổi, cuối năm. Ba tháng, thành viên thiên địa hội trong lòng trầm xuống cảm giác nguy cơ cùng cảm giác lo âu lần nữa cuồn cuộn dâng lên lúc trước bọn họ cũng không biết chân tướng đại kiếp trong lòng còn tồn tại một tia may mắn nghĩ cho dù thật sự không còn sức vãn hồi lấy năng lực cảnh giới siêu phàm của bọn họ cũng có đường lui cửu châu không nán lại được thì ra biển trời lớn đất lớn nơi nào không đi được nhưng hôm nay biết mục tiêu của siêu phẩm là thay thế thiên đạo trở thành ý chí thế giới cửu châu vậy thì khác nhau rồi bọn họ đám dư nghiệt đại phụng này, chỉ sợ mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều chỉ còn đường chết. Trời đất lớn nữa, cũng không chỗ dung thân. 9. Đại kiếp không vượt qua được, sinh linh thiên hạ đều phải hóa thành cho bụi. 6. A Di Đà Phật, chúng sinh đều khổ. Mà Kim Liên đạo trưởng, Lý Diệu chân tu công đức, cùng với hàng viễn đại sư lòng dạ từ bi, nghĩ không phải an nguy của mình, mà là thương sinh tổn vong. Kim Liên, hàng viễn cùng Diệu chân là nguy hiểm nhất, bọn họ sẽ làm ra thao tác lấy thân ứng kiếp, không ta không thể cho bọn họ cắm cờ tội quá tội quá hứa thất an vội vàng mang ý niệm này từ trong đầu xua tan trong thành viên khác giống bọn thánh tử sở nguyên trần, a à tô la hoặc là tương đối lý trí hoặc là thiếu giác ngộ hiến thân vì thương sinh bảy thực đến tình trạng đại thế không thể vãn hồi hứa ninh yến khẳng định sẽ chết nhỉ lúc này thánh tử ở trong diễn đàn cảm khái một tiếng trong lúc nhất thời không ai mở miệng a à, thì ra bọn họ cũng ở trong lòng cắm cờ cho ta Hứa Thất An truyền thư nói, ta ở Vu Thần Giáo gặp một vị cố nhân, Thánh Tử, là Hồng Nhan Chi kỷ Đông Phương Uyển Thanh của ngươi. 4. Chúc mừng Thánh Tử. Sở Nguyên Trần vội vàng đứng ra lên tiếng, giảm bớt không khí áp lực. 2. Chúc mừng Sư Ca. 8. Chúc mừng. 9. Chúc mừng. Thành viên khác nhau nhau chúc mừng. Nam Cương xa xôi, vẻ mặt Lý Linh tố chậm rãi cứng ngắc, hồ nữ uyển chuyển nhảy múa trong sảnh hái mắt không thơm nữa. Để ta nghỉ ngơi một chút đi, dinh dưỡng sắp theo không kịp hứa ninh yến đáng giận lý linh tố nói thầm truyền thư hỏi dung tỉ theo các vu sư dung nhập trong cơ thể vu thần ngoài miệng phản đối nhưng trong lòng vẫn nhớ thương nữ nhân của mình ba ừm hứa thất an lời ít mà ý nhiều trả lời kết thúc tán gỗ diễn đàn hứa thất an không gian truyền tống tới bên cạnh đông phương uyển thanh người sau thân thể căng lên như đối mặt đại địch theo ta về kinh đi lý linh tố ở kinh thành chờ ngươi hứa thất an nhìn nàng thản nhiên nói đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn về quận đông hải vẻ mặt cùng giọng điệu hắn đều rất bình tĩnh thậm chí xưng là lạnh lùng đông phương uyển thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì nàng ý thức được trước mặt vị nhân vật truyền kỳ này mình chẳng khác gì một loài bò sát nếu đối phương muốn giết mình nàng sẽ không sống đến bây giờ lại càng sẽ không nói chuyện với mình hắn là nể mặt lý lang không làm khó ta đông phương uyển thanh kho mình hành lễ đa tạ hứa ngân la hoàng cung ngự thư phòng Vương Trinh Văn mặc quan phục màu đỏ, đầu đội mũ quan, sắc mặt ngưng trọng lên bậc thang, đi về phía ngự thư phòng. Bên cạnh lão là Ngụy Uyên một thân trường bào hoa mỹ màu xanh đen, thái dương phủ xương, dung mạo tuấn tú. Hôm qua sau khi tan họp, Vương Trinh Văn chỉ nghỉ ngơi trong nhà một canh giờ, liền lao vào trong công vụ nặng nề. Nhưng tinh thần Vương Trinh Văn hừng hực như cũ, đến phẩm cấp này của lão, trong nhà dự trữ không ít linh đan rượu dược ti thiên giám, chỉ cần không phải đại nạn sắp tới loại bệnh đó, cơ bản không cần lo lắng tình trạng thân thể. Vương Trinh Văn đã chống đỡ qua một lần cửa ải sinh tử, thuật sĩ Ti Thiên dám nói, đại nạn không chết, lão ít nhất trong 10 năm không cần lo lắng thân thể. Đêm khuya chuyển triệu, nhất định lại xảy ra việc lớn. Vẻ mặt Vương Trinh Văn ngưng trọng, chỉ cầu sự việc không tính là quá không ổn. Lão nhìn Ngụy Uyên bên người, phát hiện vẻ mặt đối phương ngưng trọng tương tự. Thời buổi rối loạn, bất cứ gió thổi cò lay nào, đều sẽ làm cho tâm thần bọn họ căng thẳng. Bước qua bậc cửa ngự thư phòng, Ánh mắt Vương Trinh Văn đảo qua, thấy Triệu Thủ đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đến còn rất sớm. Cũng đúng, đối với nho gia mà nói, thu được truyền triệu chỉ cần niệm một tiếng, ta ở trong ngự thư phòng, có thể lập tức đến. Vương Trinh Văn cùng Ngụy Uyên đi đến dưới ngự tọa, hướng nữ đế trong ánh nến chắp tay, bệ hạ. Trong triều đình hiện nay, ba vị quyền thần được nữ đế tín nhiệm cùng dựa vào nhất, chính là Ngụy Uyên, Triệu Thủ cùng Vương Trinh Văn. Trong triều truyền lưu, Triệu Thủ là đại biểu phái thư viện Vân Lộc là nữ đế cố ý nâng đỡ lên kiềm chế cân bằng vương đảng cùng ngụy đảng bởi vậy mỗi khi gặp việc lớn ba người này nhất định tụ tập hai vị ái khanh mời ngồi hoài khánh gật gật đầu sai hoạn quan ban cho chỗ ngồi vương trinh văn sau khi vào ngồi nhìn lướt qua triệu thủ thấy lão vẻ mặt trầm ổn lông mày giãn ra trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra trái lại không phải nói tên cáo già này tâm tư nông cạn dễ bị người ta nhìn thấu trong lòng mà là ở dưới tình huống gặp phiền toái hơn nữa không đề cập tranh đấu đảng phái triệu thủ sẽ không cố ý che giấu tâm sự. Tựa như Phật đà tiến công lôi châu, tình huống khẩn cấp, ba người nhíu mày cả một đêm. Lúc này, lão thấy Hoài Khánh lộ ra một cái mỉm cười, nói, hứa ngân la tối nay đi tĩnh Sơn thành thanh toán một chuyến. Vương Trinh Văn giật mình, vuốt dâu cười nói, là nên thanh toán. Vu thần giáo nhiều lần tính kế triều đình, tính kế hứa ngân la. Hôm nay hứa ngân la tu vi đại thành, chính là lúc khiến bọn họ trả giá đắt. Tát luân A của lão già kia, chỉ sợ phải chịu tội rồi ừm bệ hạ là tính phái binh tấn công vu thần giáo nếu là như vậy thật ra bức bách vu thần giáo nghị hòa càng thêm ổn thỏa không tốn một binh lính nào đoạt được địa bàn dân cư cùng vật tư vu thần giáo nếu là không muốn lại dùng chiến tranh hoài khánh lắc lắc đầu trẫm không phải muốn tấn công vu thần giáo tối nay triệu tập ba vị ái khanh là muốn bàn bạc với các ngươi việc tiếp quản ba nước viêm khang tĩnh tiếp quản vương trinh văn bỗng nhiên ngẩng đầu đôi mắt có chút tơ máu nhìn chằm chằm hoài khánh trước khi đại kiếp tiến đến cửu châu không có vu sư nữa đông bắc không có vu thần giáo nữa hoài khánh giọng điệu bình thản nói ra tin tức làm người ta trợn mắt cứng lưỡi cửu châu không có vu sư nữa cửu châu không có vu sư nữa vương trinh văn lẩm bẩm vị lão nhân chìm nổi quan trường mấy chục năm này lộ ra vẻ mặt biến hóa không phù hợp sự từng trải cùng địa vị của lão từ khi đại phụng thành lập tới nay yêu man và vu thần giáo giống như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trung nguyên cách 3 năm năm phải đến biên quan đốt giết cướp bóc, sinh linh đổ thán. Trong mắt một rồi lại một thế hệ người đọc sách, bình yêu man phạt vu thần, là sự nghiệp to lớn thiên thu muôn đời. Mà sự nghiệp to lớn thiên thu như vậy, ở một thế hệ này của lão, đã thành công. Vương Trinh Văn đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Uyên. Ngụy Uyên ngồi không có vẻ mặt gì, chậm rãi quay đầu, nhìn phía đông bắc, thời gian rất lâu không động đậy. 40 năm trước, đại quân Vu Thần giáo công hãm ba châu đông bắc, tàn sát mấy trăm dặm, tuyệt tích bóng người, cả nhà chi phủ dự châu chết ở dưới thiết kỵ, chỉ sót lại một đứa bé tránh ở trong giếng cạn thối nát mấy ngày. Đó là Ngụy Uyên. Mấy chục năm qua, hắn cực ít đề cập hận nhà, bởi vì biết muốn tiêu diệt Vu Thần giáo, muôn vàn khó khăn, hầu như là chuyện không có khả năng. Chuyện năm đó Nho Thánh cũng chưa làm được, ai có thể làm được? Nhưng bây giờ, Vu Thần giáo không còn tồn tại nữa, ba nước Viêm Khang Tĩnh cũng sắp hóa thành cho bụi. Hứa Thất An đã làm được chuyện này, mà hắn, là ngụy uyên một tay bồi dưỡng nhân quả tuần hoàn hít sâu một hơi ngụy uyên thu liễm cảm xúc cười nói bệ hạ tìm ba người chúng ta tới đây là vì thương thảo tiếp quản ba nước như thế nào hoài khánh gật đầu ba nước danh giới rộng lớn có thể trồng trọt có thể săn bắn sản vật phong phú sau khi tiếp quản ba nước đại phụng sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề lương thực tiền bạc an bài đại thừa phật tử cũng có thể đưa lên nhật trình việc này không phải một sớm một chiều có thể làm được nhưng chúng ta còn có ba tháng thời gian Chẳng qua, các công việc có thể đẩy về sau, nhưng việc thu phục ba nước, trẫm cần lập tức chiêu cáo thiên hạ, lấy này ngưng tụ khí vận, tăng cường đại phụng quốc lực. Vương Trinh Văn liền nói ngay, việc này không cần phiền hứa ngân la, phái vài tên siêu phàm dẫn biên quân ba châu đi qua xử lý là được. Hôm nay số lượng cường giả siêu phàm của Đại Phụng Đông đảo, lão Vương câu này nói ra tràn đầy tự tin. Hoài Khánh gật đầu, chi tiết còn cần bàn bạc. Hứa Thất An mang Đông Phương Uyển Thanh ném đến trong nhà thánh tử để lại một câu cho đám oanh oanh yến yến, được Lý Linh Tố nhờ, giúp hắn tìm về người yêu thương, sau này các ngươi cùng nàng là tỉ muội, hòa hợp ở chung, chớ để huynh đệ ta Lý Linh Tố khó xử. Lời của Hứa Ngân La, đám oanh oanh yến yến không dám phản bác, đều phi thường thân thiện. Còn nụ cười đầy mặt hỏi hắn Lý Linh Tố ở đâu, sốt ruột không chờ nổi muốn chia sẻ với Lý Lang sự vui sướng lúc này. Rất hòa thuận nha. Hứa Thất An thấy thế liền rất vui mừng. Trong lòng nói thánh tử ơi thánh tử Bản ngân la chỉ có thể giúp ngươi đến đây Chuyện được đọc bởi kênh Halezy Audio Trở về hứa phủ Thấy Lâm An vất vả quá độ Chìm vào giấc ngủ liền không quấy giày nàng Ngồi ở bên bàn học suy nghĩ ba tháng tới nên làm gì Thời gian ba tháng này phi thường quan trọng Cổ nhân có câu Lo trước khỏi họa Mọi việc dự thì lập không dự thì phế Đầu tiên là Tây Vực Có ta cùng thần thù Trước đại kiếp Phật đà hẳn là sẽ không cắn nuốt lôi châu Hắn đến đây cũng không sợ hai gã nửa bước võ thần đủ để mang siêu phẩm chắn trở về không ngoài dự liệu hắn sẽ chờ đợi vu thần cùng cổ thần dãy thoát phong ấn đến lúc đó thêm tên siêu phẩm cắn nuốt trung nguyên tất nhiên sẽ liên thủ xử lý ta cùng thần thù mà hắn sẽ chờ đợi sau khi cắn nuốt trung nguyên tranh thiên đạo với siêu phẩm khác vu thần giáo bên này đại bộ phận vu sư đã dung nhập trong cơ thể vu thần tương đương mang địa bàn chắp tay nhường hy vọng hoài khánh có thể nhanh chóng hợp nhất ba nước tăng thêm khí vận khí vận càng mạnh chỗ tốt càng lớn tiếc nuối là ta cũng không biết sử dụng khí vận như thế nào dám chính tên không đáng tin này cũng không biết có thể liên hệ được hay không nam cương cổ tộc nên rời đến trung nguyên chờ cổ thần xuất thế bọn họ hết thảy đều sẽ hóa cổ các thủ lĩnh đó một khi hóa cổ đó chính là cổ thú siêu phàm có sẵn hoang và cổ thần là giống nhau không thể cho hắn cơ hội phát triển thế lực hy vọng cử vĩ hồ có thể sớm một chút mang vấn đề hậu duệ thần ma xử lý tiêu trừ tai họa ngầm sau khi các phương diện đều an bài tốt Hứa Thất An trở về vấn đề trung tâm nhất, tấn thăng võ thần. Liên quan một điểm này, hắn có hai biện pháp. Một, lật xem điển tịch ti thiên giám, xem giám chính có để lại manh mối gì hay không. Hai, triệu tập toàn bộ cường giả siêu phàm, tiếp thu ý kiến quần chúng, thương thảo tấn thăng võ thần như thế nào. Không cần nghĩ chuyện gì cũng tự mình gánh vác, phải hiểu được lợi dụng nhân tài hợp lý. Mặc kệ là siêu phàm đại phụ, hay là siêu phàm cổ tộc, đều là hạng trí tuệ hơn người. Ừm, long đồ phụ thân lệ na không tính sau khi nghĩ thông suốt, hắn dây dây mi tâm, chưa lên giường, mà là biến mất ở bên bàn học. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong khuê phòng mộ Nam Chi. Trong phòng có một mùi thơm mê người, chợt ngửi giống như mùi hoa, cẩn thận thưởng thức, lại cảm thấy so với mùi hoa càng cao cấp hơn. Ngửi lâu, nhân sẽ tiến vào một trạng thái phi thường thoải mái, hận không thể ngủ một giấc ngon lành, mang một thân mỏi mệt thanh trừ. Đây là mùi thơm cơ thể chỉ mộ Nam Chi có, trong đó ẩn chứa linh uẩn bất tử thụ nhỏ bé, có thể khiến sinh linh sinh hoạt bên người nàng thanh trừ mỏi mệt cùng đau đớn, kéo dài tuổi thọ. Hứa Thất An nhìn lướt qua nữ nhân nằm nghiêng ở giường, chưa vội vã lên giường, vòng đến sau bình phong nhìn thoáng qua, trong thùng tắm chứa nước, mặt nước nổi hoa cúc màu trắng, cánh hoa hồng màu đỏ. Hiển nhiên là nước tắm mộ nam chi trước khi ngủ tắm rửa từng dùng. Bình thường là ngày hôm sau mới có thể hắn lập tức cởi áo bào, giày, bước vào trong thùng tắm, nước trong thùng đã sớm lạnh hẳn, lạnh lẽo thấm người ngược lại càng thêm thoải mái. Hứa thất an tựa vào trên vách thùng, nhìn lên nóc nhà thả lỏng đầu óc, cái gì cũng không đi nghĩ. Nửa canh giờ sau, ngoài bình phong, trên giường gấm chuyển đến giọng tức giận của mộ nam chi, người tắm xong chưa? Ánh mắt hứa thất an vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa nhà, hừ hừ nói, được nha, ngươi đã sớm tỉnh, sao còn chưa hầu hạ phu quân tắm rửa, trong mắt còn có gia pháp hay không? Phu quân, mộ nam chi cười lạnh một tiếng, nữ, nhân kiệu lớn tám người khiêng ngươi cưới về ở nhà cách vách đang ngủ ngon giấc, có gì quan hệ với ta, ở chỗ ta, ngươi chỉ là vãn bối đại nghịch bất đạo. Hứa thất an lập tức thay đổi sắc mặt, nhảy ra khỏi thùng tắm. Đê tiện lao lên giường, cười nói, dì mộ, vãn bối đến thị tẩm đây. Trong quá trình chạy bước nhỏ, vệt nước tự động trưng khô. Cút, mộ nam chi không có cách nào với bộ dạng đê tiện này của hắn. Quấn chăn, mang mình quấn thành cái nem, cái gáy hướng về hắn. Lại hờn dỗi rồi. Hứa thất an liếc chăn mỏng manh một cái. Uy hiếp nói, tin hay không ta lấy cây tăm đâm ngươi mộ nam chi không để ý tới hắn. Hứa thất an liền mạnh mẽ chen vào, chỉ một lát, trong chăn chuyển đến động tĩnh dãy ruộng phản kháng. Tiếp theo, quần áo ngủ tơ lụa ném ra, sau đó là cái yếm màu hồng nhạt. Theo tiếng hư của mộ nam chi, tất cả động tĩnh dừng lại. Qua vài giây nữa, giường lớn khắc hoa bắt đầu phát ra tiếng kéo kẹt. Màn giường nhẹ nhàng lay động, chăn mỏng phập phồng. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, động tĩnh trong phòng biến mất, quay về bình tĩnh mộ nam chi ghé vào trên gối đầu hai cánh tay gối dưới cằm nheo mắt khuôn mặt ửng đỏ như say hứa thất an ghé vào trên lưng nàng hôn cổ vai cùng với lưng ngọc nhẵn nhụi như tơ lụa hắc thân thể gì mộ thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được hứa thất an trêu chọc mộ nam chi mặc kệ hắn hưởng thụ an bình sau mưa bão chờ đại kiếp chấm dứt chúng ta tiếp tục du lịch cửu châu đi đi tây vực một chuyến hoặc là đi chơi đông bắc một chuyến hứa thất an thấp giọng nói mộ nam chi mở mắt miệng hé ra tựa như muốn nói cái gì cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ừng một tiếng cách một lúc nàng nói ta nhớ nhà nàng chỉ là cái tiểu viện kia nàng từng có một đoạn thời gian làm người phụ nữ bình thường mỗi ngày đều phải vì nấu cơm làm bếp giặt quần áo phát sầu rảnh rỗi sẽ nghĩ nam nhân thối nào đó hôm nay sao còn chưa tới nếu không đến thì mua thạch tính đổ vào trong canh đút cho hắn ăn trở về sau đi hứa thất an ngửi mùi thơm mát trên mái tóc nàng nói nhưng ngươi phải tiếp tục giặt quần áo nấu cơm, nuôi gà, trồng hoa. Mộ Nam Chi vội nói, vậy phải cho hai nha hoàn. Được. Hứa Thất An gật đầu. Nàng nghĩ chút, bổ sung nói, phải xấu. Được. Mộ Nam Chi lúc này mới yên lòng. Dì dầm, ta trung quy không thể đeo vòng tay sống mãi. Nhưng ta nếu tháo vòng tay, thẩm thẩm ngươi này, muội muội ngươi này, các tiểu thân mật của ngươi này, sẽ tự biết xấu hổ. Lời này đổi thành nữ tử khác nói, hứa thất an sẽ cười vào mặt nàng. Nhưng ai bảo nàng là hoa thần chứ? hứa thất an từ trên lưng nàng lật xuống, ở trong chăn mò mẫm một lát, từ giữa hai chân mộ nam chi lấy ra gối mềm, nhìn nhìn gối mềm che kín vệt nước, bất đắc dĩ ném đi. Chúng ta ngủ một cái gối đầu. Hắn mang mộ nam chi ôm vào trong lòng, một thân thể mềm mại mịn màng ấm áp không mảnh vải kế sát với hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.